mẫu áo này đẹp thật đấy. Hello chị em nhá. Hello mọi người. Em chào chị Hà Lê. Em chào chị Ngân Đinh. Hello tất cả chị em. Cuối tháng lên tặng quà nha các bác nhá. Các bác chia sẻ nào. Em chào chị Nguyễn Hồng Thuế. Em chào chị Vân Ly Mi. Có xăng đăng bé trai không chị? Chị điểm tứa em không còn hàng đâu ạ. Hello tất cả chị em nhá. Chị yêu nào mình vào like rồi mình chấm bài cho em đi ạ. Chị yêu nào mình vào like rồi mình chấm bài cho em. Nhiều váy thế chị ơi, ok chị Liên Trần này, nhiều lắm, nói chung là nhiều mẫu ạ. À, em ơi có quần, có quần VIP rồi chị ơi. Lên mã cho em là quần VIP cách số điện thoại đi. Lên mã cho em là quần VIP cách số điện thoại đi, 79k. Quần VIP cách số điện thoại cho em đi là để lên đơn được chưa? Bây giờ lên tặng quà cho các bác nha. Bác nào chia sẻ rồi các bác comment nhiệt tình. Bác nào chia sẻ rồi các bác comment nhiệt tình lên đây cho em. Không phải cái tủ này, một cái tủ trắng nữa cơ. Mã comment nhiệt tình lên cho em đi nào để em bắt đầu chốt mini game cho các bác luôn. Này tặng cái gì cho nó, Im đang nghĩ ra không, nó như thủ trắng như này, như cái thủ trắng vậy, hai cái giống nhau mà. Em chào chị Nguyễn Huệ nhá, chào tất cả các chị gái, chị yêu nào lên like cho em xin một chấm ôm luôn cặp vào đây để thanh lý luôn cặp nhá. Này tặng cặp sách đi. Em chào chị Thủy Phạm, em chào chị Trần Ngân, Trần Nga, em chào chị Trần Thu Hà. Hello tất cả chị em, rồi hôm nay em về nhiều ga gối quá thôi. Nào chị, còn chị yêu nào trên like không ạ? Em lên hơi, hôm nay em lên hơi bị muộn tại vì hàng nhà em về nhiều quá. Đây các bác nhìn này. Em nói luôn này, chị yêu nào mà chốt lô đèn trung thu này các chị inbox nhá. Tại vì là không về được nữa rồi, đèn trung thu là toàn bộ đèn trung thu này nó là hàng của Quảng Châu hết nha các chị yêu nhá. Không về được nữa rồi ạ. Hàng bây giờ là không về được nữa nha các chị gái nhá. Đấy, bây giờ hàng là không về được nữa rồi. Nên là em về được lô cuối, ngày hôm nay là về được khoảng 300 chiếc đèn trung thu các mẫu. Chị yêu nào mình có nhu cầu lấy đèn trung thu thì các chị inbox ngày mai gọi video nhá. Về được khoảng 300 lô đèn. Ê, anh ơi chia sẻ với trang cá nhân hộ em cái. 300 lô đèn trung thu. Hôm nay gọi điện chốt đơn mà không nghe máy được à. Chị Đinh Hiền, ok mai bảo các bạn gọi lại. Chị yêu nào lên like rồi chấm bài. Em tặng cặp sách nhá. Ngày mai em tặng cặp sách. Em chào chị Thủy Phạm, em chào chị gái Như Nguyệt. Đó. Các chị nhìn ra này. Trời ơi. Ui cưng lắm luôn. Cái này là về được khoảng 300 mẫu đèn khác nhau. Nhá, về được khoảng 300 mẫu đèn khác nhau. Chị nào mà chuyên bán đồ trung thu các chị biết năm nay gọi là lấy rất là khó nhá. Năm nay lấy những cái hàng của hàng Quảng Châu này cực kỳ khó chứ không phải khó. Được chưa? Cực kỳ khó chứ không phải khó. Ok chưa nào? Các chị lên chia sẻ livestream nhiệt tình em tặng nhá. Em tặng cặp sách cho bé luôn. Được chưa ạ? Hôm nay em sẽ tặng cặp sách cho bé luôn. Bác nào lên like rồi các bác chấm bài và chia sẻ bài viết cho em. Về được 300 chiếc nha các chị yêu này. Lưu ý nhà em hàng sẵn đây mới bác sĩ. Chứ còn lẻ là chứ còn lúc mà thì ạ, sẵn thì em mới bán sỉ nha chứ không phải là đợi các chị lấy em mới bán đâu. Lấy đâu không phải đợi các chị yêu là lấy em mới lấy hàng về. Nên các chị em mình cứ thoải mái gọi là gì ạ? Gọi video. Chị Thúy Vi Nguyễn ok chị gái luôn. Em chào chị Trần Ngân, Trần Nga. Các chị gái chia sẻ livestream nhá. Bé gạo ơi, bé gạo đi ra ngoài đi con. Con làm gì đấy con? Hả? Con vào buồng, con đợi bà đi. Mọi ổ ôi, nó xinh quá thôi. Em tặng cặp sách nha. Đây chồng em chuẩn bị ôm cặp sách vào đây. Em còn bị tồn nhiều cặp sách lắm. Ok. Chia sẻ bài về trang cá nhân của em ấy. Hôm qua em vứt cái áo lên đây. Bảo cái áo này đẹp không bán để tặng mà không biết đâu ấy nhỉ. Hôm qua em có vứt một cái áo lên đây màu trắng ấy. Em bảo là cái này đẹp quá không bán nó để tặng mà không biết đâu ấy nhỉ. Xem cái áo màu đen vừa nãy ra đây. Hết hôm nay tặng cặp sách này, tặng áo luôn. Được chưa các bác chia sẻ livestream nhiệt tình. Hôm nay là cuối tháng. Được chưa? Cuối tháng có cái mẫu cặp Kitty nữa anh ơi. Có cái mẫu cặp Kitty mang hết vào đây đi. Hôm nay là thanh lý tất tay luôn, em bảo rồi thanh lý tất cả kho luôn mà. Các chị em mình cố gắng chia sẻ nhá. Các chị em mình cố gắng chia sẻ này, em tặng đầu like cho các bác luôn là một cái cặp sách. Được chưa? Tặng đầu like cho các bác luôn là một chiếc cặp sách nha. Các chị gái chia sẻ nhiệt tình lên là 2 lần trên trang cá nhân, 3 lần lên hội chợ nhóm cho em.
Để chờ các chị, em chào chị Thanh Lê. Hai lần về trang cá nhân bật bên bếp này đi. Hai lần trên trang cá nhân, ba lần lên hội nhóm cho em Trang. Em chào chị Nguyễn Thị Kim Huyền nha. Chị yêu nào lên like rồi các chị bấm like và bấm chia sẻ. Hôm nay ở trên em nó còn đang bị mưa ấy các chị gái ạ. Nó còn đang mưa ấy. Nên là thời tiết của nó chán đời lắm. Cuối tháng cô hồn, đúng rồi các chị ơi. Đó, mọi người ơi, chia sẻ livestream nhiệt tình cho em nhá. Úi dồi ôi, các chị gái ơi này. Đấy chứ ạ. Ôi, em đang nỗ lô cặp này dã man nhiều luôn. Tại vì nhập tham quá. Thời nhập tham là thứ nhất, thứ hai nữa là em đặt một cái lô hàng, sau đó năm nay hàng kiểu như là lô về hàng ấy các chị. Lô về hàng quá chậm. Chậm hơn so với dự kiến là hơn một tháng trời. Chậm hơn so với dự kiến của em là hơn một tháng trời. Tại vì các chị nào mà buôn ấy thì các chị biết đây, năm nay lấy hàng Quảng Châu cực kỳ khó. Có nghĩa là không cho được về ấy các chị yêu ạ. Lấy xong không cho được về. Đấy, thế nên là em mới bị tồn một cách dã man nhiều như thế này. Thực sự luôn là chị nào có nhu cầu lấy xỉ cặp ấy thì ngày mai các chị gọi video em thề, và các chị em chấp nhận lỗ rất là nhiều luôn. Thanh lý cho nó hết nhá. Ok chưa nào, em chào chị gái Thanh Hồ, em chào chị gái Vân Limi. Là chia sẻ livestream lên nhiệt tình cho em đi để em bắt đầu lên chốt mini game rồi các bác ơi. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi ạ? Mới được có 146 lượt chia sẻ là như nào nhỉ các chị gái? Mình chia sẻ livestream bấm like nhiệt tình lên cho em nào. Em chào chị gái Nguyễn Huệ nha, em chào chị Như Nguyệt, mới được có 195 lượt chia sẻ thôi. Mỗi bác nhấn giúp em xin, mỗi bác ở đây 2 lượt chia sẻ lên trang cá nhân, 3 lượt lên hội chợ nhóm, được chưa? 2 lượt chia sẻ lên trang cá nhân, 3 lượt chia sẻ lên các hội chợ nhóm giúp em nha các chị gái nha. 2 lượt về trang cá nhân, 3 lượt lên các hội chợ nhóm giúp em, mỗi chị yêu ngồi đây ạ. Hơn 100 chị thì tính ra các chị yêu nào, nó phải lên đến 500 lượt chia sẻ cơ. Mà hiện tại bây giờ mới có được hơn 100 lượt chia sẻ thôi các chị yêu ạ. Hơn 100 lượt chia sẻ. Các bác cố gắng là mỗi chị yêu nhấn. Các chị thực sự các chị đã chia sẻ đúng rồi thì các chị hãy comment chơi mi game nhá. Còn chị yêu nào? Ơ chị Trịnh Thị Hồng ơi, em báo Viettel rồi mà chưa thấy giao lại hàng. Ok chị Trịnh Thị Hồng, anh ơi ngày mai gọi lại cho chị Trịnh Thị Hồng nhá. Chia sẻ nhiệt tình nhé. Ok các chị này, thế nhiều, rất là nhiều chị em mình chưa chia sẻ. Thực sự rất nhiều chị em mình chưa chia sẻ like. Đấy đây, nhập vào toàn 90.000 đồng. 90.000 đồng bán bình thường bán là 100.000. 130.000. Được chưa? Lúc nào chạy song song hai pet là bán 130.000. Được chưa? Bây giờ tặng 0 đồng cho các bác luôn. Nào các bác chia sẻ chưa? Ui dồi, không lên view rồi nhỉ. Buồn ghê ạ. Em chào chị Thủy Lê nhá. 256 lượt chia sẻ. Các bác cố gắng chia sẻ giúp em nào. Em lên xả hàng ạ. Ok chào các bác ơi. Nào mới được có 100 chị gái thôi. 100 chị gái. Em chào chị Nguyễn Thị Mỹ Huyền nha. Các chị gái cố gắng chia sẻ lên cho em nha. Lên được 7 phút 47, 247 thôi. Tặng một chị trước vậy. Buồn quá. Tặng ngoài một chị yêu trước nha. Xem con nào xinh xinh. Chà, con này nha. Con này xinh xinh các chị nha. Được quà các chị hoan hỉ nha. Không lên nổi view. Quá buồn luôn các bạn. 7 phút rồi không lên được view. Em chào chị Huỳnh Ngọc Kim. Chào tất cả các chị gái. Chị nào đang xem chấm bài và chia sẻ bài cho em. Chị nào đang xem mình chấm bài và chia sẻ bài giúp em. Tặng luôn một chị đầu tiên với giá là 0 đồng. Con cặp sách như thế này tặng cho các chị yêu đầu tiên với giá là 0 đồng. Chúc tất cả các chị yêu mình may mắn. Em tặng là tặng là tặng ghim. Tặng là tặng quà thật nha các bác nha. Tặng là tặng quà thật cho các bác luôn. Được chưa? Lên cho em mã này là tặng bé gạch ngang Trang Đức gạch ngang số điện thoại ghim chị yêu thứ 6 có logo là người chia sẻ, mã giúp em là tặng bé. Hồi sáng em gọi chị rồi, ok chị gái, mã giúp em là tặng bé gạch ngang số điện thoại, à gạch ngang Trang Đức gạch ngang số điện thoại, em ghim chị yêu thứ 6, tặng bé gạch ngang Trang Đức gạch ngang số điện thoại, đúng cú pháp giúp em nha các bác ơi, đúng cú pháp giúp em. Như cái mẫu như này hôm nay mới về, mẫu có bán được không? Cái mẫu ga gối này này, ôi các chị ơi, hàng ga gối chống thấm. Hàng ga gối chống thấm cốt tông. Bình thường các chị em đi ra ngoài mua hơn 200.000 một bộ ga gối Hàn Quốc này. Được chưa? Giá niêm yết là 255.000 đồng. Đấy các chị yêu ạ, tối nay ở đây với em là có hàng luôn. Nha các bác nha, tối nay ở đây với em là có hàng luôn, là lên tặng bé. Tặng bé gạch ngang Trang Đức gạch ngang số điện thoại. Em ghi chị yêu thứ 6, chị Trần Ngân Trần Nga lên đầu tiên. Chị Như Nguyệt chấm này. Chị Như Nguyệt chấm, chị Như Nguyệt lại chấm, chị Như Nguyệt lại chấm tiếp, các chị Tuần chấm đấy. Chị Thanh Hồ lên thứ 2. Chị Trần Ngân Trần Nga lên đầu tiên, chị Thanh Hồ lên thứ 2, chị Như Nguyệt lại chấm tiếp.
Chị Thanh Lê lên thứ 3. Chị Trịnh Thị Hồng lên thứ 4. Chị Minh Hào, Nguyễn Hào lên thứ 5. Em tìm chị yêu thứ 6 có logo là người chia sẻ nhá. Tìm chị yêu thứ 6 có logo là người chia sẻ cho em. Để chờ các chị toàn chấm thế. Chị Đỗ Hà toàn chấm, chị Vân chị gì đấy ạ? Chị Đỗ Hường cũng toàn chấm này, chị Thanh Hồ cũng toàn chấm này. Tặng bé gạch ngang Trang Đức gạch ngang số điện thoại. Ok, em chúc mừng chị gái Huề Phan. Lên thứ 6, chị Vân Ly Mi lên thứ 7, chị Trần Ngân Trần Nga lại lên tiếp, chị Cổng Thành lên thứ 8. Ok chưa? Quà tặng nhà em đây nhá. Một chiếc cặp không đồng lên cho em 130 chị gái thôi. Bình thường tối nào vào, nói chung là từ ngày nó mất tương tác thì thôi em chỉ lên đến 130 chị thôi nhá. 130 chị gái, em chốt cho các chị già tiếp tục một cái cặp tiếp theo. Ui, cái ga chống thấm hàng cốt tông. Cái này Hoan Hỉ cho em thì không chọn màu thì mình mét 8 đâu anh ơi. Cho em xin cái cặp ga chống thấm mét 8 này vào đây cho em này. Các chị em ơi, đẹp dã man, ga chống thấm họa tiết. Nha các chị yêu nha, cái này nó là chất cốt tông nhưng mà nó chống thấm ấy các chị yêu ạ. Lâu rồi không được quà, ok chị gái luôn. Cái mã này các bác lên đơn cho em luôn, xịn lắm. Nha, giá liêm yết đang là 255.000 đồng. Được chưa? 255.000 đồng ga chống thấm họa tiết chất cốt tông. Làm được cả 4 mùa quanh năm. Nha, cái này làm được cả 4 mùa quanh năm. Cho em xin cái mét 8 vào đây. Nhưng mà hôm nay ấy thì xin phép các chị yêu là nó về mẫu. Nha, xin phép các chị yêu là nó về mẫu. Được chưa ạ? Thì em cũng chỉ bán cho các chị đây mỗi một bộ em về được 10 bộ thôi, về mẫu nhá. Về mẫu. Đây màu Doraemon này, mẫu nào cũng xinh kẻ này. Được chưa ạ? Cái này các chị này hồng này. Ủa ôi, các chị em ơi đẹp dã man luôn. Ga chống thấm LV. Người trúng quà không chia sẻ trang cá nhân. Em đã bảo các chị như nào rồi ạ? Là mình làm đủ cú pháp thì mình hẵng comment chơi mini game, còn không mình nhường cho người khác. Mình không muốn chia sẻ trang, mình không muốn chia sẻ giúp em thì mình đừng có nhận quà các chị gái. Các chị vào mua hàng thoải mái mà em. Khi các chị vào tour mua hàng em có bảo các chị là phải chia sẻ em mới bán hàng đâu. Đúng không ạ? Khi mà các chị vào chia sẻ rồi, các vị vào mua hàng, các chị không chia sẻ không sao. Nhưng các chị vào chơi mini game, đã chơi mini game các chị vui lòng làm đúng luật nhá. Em đã bảo rồi, em rất là dễ tính. Bởi vì em đã ghim các chị lên rồi, em cũng không muốn xóa các chị đi làm gì đâu. Bởi vì quà tặng nó không to. Không chia sẻ cả trang cá nhân. Đúng rồi đấy, không chia sẻ trang cá nhân à. Đó, các chị thấy chưa ạ? Anh cho em cái mẫu này vào đây đi. Nhà Trang có bộ, còn bộ của Nam 69.000 không? Bộ của Nam 69 tí em bán luôn cho các chị lốt à. Cái hàng cốt tông này có nguyên mét 6 à? À đây 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 đây. Đây đây, à, mét 8 đây, em mắt em nói. Đây là kích thước là 2m x 2m2. Ui. Đây là ga chống thấm bình thường thôi. Đây ga chống thấm họa tiết thôi. Cô lại mang cho em à? Em xin nhá. Anh lại sẽ ngon nữa. Ui, hôm qua ăn chị bảo là vừa về nhà đã thấy kêu hết rồi. Ok chưa mọi người, thật sự rất là buồn luôn. Nhưng mà thôi mình Hoan Hỉ nhá các bác nhá. Cố gắng chia sẻ lên cho em 130 chị gái. Em lại tặng tiếp một chiếc cặp nữa. Được chưa? Em lại tặng tiếp một chiếc cặp nữa. Nhưng mà em nói luôn này, chị yêu nào mình làm đủ cho em Trang rồi. Có đi có lại nha các bác nhá. Có đi có lại cho em. Được chưa? Các bác không muốn chia sẻ, các bác ngưng comment chơi mini game. Các bác vào đặt hàng bình thường nhá. Còn các chị nào mình thích chơi mini game, em đã bảo rồi, chưa bao giờ em mang ra một cái sản phẩm gì gọi là ảo là láo em tặng các bác hết. Được chưa? Chưa bao giờ chơi mini game em câu view mà em không tặng quà. Đã nói rồi, quà tặng của nhà em nó nhỏ nhưng em hoàn toàn là tặng thật cho các bé. Được chưa? Thế nên là chị yêu nào mình xác định mình chơi mini game thì mình phải chia sẻ like thì mình đang chơi. Cái này em không thấy mét 8 ở đây anh ơi. Ga chống thấm mét 8 2m. Ở đây có hai mét 8 với cả 2m 2m2 thôi. Em chẳng biết giá bao nhiêu tiền nhưng mà em bán đồng giá cho các bác luôn nhá. Em bán đồng giá cho các bác luôn là 95.000 đồng lên đơn nhanh tay. Được chưa? Mét 8 và 2m. Comment cho em mã này là gì ạ? Chống thấm xịn và kèm số điện thoại cho em. Comment cho em là chống thấm xịn và kèm số điện thoại nhá. Em đồng giá cho các bác luôn là 95.000. Cái này là chống thấm chất cốt tông nhá. Cái này vừa bảo vệ đệm này, vừa làm được quanh năm. Comment cho em là chống thấm xịn. Mẹ ơi, con có cơ bắp rồi đấy. Dồi ôi, ăn như mày ấy, còn lâu mới cơ bắp ấy. Không, con tập luyện ở trong nhà. Ừ, thế con vào tập luyện đi. Lên đơn cho em là chống thấm xịn. Ok, chị Nguyễn Thị Thư không gọi được đâu, không gọi nghe không nghe máy à chị ơi. Mã lên đơn cho là chống thấm xịn và kèm size giường cho em nhá. Mỗi bộ em chỉ có 10 cái mẫu thôi. Mỗi mẫu này em chỉ có 10 bộ thôi. Em bán đồng giá cho bác luôn là 95.000 đồng. Anh ơi cho cái máy bên này lên đi. Lên đơn cho là chống thấm xịn. Được chưa ạ? Chống thấm xịn cho em và kèm số điện thoại. Đâu rồi? Cho em bảo em xem xin cái giá đây nha các chị yêu nha. Doraemon này, kẻ này. Được chưa? Em bán cho các chị yêu với giá là bao tiền ạ? À? Chống thấm xịn kèm size giường cho em. Chỉ có nguyên mét 6, mét 8 rồi ạ. À, mét 8 với cả 2 mét rồi.
Hả? Lúc có cả bé gạo sách ấy. À anh xem ở cái chỗ mà để chỗ ga gối ngoài kho ấy. Xem lại xem nào. Hôm nay nhiều lắm, nhiều hàng lắm các bác ạ. Đợi em để em bật cái máy bên này lên nữa nha. Đợi em để em bật cái máy lên này lên nữa. Lên đơn là chống thấm xịn kèm số điện thoại cho em. Chống thấm xịn và kèm số điện thoại cho em là ok lên đơn. Em bán đồng giá cho bác luôn là 95.000 đồng. Cả 2m x 2m2 nhá. Cả 2m x 2m2 mặc dù cái mã này là 2m2 nhưng 2m2 này em không có lãi luôn. Cái này là chống thấm chất cốt tông. Lên đơn là chống thấm xịn và kèm số điện thoại, không cần phải dở ra hết đâu. Hàng cốt tông này chị em mình làm được quanh năm 4 mùa. Được chưa ạ? Vừa bảo vệ đệm, vừa bảo vệ đệm cho em vừa gì ạ? Vừa đẹp nhá. Vừa không bị nóng. Lên đơn là chống thấm xịn và kèm số điện thoại. Còn tí nữa em sẽ lên cho các chị chống thấm họa tiết sau. Chống thấm họa tiết thì nó rẻ hơn. 95.000 đồng chống thấm hàng cốt tông. Giá niêm yết là 255.000 đồng. Còn cái này, cái 2m x 2m2 này là 295.000 đồng đấy. Đây nhá, mét 8 đây, mét 8 đây. Em chỉ có mét 8 thôi. Tạm thời là em chỉ thấy mét 8 màu xanh nhá. Lên màu đây, màu xanh này, kẻ Big Berry này. Đấy chưa? Màu hồng này, Doraemon tiếp này. Đây là LV này, đẹp lắm luôn. Chống thấm xịn và kèm số điện thoại cho em. Em bán cho mọi người luôn là 95.000 đồng một bộ. 95. Có mét 8 với cả 2m thôi sao? Chống thấm xịn và kèm số điện thoại cho em là ok lên đơn. Đâu rồi cái kéo này, đâu rồi chồng ơi? Chống thấm xịn và kèm số điện thoại cho em là bấm cái này lên cho em. À, có mét 6 không? Có mét 6, tí nữa lên mét 6 sau. Mét 6 không phải mẫu này. Mét 6 không phải mẫu này, còn đây là mẫu 2m x 2m2. Cái giường này là giường như sạp sân khấu đây các bác nha. Cái má này là không thấy đâu. Có mét 6 đây các chị ạ. Đây là chống thấm hàng 175 rồi. Cái má này đây nha, 2m x 2m2 này. Ôi toàn hình xinh thôi. Các chị chốt lấy 2-3 bộ về làm mùa đông thay đổi. Cái này vừa bảo vệ đệm này, các con tè ra nhá. Tè ra cái thoải mái đây này, các chị nhìn cho này. Toàn hình xinh rồi, hình con chó này. Trời ơi đẹp quá luôn. Lên đâu là chống thấm xịn và kèm số điện thoại cho em 95k. Đây nhá, hàng này. Chống thấm chất cốt tông Hàn Quốc, kích thước 2m x 2m2, chất liệu 100% chất cốt tông. Giá niêm yết là 395.000. 395.000. Được chưa? Lên đơn cho em mã này là chống thấm xịn và kèm số điện thoại cho em. 95.000 hết, 95.000 hết này, cái hình này. Hình 2m2 xinh quá. Ai mới xinh quá các chị ơi, kẻ xanh. Các chị lên đơn là chống thấm xịn và kèm số điện thoại cho em. Chống thấm xịn trăng sao này. Chống thấm xịn và kèm số điện thoại cho em. Nhà nào cũng cần dùng luôn. Các bác ơi nhà nào cũng cần dùng nha. Em không đọc được hết comment đâu. Chống thấm xịn cho chị Trúc An có đơn luôn. Có luôn các chị gái nha. Lên đơn là chống thấm xịn và kèm số điện thoại cho em là ok lên đơn. Chống thấm xịn này, hình heo Vespa này. Và kèm số điện thoại cho em là ok lên đơn. Cái này mình hoan hỉ nha, mình chọn màu à, chọn cái này không chọn màu giúp em, màu nào cũng đẹp. Em bán cái 95.000 này làm giá gọi là cho các chị dùng thử, vì à, mỗi hôm nay nó chỉ về được có 10 bộ thôi. Hôm nay là nó gửi mẫu được cho em chỉ có 10 bộ thôi nhá. Hàng về mẫu em bán cho các chị dùng thử thôi. Chống thấm chất cốt tông được chưa? Đấy, toàn bộ hình đẹp. Hả? Một giá hết 95.000 hết nhá. Một giá hết 95.000 hết cho các bác dùng thử. Lên đơn là chống thấm xịn, kèm số điện thoại cho em. Cái này chắc chắn là mọi người cứ chốt cho em 2-3 chiếc. Cái này dùng như ga làm bình thường mà có bên dưới nó có chống thấm cho các bé luôn. Được chưa? Như ga làm bình thường bên dưới có chống thấm, nó không sọt soạt nhá. Mã là lên đơn là chống thấm xịn và kèm số điện thoại cho em. Đẹp quá luôn các chị gái ơi này. 2m x 2m2 cũng 95.000. Lên đơn là chống thấm xịn kèm số điện thoại. Có về ga phủ rồi chị ơi. Chống thấm xịn và kèm số điện thoại cho em 95k. 95.000 đồng một chiếc, một chiếc lên đơn nha các chị gái nha. Hôm nay về hết rồi nhưng mà nó về mẫu. Có mỗi ga gối kia là em về nhiều thôi. Có mỗi cái ga phủ á thì em về nhiều. Ga phủ thì hôm nay em về số lượng cũng nhiều. Được chưa? Thoải mái các chị đóng xỉ được. Còn cái ga này thì mới về mẫu thôi. Chị yêu nào chốt lên đơn là ga chống thấm xịn và kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Chống thấm xịn kèm số điện thoại này. Chống thấm họa tiết này, không thấy sách ở đây đâu. Đẹp lắm. Rồi tiếp tục cho các chị gái cái quần này của em luôn. Quần này của em nó là quần vải của hàng Gap. Còn đèn trung thu về mẫu mới, hôm nay về 300 chiếc ấy các chị yêu ạ. Hết sạch hàng nhá, 300 chiếc là hết sạch hàng. Chống thấm xịn kèm số điện thoại. Ok chị Bảo Trâm, Bảo Châu, em chốt đơn của chống thấm xịn. Lên là chống thấm xịn, chống thấm của hàng chất cốt tông.
làm được 4 mùa quanh năm cho em nhá. Và em bán cho các chị yêu với giá là bao nhiêu tiền ạ? Em bán cho các chị yêu nhà mình với giá, có quần lửng cho bé gái không? Em không bán quần lửng nữa rồi. Các chị nhìn cho em này, cái quần này đẹp như thế này, chất liệu là hàng da cá tàu, dày mịn nhá, logo thêu, bé trai bé gái đều mặc được cái mẫu này. Được chưa? Ví dụ những cái mẫu thêu LI này, những cái mẫu này thêu LI, áo khoác bé đằng sau lên chưa chị? Em chưa lên đâu chị ơi, chị Ngọc Hân đợi em một tí ạ. Bao nhiêu tiền chống thấm, có 2m2 không ạ? Có nha chị Hoàng Hiền, chống thấm xịn của nhà em nó là hàng chất cốt tông. Được chưa ạ? Giá niêm yết đây là 395.000 đồng chống thấm xịn. Được chưa ạ? Comment lên cho là chống thấm xịn và kèm số điện thoại cho em qua mẫu luôn. Chị Đỗ Thu có chống thấm xịn, không có mét 6 hả chị? Cái mẹ có mét 6 không? Nhà em cũng có trong hóa đơn thì có mà nhiều hàng quá em còn chưa tìm được. Đây các chị nhìn cho em này, chống thấm này là chất cốt tông 100%, kích thước 2m x 2m2, em bán 95.000 đồng. Các chị em bao cả Facebook luôn, chất cốt tông nha các chị yêu nha. Còn tí nữa em sẽ lên chất hoa, cái hàng chống thấm họa tiết cho các chị, nó sẽ rẻ hơn. Chị yêu nào chốt chống thấm xịn mình comment lên đây cho em là chống thấm xịn, ít nhất mỗi nhà chốt 2-3 cái về dùng. Đấy chả, ít nhất mỗi nhà chốt 2-3 cái về dùng cho em. Mã hàng chống thấm xịn và kèm số điện thoại cho em. Có màu đen không em? Có màu, chỉ có màu tím than thôi chứ không có màu đen. Đấy chả, bây giờ lên cho các chị cái quần này. Quần này của em nó nguyên màu ghi nhưng nó có các kiểu logo khác nhau. Sport này, bé trai bé gái đều dùng ok nhá. Bé trai bé gái mình đều dùng ok cho em. Lên đơn cho em mã này luôn, là M30 kèm số điện thoại. Ruột gối em còn nha chị ơi, còn ruột gối. Đây các chị nhìn cho em này, M30. Cái này size đến size 2XL. M30 cho em size đến size 35kg. Size bé trai bé gái đều mặc được những cái bộ quần kiểu quần như thế này. Đấy chứ, quần mặc nhà cho bé trai và bé gái. Mã hàng M30 phải hôm nay anh đến M30 không anh ơi? M30 kèm size kèm số điện thoại cho em. Ủa các chị ơi nhìn cho em này, đẹp chưa? M30 kèm size nó đến 13 tuổi. Đây nó ghi cái chỗ này là 13 tuổi này. Cái này nó ghi là XXL 13 tuổi này. M30 em bán cho các bé với giá là 39k. M30 em bán cho các bé với giá là 39k. Lên đơn cho em bán này là M30 kèm số điện thoại cho em. Theo LV này. Quần em đang cầm có 19 cân không đây các chị ơi? Hôm nay là xả hay là cái gì? Hôm nay là xả 30. Các chị. Không phải đâu. Chiều nay đến xả hai mấy rồi. Mới đến xả bao nhiêu? Nhìn hai mặt xem nào. Cái này lên đơn là xả 17 kèm số điện thoại cho em. Xả 20 đi các chị ơi, comment lên cho em là xả 20 nhá. Size từ 22kg. Size từ 22kg đến size 35-36kg. Ôi các chị ơi đẹp dã man luôn. Mẫu này bé trai bé gái đều mặc được nhá. Mẫu này bé trai bé gái đều mặc được. Em bán 39.000. Em bán 39.000 đồng. Lên đơn cho em là xả 30 kèm số điện thoại cho em. À xả 20. Em thử mặc vào xem này. Chốt được đến 35 cân không? Cái này 1G của nó là 6 chiếc ấy. Anh ạ, 1G là 6 chiếc ấy. 6 hay 7 chiếc đây này, xem nhìn thế nào. Ôi các chị ơi, chất cốt tông 100% nhá. Cái quần này em bán không lời mấy đâu. Chà, cái quần này em bán không lời mấy đâu. Được chưa? Em chốt cho các bé đến tầm 35-36kg. Mã hàng xả 20 kèm số điện thoại cho em. Xả 20 theo sport này, thả 2 xả 20 theo LX. Đèn lồng phía sau bao nhiêu chị rồi? Ok chị gái, nó chỉ có một màu này thôi. Nó chỉ có một màu này thôi nhá. Các chị em nhá, nhưng mà nó có màu sáng hơn, màu đậm hơn. Chà, em bán thanh lý các bác luôn là 39.000. Cái này kể cả các chị đi nhập xỉ không có luôn. Size đại cồ nhá, mà là chất liệu là hàng da cá tàu. Chốt đến bao nhiêu cân? Chốt thoải mái đến 35-37kg. Chốt cho em đến 35-37kg. Mã này lên đơn cho em này. Bé trai bé gái đều mặc được. Được chưa? Những cái mẫu như thế này thì đảm bảo các chị yêu luôn. Là bé trai bé gái mặc ở nhà đều xinh. Côn ống dáng cực kỳ đẹp nhá các chị gái nhá. Đây đằng sau có may lưng mông luôn này. Được chưa? Mã này lên đơn cho em luôn là xả 20 và kèm số điện thoại cho em. Size từ size 22 cân đến size 37 cân. 22 cân đến size 37 cân. Lên đơn là xả 30 kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Lên đơn là xả 20 kèm số điện thoại cho em là ok. Cái này lắp bực pin vào không? Lên đơn cho em là xả 20 kèm số điện thoại cho em nhá. Xả 20 em bán cho các chị yêu với giá là bao tiền ạ? Bán cho các chị em nhà mình với giá là 39k. Có áo khoác không chị? Có chị ơi. Lên giúp em mã này là xả 20 nhá. Xả 20 em bán là 39.000. Chị yêu nào mình chốt mình lên đơn cho em. Đây nhập vào nó đã là 36.000 rồi. Nhập vào nó là 36.000 rồi nhá. Lên đơn là xả 20 kèm số điện thoại 39.000. Chị Nhung Vũ không thấy gọi điện chốt đơn á. Anh ơi ghi mai gọi lại chị Nhung Vũ này. Chắc bên em các bạn chưa gọi hết. Lên ga phủ đi. Ok chị này. Ok chị Lê Thương xả 20. Đợi em xả lốt cái mã này một tí.
xả 20 cho chị Nguyễn Thị Thanh Huệ. Ok chị gái này, kèm số vào đấy rồi em. Các chị chốt 3 cái, em lấy 3 kiểu logo. Cái này quá đẹp luôn. Đây này có 10 cái này thôi. Cái hàng này em nói luôn nhá, hết hàng, không ở đâu nhập được những cái mẫu như thế này. Được chưa? Xả 20 cho em ạ. Cho em coi ga chống thấm. Ồ em vừa qua mất rồi. Chị Đoàn Linh, Đoàn Mạnh, ok chị Quyên Kim đợi em một tí. Chị Linh Lan, ok xả 20, ok chị gái luôn. Mã này xả 20 kèm số điện thoại cho em. Cái hộp này của em này. Đó mọi người ơi, cho em cái quả pin vào đây. Chị Trinh Nguyễn có luôn. Xả 20 bé trai 31 cân, ok chị tính. Chị tính tôm lê, ôi. Nhưng cái mã này bây giờ các chị muốn đi nhập vào cũng không có nhá. Em nói luôn là cái mã này bây giờ em cũng không bán sỉ luôn. Bởi vì em chỉ về được 10 hộp này thôi. Nhưng mà đèn lồng thì em có về được 30 hộp. Đèn lồng thì về được 300 chiếc đèn lồng các mẫu nhá. Đèn lồng thì về được 300 chiếc đèn lồng các mẫu. Ok chị Minh Anh có luôn. Chia sẻ livestream rồi, 135 chị gái rồi em tặng quà. Xả 20 cho xả 20 là quần. Em chào chị Anh Vũ nhá. Em chào chị gái. Ủa cảm ơn chị. Để em xem cái mẫu nó nắp như thế nào. Cho em xem cái mẫu nó nắp như thế nào. Để em nắp cho các bác luôn. Đó, rất rất là đẹp luôn này các chị yêu, nhìn này. Cái này em nói luôn là đẹp dã man. Cái này chắc em phải đợi chồng em vào, chồng em nắp cho thôi, chứ còn em không biết nắp. Em ngu lắm. Đây này, các chị nhìn cho em này. Đấy. Nó sẽ là như thế này này. Siêu đẹp luôn. Nhưng mà đợi chồng em vào, chồng em nắp cho. Chiều nay chị chuyển khoản rồi, em nhận được chưa? Em nhận được rồi. Đi đơn cho chị rồi ạ, đi đơn rồi chị ơi. Đấy, bảo chồng em nắp vào. Anh ơi, xong anh nắp cho em cái này vào đi. Anh nắp cho em cái đấy. Đây, chống thấm của nhà em này, chống thấm xịn kèm số điện thoại. Ui các chị ơi này, chống thấm chất cốt tông, chống thấm xịn kèm số điện thoại cho em. Có size 1m8 x 2m và 2m x 2m2. Em đồng giá cho mọi người luôn là 95.000 đồng. Lên đơn là chống thấm xịn và kèm số điện thoại cho em. Chống thấm xịn của nhà em là chất cốt tông. Lưu ý nha, chống thấm xịn kèm size kèm số điện thoại cho em. Các chị lấy bao nhiêu cái cũng ok. Chống thấm xịn và kèm số điện thoại cho em. Ga chống thấm Hàn Quốc 100% chất cốt tông. Được chưa, em bán cho mọi người đồng giá là 95.000 đồng. Lên đơn là chống thấm xịn kèm số điện thoại cho em. Nó có 20 bộ thôi. Có 20 bộ thôi, 1m8, 10 bộ, 2m2, 10 bộ thôi. Chị yêu nào chốt chống thấm xịn mình comment lên đây cho em là chống thấm xịn kèm số điện thoại cho em là ok lên đơn nhá. Comment lên đây cho em chống thấm xịn là ok lên đơn. Chống thấm này là chất cốt tông. Chị yêu nào mình chốt mình lên đơn là chống thấm xịn kèm số điện thoại. Những cái đèn lồng như này em nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ hôm nay không thấy gọi chốt đơn cho chị. Chị KH Huyền không thấy gọi chốt đơn à? Nó bị lệch sang bên này à? Chống thấm xịn kèm số điện thoại cho em là ok lên đơn này. 131 chị gái. Bây giờ tặng tiếp cho các chị yêu này. Mọi người thích tặng cái gì nào? Chống thấm, chống được nước không Trang? Rồi ôi, gọi là chống thấm thì các chị hỏi có chống thấm được nước không thì em chịu chết thật đấy. Em gọi là chống thấm rồi các chị gái. Cái này là để giường cho các bé, ví dụ tè tiết các thứ này. Đây, được chưa ạ? Nó có một lớp chống thấm ở bên dưới nhưng bên trên nó là chất cốt tông, nó làm nó không biểu kiểu bị xoạt xoạt ni lông ấy. Chứ là các chị thích thì các chị chốt thôi nhá. Ok chưa nào, chống thấm mà không chống được nước nữa thì làm sao được. Cái mã này lên đơn là chống thấm xịn kèm số điện thoại cho em. Có đèn Kitty không, chống thấm xịn cho chị Hoàng Thị Hà. Ok chị gái này, các chị trang cá trang cá nhân đi. Ok chị về trốn bình yên cái gì đấy, comment cái gì đấy em còn không đọc được đâu ạ. Chị về trốn bình yên, ok chị gái này lên áo khoác cho bé 30 cân đi. Ok chị Kim Thanh đợi em tí. Đợi em một tí nhá, ok chị nào. Chị về trốn bình yên, anh Ghi Mai gọi lại cho chị về trốn bình yên này. Áo khoác bé nhiều mẫu lắm. Áo khoác bé nhiều mẫu lắm. Rồi vừa nãy là tặng một cặp của bé trai rồi. Bây giờ em xin phép là tặng một cặp của bé gái. Em nói luôn nhá, đèn lồng phía sau bao nhiêu tiền cái. Đèn lồng phía sau á các chị, em đợi em đã lắp. Có cần phải lắp đây đâu. Các chị yêu này. Ui đẹp lắm. Nhưng mà cái này tặng cho bé 10, từ từ đã. Bán lốt cái này sau đó tặng quà. Thì cái này có 10 suất thôi, chị nào nhanh tay là có. Chị nào nhanh tay là có. Thật ra là nó được 11 suất. Gái yêu nhà em bao giờ cũng có một suất. Được chưa? Mã này các bác lên đơn cho em luôn. Ui xịn quá. Cái mã này lên đơn là cái gì được. Ui dồi ôi các chị ơi. Có đúng 10 suất thôi. Có đúng 10 suất nha. Các chị em nha, có đúng 10 suất. Mã lên đơn cho em luôn. Đó, ngựa poly. Ngựa poly hay là cái gì đây, hay là làng tiên cá, hay là ngựa poly đây anh. Làng tiên cá.
lên đơn cho em mã này là đèn lồng làng tiên cá và kèm số điện thoại cho em. Đây các chị yêu nhìn này, trong này không hề có pin, các chị em về mua pin. Em bán cho các bác luôn bao tiền ạ? Lên đơn là đèn lồng làng tiên cá và kèm số điện thoại cho dành cho 10 bé nha. Quà trung thu cho các con. Được chưa? Em bán cho các chị em với giá bao tiền ạ? 59.000, nhanh tay. Có đúng 10 suất thôi. Có đúng 10 suất thôi. Lên đơn là đèn lồng làng tiên cá và kèm số điện thoại cho em. Cái này em thật sự các chị nè. Ngày hôm nay về được 300 chiếc là hết hàng luôn. À nhưng mà cái mẫu này có 10 chiếc thôi. Đèn lồng làng tiên cá kèm số điện thoại cho chị Nhiên Quách một bộ, để lại số điện thoại. Anh ơi cho em xem vào đây đi anh ơi. Đèn lồng làng tiên cá cho em. Ui các chị ơi, em nói luôn là chỉ có 10 chiếc thôi. Chị Nhiên Quách có một bộ luôn này. Chị nào nữa? Chị Nhiên Quách một bộ này. Chị nào comment lên là đèn lồng làng tiên cá. Chị Hương Giang Võ 2 chiếc luôn này. Chị Hương Giang Võ nhắn tin không thấy nhắn lại chị ơi. Chị Lê Thị Lan ơi comment lên cho em là đèn lồng làng tiên cá cho em. Ok, chị Phương Thúy Đào có luôn đèn lồng làng tiên cá này. Chờ em chốt hết thì thôi nhá, tại vì cái mã này không có để em gọi thêm. Được chưa? Chị về trốn bình yên có luôn. Chị Ti Ly Ngọc Bích đèn lồng làng tiên cá ok chị luôn này, 59.000 nhanh tay. Chị Thảo Linh có luôn này. Hết hàng rồi đấy. Ok, đèn lồng làng tiên cá cho chị Lê Thị Lan có luôn này. Được chưa? Chị Thúy Triều có đèn lồng làng tiên cá luôn này, hết hàng rồi. Còn một chị cuối cùng thôi, chị Trần Thu Hà. Hết đèn lồng làng tiên cá nhá, hết đèn lồng làng tiên cá. Chốt dư cho hai chị đi anh ơi. Chốt dư cho hai chị trừ ngày mai các chị không nghe máy. Ui dồi ôi, em đã bảo rồi cái mẫu này mà các chị không mua thì không biết mua cho bé cái gì. Cái này là để ra nhá. Các chị này, lúc nào các chị muốn cho cái này đi ấy, thì các chị tháo ra. Được chưa ạ? Các chị này. Chị Khánh Thi em hết đèn lồng làng tiên cá. Đó, mọi người nhìn thấy không ạ? Ui dồi ôi, ở đâu bán cho các chị 59.000 đồng ạ? Hết hàng. Hết hàng nha các bác nhá. Hết hàng các bác không comment nữa. Nào anh ơi, cho cái đi, cho cái pin ra đi cho hay là lắp cái pin khác đi. Sang cho em sang cái này đi, hết nha mọi người, em để đây trưng bày thôi. Bây giờ cho em sang cái đèn lồng này đi. Hay là em tặng đèn lồng cho các bé nhá. Em tặng đèn lồng cho các con được không? Đó, tại vì sướng quá các chị yêu ạ. Thề với mọi người luôn là cái mẫu này có bao nhiêu em cũng ôm được hết bấy nhiêu luôn ấy. Bởi vì nó quá xuất sắc nhưng mà nó lại không có hàng. Khổ. Này anh ơi ôm ra đi. Đúng rồi. Nào. Ui chết rồi. Em lên như này lại thiếu đơn của nhiều chị quá. Chị Vũ Mươi sang trang cá nhân đi chị yêu. Áo khoác có 27 cân có nha chị Huyền Trang, em có đấy ạ. Hết hàng rồi. Có mỗi 10 suất cho 10 bé thôi. Bây giờ em tặng cho các bé một con này. Bác nào chia sẻ rồi các bác bung lụa lên đây nhá. Lấy cái khác đi. Ui dồi ôi sao mà đẹp thế nhỉ. Ui các chị ơi đẹp quá. Có thấy chị Khánh Thi ạ? Em có thấy chị ạ? Em like trực tiếp mà không phải like phát lại đâu. Được chưa? Bây giờ em tặng cho các chị gái luôn này. Đèn lồng nhà em nay về được 3. Cái mẫu này ở dưới trong cái thùng to kia còn không nhỉ? 300 chiếc đấy, không phải ít đâu. Nha các bác nha, lên cho em mã này. Yêu quá luôn mã này. Bây giờ tặng luôn một chiếc không đồng cho các chị em mình này, em nói luôn nha. Có đi có lại. Các bác chia sẻ rồi, các bác hẵng comment chơi mi game. Còn các bác chưa chia sẻ đủ ấy, mình chưa chia sẻ đủ giúp em thì mình đừng nhận quà của em nha các chị gái nhá. Chứ không phải là em tự em sản xuất ra được cái này, hay là tự em có nguyên liệu để sản xuất ra đâu. Em cũng đây là tiền nong của em cả đấy các bác ạ. Được chưa? Lại cái gì nữa? Ui cái đèn lồng làng tiên cá. Anh gọi luôn xuống cái kia xem có bao nhiêu cái cứ không. Khổ thế chứ đi. Em thề với mọi người là không năm nào đi nhập hàng mà nó lại khổ như cái năm nay. Thực sự luôn này. Thứ nhất là dịch bệnh, thứ hai là lũ lụt bên kia, không tài nào lấy được hàng. Mà em đố cái hàng này có ở Việt Nam. Thật sự luôn ạ. Mọi người nhá, thực sự luôn, cũng không có đâu các chị. Mua cho các bé chơi trung thu, các chị em mình cứ 100. Nhìn thấy chị lên số 9 mà không thấy em đọc tên, hay là mỗi máy mỗi khác. Không biết, à đúng rồi, nó tính theo máy chủ chị ơi. Chứ còn nếu như các chị ấy, thì các chị sẽ thấy các chị lên đầu tiên ấy. Thường thường các chị sẽ thấy các chị lên đầu tiên đấy. Ủa cái này anh phải chuẩn bị cho em trước. Bây giờ tặng trước cho các chị một hả? Đấy, bây giờ tặng trước cho các chị một con này nhá. Một cô công chúa lại xin lỗi này gọi là con. Chị yêu nào mình đã chia sẻ giúp em 2 lần trên trang cá nhân, 3 lần trên hội nhóm đủ ít nhất nha các chị yêu nhá. Và để chế độ theo dõi page rồi. Bán đèn lồng đi chị đây. Thì mình comment chơi mi game, còn không mình ngưng. Em nói luôn này, các chị yêu nhá. Còn không mình ngưng comment cho em, được chưa? Bây giờ em xin phép tặng con cái mã này. Đây là quà tặng trung thu cho các bé luôn.
Bây giờ các chị phải mua từ bây giờ thì gửi về mới kịp, đúng không ạ? Còn các chị mà mua ở ngoài em cam kết luôn là từ 100 đến 120 nghìn đồng, đúng không ạ? Chị em mình có con nhỏ ở đây, chị nào cũng từng mua đèn lồng cho bé rồi. Chứ chưa thể là tự... Cái này kể cả các con nhá, không mua, các con không chơi đèn, không rước đèn, các chị để lên tủ, các con để lên chỗ bàn học của các con, siêu xinh, được chưa? Đó, này mọi người nhìn này, đó, các chị thấy chưa? Để lên đeo cũng đẹp, các con có thể tạo kiểu tóc cho bé cũng ok, làm đồ chơi thay thế bình thường. Lên đơn cho em mã này, em xin phép tặng luôn nhá, cái mã này em tặng không đồng. Lên đơn cho em mã này là quà trung thu sớm và kèm số điện thoại cho em. Ghim, xin phép ghim chị yêu thứ mấy ạ? Em xin phép ghim chị yêu thứ 8. Mã cho em là quà trung thu sớm và kèm số điện thoại cho em. Đó, các chị nhìn này, mã giúp em là quà trung thu sớm và kèm số điện thoại cho em. Quà trung thu sớm và kèm số điện thoại nhá. Bật cái, tắt cái điện này đi thì nó quay tít mù đấy nhỉ. Quà trung thu sớm và kèm số điện thoại. Em ghim chị yêu thứ 8 có logo là người chia sẻ. Đây cái này, nó phải bỏ dây ra. Lúc mà các con chơi ấy, thì các con có thể bỏ dây ra. Nhưng mà em phải cầm một dây, không bỏ dây ra bây giờ nếu nó rơi xuống. Được chưa? Lên trên là quà trung thu sớm và kèm số điện thoại. Em ghim chị yêu thứ 8 đấy. Chị Ti Ly Ngọc Bích lên đầu tiên, chị Tuyết Nguyễn lên thứ 2, chị Đống Thu An lên thứ 3, chị Yêu Nhi lên thứ 4, chị Đào Kim Như lên thứ 5, chị Vân Mimi lên thứ 6, chị Thanh Hồ lên thứ 7, chị Phan Phi lên thứ 8. Chị Phan, cái này chủ yếu là các chị may mắn thôi. Ôi nhưng mà comment sai rồi, comment sai thứ tự rồi, comment sai rồi. Comment sai rồi, quà trung thì rồi. Quà trung thì rồi, comment sai rồi. Comment sai rồi. Comment sai rồi, ok, chúc mừng chị gái Thảo Nguyên nhá. Chúc chị gái Thảo, xong đến chị gái Thảo Nguyên, xong đến chị Miền Cỏ Lạ, xong đến chị Trịnh Thị Hồng nhá, xong đến chị Trần Thu Hà, xong mới đến chị Trần Vân Ly Mi. Thôi nhá, em chúc mừng chị gái Thảo Nguyên nhá. Đúng cú pháp chưa anh ơi? Rồi ok, chúc mừng chị gái Thảo Nguyên nhá. Nhận được một cái đèn lồng không, một cái đèn giá không đồng. Các chị tích cực chia sẻ lên 200 view em tặng cho ba bé luôn. Được chưa nào? Đó, nhiều khi là cũng không cần bán đâu. Các bác lên cho em 200 view em bắt đầu tặng cho các bác không đồng nhá. Ngày trước em nói thật vào like một cái là 200 chị em luôn nhá. Có quà trung thu 200 chị gái là em bắt đầu tặng cho 2-3 chị đi. Lên mốc cho em 200 chị nha các chị em nhá. 163 chị em ngồi đây, mỗi chị nhấn cho em xin một nút chia sẻ. Mỗi chị nhấn cho em xin, em đi làm giờ mới vào được. Ok chị gái Họ Khúc, lên cho em mã này luôn nhá. Em bán cho các chị yêu mã này còn bao tiền ạ? 58.000. 58.000 lên đơn là đèn lồng công chúa Elsa và kèm số điện thoại. Cái này bấm 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 nhạc ở đâu ấy chồng? Đâu? Đâu bấm nhạc ở đâu đây? Đâu em không thấy đâu. Đang con nào có nhạc ấy nhở? Đâu? À đây nó có chữ on với chữ up đây. Có thấy chị nha, các chị ở dưới số 8 em không đọc nữa. Ok chưa, anh ghi cho chị Thảo Nguyên đi. Hì hì, hôm nay nhận được quà của em Trang rồi. Săn mãi hôm nay mới được quà, ok chị gái luôn. Được chưa? Mã này lên đơn cho em luôn là gì ạ? Mã này lên đơn cho em luôn. Đẹp quá. Kể cả các con không có, các con cũng gì ạ? Ok chị Thúy Vi Nguyễn nha. Mã này lên đơn cho em luôn là gì ạ? Đèn lồng công chúa Elsa và kèm số điện thoại. Em bán 58.000. Em bán 58.000 đồng. Chị yêu nhào chốt mã này lên đơn là đèn lồng công chúa Elsa và kèm số điện thoại cho em. Đèn lồng công chúa Elsa và kèm số điện thoại cho em. Cảm ơn em Trang nhiều. Ok chị gái luôn, lên đơn là đèn lồng công chúa. Chơi toàn bị ẩn, hu hu, cố gắng lên giúp em. Mỗi chị nhấn cho em xin một lượt chia sẻ nào. Lên đơn là đèn lồng công chúa Elsa và kèm số điện thoại. Ok chưa ạ, chị Yến Lê qua trang cá nhân nhá. Lên đơn là đèn lồng công chúa Elsa và kèm số điện thoại. Em bán 58.000. Đơn sáng nay gọi rồi đấy, đi rồi đấy. Ok chị Trân Đỗ có đèn lồng công chúa Elsa. Lên đơn là đèn lồng công chúa Elsa, nó có hai màu, màu xanh với màu đỏ. Màu xanh này là công chúa tuyết, màu xanh này là công chúa tuyết này. Ui các chị ơi đẹp lắm luôn, kể cả các con không chơi trung thu nữa các chị này. Nó vẫn là đồ chơi bình thường cho các bé, được chưa? Tạo kiểu tết tóc cho em. Lên đơn cho em mã này là đèn lồng công chúa Elsa và kèm số điện thoại cho em. Em bán cho các bé với giá là 58.000.
Em bán cho các bé với giá luôn là 58.000. Lên đơn là đèn lồng công chúa Elsa và kèm số điện thoại thôi. Em tắt đi nhá, không cần nó hát to hơn cả em nói. Được chưa? Đèn lồng công chúa Elsa. Chiều chốt đơn là đi rồi nha chị Huyền, chị Tống Thu An. Mã này lên giúp em là đèn lồng công chúa Elsa và kèm số điện thoại cho em. Lô này thực sự các chị gái luôn là không về nữa nhá. Em sẽ không bán đèn nữa đâu, không có cái mẫu gì về được nữa. Được chưa? Kể cả bây giờ các chị này hỏi tất cả các nhà buôn xem không có cái mẫu gì về được nữa rồi. Được chưa? Bởi vì em đã không lấy được hàng nữa rồi các chị gái nhá, không có hàng nữa rồi, hết cháy hết hàng. Hôm nay chỉ về được có 300 cái các mẫu thôi. Mẫu này thì không biết nó có bao nhiêu cái. Các chị lên đơn cho em mã này là đèn lồng công chúa Elsa và kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Đèn lồng công chúa Elsa và kèm số điện thoại cho em là ok lên đơn nhá. Giá em bán cho các chị gái với giá là bao tiền ạ? Đấy nó. Giá em bán cho các chị gái. Anh ơi xem đèn ở dưới đấy còn mẫu gì? Đèn lồng công chúa Elsa và kèm số điện thoại cho em. Ví dụ màu xanh nó có nhiều kiểu như này. Lên áo khoác bé gái đi ạ. À. Ok chị gái luôn nhá. Lên giúp em mã này là đèn lồng công chúa Elsa kèm số điện thoại cho em. Xinh lắm luôn nha mọi người ơi. Đó mọi người thấy chưa? Đèn lồng công chúa Elsa em bán 58.000 hết. Chị yêu nào chốt thì mình lên đơn. Có váy công chúa 16 công có nha chị Vũ Hằng. Lên giúp em mã này là đèn lồng công chúa Elsa đấy nhá. Và kèm số điện thoại cho em bán cho mọi người với giá là 58.000. 58.000 đồng một cái đèn lồng công chúa Elsa. Được chưa? Đèn lồng công chúa Elsa và kèm số điện thoại cho em là ok lên đơn. Đèn lồng công chúa Elsa và kèm số điện thoại cho em là ok lên đơn nhá. Mã giúp em là đèn lồng công chúa Elsa và kèm số điện thoại em bán 58.000. Em bán 58.000. Còn cái gì đấy? Em không có màn bung. Bên mình cho xem hàng ở shop, bên mình không cho xem hàng ở shop, bên em cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Được chưa? Các chị lên đơn cho em mã này luôn nhá, là cặp thanh lý và kèm số điện thoại cho em. Cặp thanh lý này là của các bé mầm non. Lên đơn giúp em mã này là cặp thanh lý và kèm số điện thoại cho em. Em thanh lý cho các chị với giá là 59.000. 59.000 cặp thanh lý nhá. Cặp thanh lý comment lên đây cho em là cặp thanh lý bé gái hoặc cặp thanh lý bé trai. Em đều bán cho mọi người với giá là 59k. Được chưa? Em đều bán cho các chị yêu với giá là 59.000 nhưng cái này của các bé mầm non thôi. Lên đơn giúp em mã này là cặp thanh lý và kèm số điện thoại cho em. Em bán 58k, 59k. Mã hàng cặp thanh lý kèm số điện thoại cho em. Đây là mẫu chống gù nhá. Đây là mẫu chống gù cho các bé. Lên đơn giúp em là cặp thanh lý và kèm số điện thoại cho em. Em vừa trả ship không cho kiểm tra hàng á. Bên nào mà không cho kiểm tra hàng ạ? Đèn lồng công chúa Elsa ok chị Hồng Ngô Thị này. Ok chị Nguyễn Quỳnh Mai này. Lên đơn cho em mã này là cặp thanh lý bé trai hoặc cặp thanh lý bé gái và kèm số điện thoại cho em. Cặp thanh lý bé trai hoặc cặp thanh lý bé gái cho em. Em bán cho mọi người với giá ạ. Đèn lồng công chúa Elsa với công chúa Tuyết ok chị Lê Thị Lan này. À, tại rõ ràng trên ly chị nói là cho xem. Em thanh toán trả 30k. Các chị lên cho em mã này là thải đèn lồng công chúa kèm số điện thoại cho em. Đèn lồng công chúa kèm cái gì nhỉ? Xin lỗi các chị. Có nghĩa là chị không nhận hàng cái gì? Chị không nhận hàng thì là bên bưu điện rồi. Có nghĩa là nó không cho kiểm tra hàng, muốn kiểm tra hàng trả 30.000 cho. Mã này lên đơn cho em luôn là gì ạ? Đèn lồng công chúa cặp thanh lý và kèm số điện thoại cho em. Không, hôm nọ em bảo là chị Hương là tích hết kiểm tra hàng cho em rồi mà. Lên đơn là cặp thanh lý kèm số điện thoại cho em. Còn đèn lồng nào cho bé trai không? Em còn ạ. Lên đơn cho là cặp thanh lý kèm số điện thoại cho em. Họ không cho xem hàng, không cho xem thì thôi, hoàn về đây cho em. Cặp thanh lý kèm số điện thoại cho em. Cặp thanh lý và kèm số điện thoại cho em nhé. Em bán cho mọi người với giá là bao tiền ạ? 59k. 59k, chị yêu nào chốt lên đơn. Ngày mai em lên xem lại. Chứ còn nhà em từ trước đến giờ các chị không mà xem hàng thoải mái. Từ khi các chị không thích thì thôi. Cặp thanh lý bé gái ok chị gái luôn. Cặp thanh lý em bán 59.000. Lỗ trống hết ít lên trời luôn. Chợ lỗ trống hết cả đít lên trời. Nào lên cho em ít cặp, ít đèn lồng của bé trai đi nhá. Đèn lồng của bé trai các chị comment lên đây cho em mã này là đèn lồng của bé trai kèm số điện thoại cho em. Em bán tất cho mọi người luôn là 59k. Lên đơn là đèn lồng bé trai. Anh ơi xem ở ngoài đấy có những cái hình gì của bé trai không? Chị kiểm tra đầy đủ thì mới trả tiền. Ok mọi người, nói chung là tùy các chị. Mã này lên đơn cho em luôn là đèn lồng bé trai và kèm số điện thoại cho em. Quần bông thú 8 cân hết hàng rồi chị ơi. Quần 8 cân hết hàng rồi. Ok chị Dương Thị Hà này. Lên đơn cho em mã này luôn là gì ạ? Lên đơn cho em mã này luôn. Lên đơn cho em mã này luôn là còn ga chống thấm không chị? Còn chị Liên Vũ ơi, lên là ga chống thấm xịn và kèm số điện thoại nhá. Mã này các bác lên đơn là đèn lồng bé trai và kèm số điện thoại 59.000. Hình này là hình con chu bắt giới à, hình con lợn. Hình này của em là hình siêu nhân. Lên đơn là đèn lồng công chúa ok mã này. Lên giúp em là đèn lồng bé trai và kèm số điện thoại cho em. Có vé công chúa 20 cân màu trắng không? Em có nha chị ơi. Đèn lồng cái này thôi không nắp pin vào nữa nhá.
Cái này các chị em mình về mình mua pin về mình lắp được chưa? Đèn lồng bé trai và kèm số điện thoại cho em bán cho mọi người là 59.000. Chị yêu nào chốt đèn lồng bé trai comment lên cho em là đèn lồng bé trai kèm số điện thoại cho em. Chả biết còn hình gì nữa. Còn cái đèn lồng 123 là hàng đắt đấy. Vừa nãy ở đây vẫn còn một cái công chúa ấy à? Vẫn còn một cái công chúa nàng tiên cá. Đèn lồng công chúa Elsa thế này nó chỉ có thế này thôi đúng không? Đèn lồng bé trai hình siêu nhân, ok chị Hoàng Minh đạt này. Cái này nữa này, Mickey nữa này. Thấy cái 123 đấy chưa? Thấy cái đèn lồng 123 đấy chưa? Lên đơn cho em mã này luôn là đèn lồng công chúa, đèn lồng bé trai. Có cả hình Mickey đấy nhá, có cả hình Mickey luôn. Được chưa? Lên đơn cho em mã này luôn là đèn lồng bé trai và kèm số điện thoại cho em. Đèn lồng bé trai và kèm số điện thoại cho em. Ok chị gái luôn. Cho coi đèn lồng bé gái đi, chị em vừa vào rồi. Đây đèn lồng bé gái. Đèn lồng bé gái có đèn lồng công chúa Elsa này. Mã này lên đơn là đèn lồng bé trai và kèm số điện thoại cho em 59k một chiếc, 59.000 đồng một chiếc. Chị yêu nào mình chốt mình lên đơn cho em là đèn lồng bé trai kèm số điện thoại cho em. Ok chị Trúc Hiên Đỗ này, ngày mai các chị thích lấy gì thì đấy. Đèn lồng công chúa Elsa, ok chị Thương Hoàng này. Có 58.000 đèn lồng công chúa Elsa thôi. 58.000 một cái thôi. Có đèn lồng Kitty vẫn còn. Đèn lồng Kitty vẫn còn này. Chị yêu nào chốt mình lên đơn là đèn lồng Kitty kèm số điện thoại cho em, đẹp lắm. Đẹp cực kỳ luôn. Ngày mai đấy nghĩa phải ngồi kê cái bàn lên cho các chị nhìn thấy. Cái mã này lên đơn cho em là đèn lồng Kitty và kèm số điện thoại này, nó chạy tít mù luôn. Được chưa? Đèn lồng Kitty kèm số này, cái này á có pin và bật nhạc nên nó sáng và nó chạy nhá. Mã này lên đơn là đèn lồng. Lên đơn cho em mã này cho chị đèn lồng nàng tiên cá, đèn lồng nàng tiên cá hết rồi. Không thấy nhân viên bên shop gọi điện nghỉ, shop cho kiểm tra. Shop kiểm tra cho mình chưa? Chị Hoàng Lan ơi, em chưa chị ơi. Bảo các bạn ấy rồi đấy. Lên đơn cho em mã này là đèn lồng công chúa Elsa và kèm số điện thoại cho em. Mã này là đèn lồng Kitty và kèm số điện thoại cho em. Ga chống thấm bao nhiêu tiền chị Liên Vũ ơi? 95.000 đồng. Ga chống thấm hôm nay em bảo kiểm tra cái đơn của cái chị Hoàng Lan này. Lúc tối. Mã này lên đơn cho mọi người luôn nhá, là đèn lồng. Đèn lồng đây còn có cả đèn lồng, đây là cái gì, siêu nhân máy bay. Được chưa, em bán hết 59.000 nhá. Em bán hết 59.000 thôi, các chị cứ chọn bé trai là bé trai thôi. Bé gái thì là bé gái thôi nhá. Được chưa, cứ chọn bé trai này là bé trai mà bé gái thì là bé gái. Đèn lồng cá nữa này. Đèn lồng siêu nhân hai cái, ok chị gái Hồng Thắm Nguyễn để lại số điện thoại cho em nhá. Các chị nhá, 59.000 đồng một cái. Đèn lồng cá nữa này, cái này lắp pin vào nó còn bơi. Nó bơi nó chấp 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 cái vẩy này này. Được chưa, đèn lồng cá chắc chỉ còn tí thôi đúng không? Mã lên đơn hai cái à. Lên đơn là đèn lồng Kitty, đèn lồng cá, đèn lồng công chúa Elsa cho em xin cái chúng. Đây là đèn lồng công chúa Elsa nhá. Chị yêu nó chốt đèn lồng công chúa Elsa này, lên đơn là đèn lồng công chúa Elsa. Ok, cái này của em đâu rồi? Đèn lồng công chúa Elsa và kèm số điện thoại. Đây là đèn lồng 123 69.000. Đèn lồng 123 69k comment rõ nhá. Đèn lồng bé trai ok chị Kim Pha, ok chị Lý Trần. Mã này lên. Lên đơn cho em mã này luôn. Mã này lên đơn cho em luôn là gì ạ? Mã này lên đơn là đèn lồng 123 kèm số điện thoại. Đèn lồng 123 kèm số điện thoại cho em. Em bán cho mọi người với giá là bao tiền ạ? 69.000. Đèn lồng 123 comment rõ nhá. Comment rõ cho em là đèn lồng 123. Comment rõ cho em là đèn lồng 123 69k kèm số điện thoại 123 ABC. Comment cho em mã này là đèn lồng 123 kèm số điện thoại cho em 69k. 69k đèn lồng 123 quần mông thú em không còn. Đèn lồng ok chị Hương Giang Võ, ok chị Lê Thương. Ok đèn lồng 123 chị Nguyễn Kha, đèn lồng 123 chị Tân Vũ. Chị Dương Vũ ơi, mình có đóng xỉ đèn lồng không chị? Nếu mà đóng xỉ đèn lồng ngày mai gọi luôn nhá. Tại vì hàng này em không còn, không đóng được về nữa đâu. Em không đóng được về nữa nhá. Lên đơn cho là đèn lồng kèm 123 kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Đèn lồng 123 kèm số điện thoại cho em. Đèn lồng 123 kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Đây cái này nó đi được này. Đây nhá, tất cả mọi cái nó đều đi được như này. Được chưa? Tất cả mọi cái nó đều đi được như này. Lên đơn cho em mã này là đèn lồng. Đèn lồng em Elsa và đèn lồng 123, ok chị Hoài Thu, ok chị Lý Trần, ok chị Chi Lương, đèn lồng 123. Đèn lồng 123 và kèm số điện thoại cho em. Đèn lồng 123 và kèm số điện thoại. Ok chị Kim Thoa có, chị về trốn Bình Yên có nhá. Đèn lồng 123 và kèm số điện thoại cho em. Chị Giang Giang có luôn, chị Trúc Hiên Đỗ có đèn lồng 123 luôn. Đèn lồng 123 và kèm số điện thoại. Anh ơi xem số lượng cái đèn lồng 123 này xem là có bao nhiêu cái với. Đèn lồng 123 và kèm số điện thoại cho em. Xinh lắm các chị yêu ạ.
Điền lồng 123 và kèm số điện thoại cho em. Quay tít mù luôn. Được chưa? Lắp pin vào thì tất cả nó đều đẹp nhá. Chẳng qua những cái khác em không chịu lắp pin thôi. Chị Tuyết Nguyễn có, ok, chị Nguyễn Loan Thái có, chị Thanh Thúy có, chị Hoàng Minh Đạt có luôn. Đèn lồng 123 kèm số điện thoại. Chị Vũ Thu Vũ, ok, chị gái đèn lồng 123 luôn. Các chị lên đơn là đèn lồng 123 kèm số điện thoại cho em. Đèn lồng 123 kèm số điện thoại, chẳng qua em lười lắp pin vào thôi chứ còn lắp pin vào nó đẹp lắm. Thật sự mọi người luôn, là lắp pin vào nó đẹp cực kỳ luôn. Lên đơn là đèn lồng 123 kèm số điện thoại. Cho em xin một cái pin vào cái công chúa xanh này đi ngay. Công chúa yêu xa xanh. Họ bảo bên kia không cho xem hàng rồi. Nếu như mà họ báo bên đấy không cho xem hàng ấy thì bên đấy shipper họ đã gọi lại cho em nha các chị yêu nhá. Chứ không phải tự nhiên mà các bạn ấy được hoàn một đơn hàng của em đi về mấy trăm nghìn đâu, các bạn không đền được đâu các chị yêu ạ. Nếu như mà trước khi hoàn một cái gì về cho nhà em ấy, tất cả shipper khách gọi điện không nghe máy, không liên lạc được với khách, hoặc là khách từ chối không nhận hàng, hay khách xem hàng không lấy, tất cả các bạn phải gọi điện và được sự đồng ý của nhà em, các bạn mới được cho hàng về nha các chị yêu nhá. Lên đơn cho em mã là đèn lồng 123, ok chị Tini Ngọc Bích, ok chị Anh Vũ có luôn, chị Kim Thoa có luôn, đèn lồng 123. Lên cho em mã này là đèn lồng 123, em qua mẫu nhá, không sợ hết. Thôi hết hàng đèn lồng 123 rồi các bác ơi. Ôi dồi ôi. Thế chỉ có được 300 cái này là nhiều mẫu thôi đúng không? Đèn lồng hết rồi các chị ơi, hết đèn lồng 123 rồi, không có đèn lồng 123 đâu. Ok. Đấy em bảo rồi, nhiều khi bán nó cứ tí tí mệt lắm cơ. Cứ có chị này không được chị kia là mệt lắm luôn ấy. Mà em cũng về được ấy. Thôi các chị đổi sang chị yêu nào mà có bé gái thì các chị đổi sang công chúa đi. Các chị nếu mà hết mai, ngày mai hết đèn đồng 123 các chị đổi sang công chúa Elsa đi. Em nói luôn này, mẫu công chúa Elsa, công chúa Tuyết này bé nào cũng thích luôn nhá. Mẫu công chúa Elsa với cả công chúa Tuyết này thì mẫu nào bé cũng thích luôn. Được chưa ạ? Ôi đừng lên nữa. Lên cho em mã này là đèn lồng công chúa yêu xa và kèm số điện thoại công chúa múa luôn này. Chà. Xinh lắm các bác ơi. Kể cả các bé gì ạ, các bé không chơi, không chơi đèn lồng các con vẫn để ở tủ, các con vẫn để ở cạnh bàn học được, đúng ạ. Không hề phải bỏ đi, các con vẫn để ở tủ, vẫn để ở bàn học được nhá. Lên đơn cho em mã này là đèn lồng công chúa yêu xa và kèm số điện thoại cho em. Được chưa ạ, đèn lồng công chúa yêu xa và kèm số điện thoại cho em. Các con may quần áo tết tóc cho công chúa suốt ngày. Được chưa ạ? Đèn lồng công chúa Elsa và kèm số điện thoại cho em. Lên ga phủ đi, ga phủ nhà em thật sự luôn là nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ không biết lên kiểu gì bây giờ. Bây giờ theo phải đi ra ngoài các mới like được ga. Lên đơn cho em mã này là đèn lồng công chúa Elsa và kèm số điện thoại cho em nhé. 58.000 đồng một chú, 58.000 đồng một cô công chúa. Được chưa ạ? Đèn lồng công chúa Elsa và kèm số điện thoại cho em. 58.000. 58.000 nhá. Ok, xem nào mọi người ơi, xinh quá. Xinh quá luôn ý. Xinh quá luôn ý, đèn lồng ạ. Đèn lồng con bé trai siêu nhân với máy bay. Ok, chị Đỗ Thu rồi này à. Đèn lồng công chúa năm ngoái mua 109 một con, đúng rồi. Thì em đã bảo các chị mua từ 100 đến 110 mà. Thì các chị mua 109 thì vẫn là 110 đúng không? Thì đấy, em bảo rồi, nó cứ dao động tầm đấy. Có phải là em không bán trực tiếp đâu, em cũng đưa con đi chơi suốt mà, em biết mà. Các chị đưa con đi chơi tối trung thu thì nó cũng thế. Cho em xin cái họa shop nhà Trang giao thập cẩm thì cái gì cũng có là đẹp và chất nữa chứ. Em cảm ơn chị gái luôn. Em cứ phục vụ các bé nhá. Em bảo rồi, cứ phục vụ các bé. Cứ gì liên quan đến các bé này em có hết. Cứ cái gì liên quan đến các bé này em có hết. Chà, cái mã này các chị lên đơn cho em luôn. Cái mã này lên đơn cho em là ra gối chống thấm họa tiết kèm số điện thoại cho em. Chống thấm họa tiết kèm số điện thoại cho em này. Ok chị Hiếu Hương Uyên Nhi nhá. Chị Hương Giang Võ Trang ơi, đèn lồng có hộp bọc kỹ hộ chị với nhé. Ok chị gái, các chị đi càng xa bên nhà em càng phải bọc kỹ mà. Chà, bên nhà em không phải cứ thế này mà gửi đi cho các chị đâu. Còn hộp nha, hộp này bọt xốp nữa cơ, các kiểu nữa cơ các chị ạ. Không phải là cứ thế này mà gửi đi cho mọi người đâu. Nhưng mà cứ như này gửi đi cho mọi người có là nhàn quá. Các bạn đóng hàng này vất lắm. Anh ơi xem cái chống thấm họa tiết này hộ em cái. Ở ngoài đấy xem có 1m6 không. Chống thấm họa tiết kèm số điện thoại cho em. Đây các chị nhìn cho em này. Chống thấm họa tiết kèm số điện thoại cho em nhá. Em báo cho các chị yêu là nhà hàng này nó sẽ là nhảy size. Được chưa? Lên đơn cho là chống thấm họa tiết xem ở ngoài đấy đi. Ơ thế tại sao trong đơn có mà lại ở ngoài này không có? Hay là gửi thiếu? Trong đơn có mà lại ngoài này không có là như nào? Đây có mỗi chống thấm 2m2 của họa tiết thôi. Đây có mỗi chống thấm 2m2 của họa tiết. Lên áo phao cho bé trai đi. À hôm nay có cả áo phao người lớn. À áo phao của bé trai size đại đấy. Có cả áo phao size đại đấy các chị.
Đó em tí để em kiểm tra lại cái hóa đơn của em cái xem nào. Chống thấm cốt tông là có mét 6 có 10 chiếc, mét 8 có 10, mét 2 có 10 đấy. Đây là chống thấm họa tiết rồi. Chống thấm họa tiết này trong đơn không có thật thì sao ấy này. À chống thấm hoa có này, mỗi mẫu chống thấm hoa là có 20 chiếc đấy anh ơi. Mỗi mẫu chống thấm hoa là có 20 chiếc đấy. Chống thấm họa tiết này này. Ô thế thì chống thấm bao nhiêu đây các chị ơi, chống thấm họa tiết cho em này. Mét 6 sẽ là 69.000. Mét 8 sẽ là 79.000. Và 2 m2 sẽ là 89.000 nhá. Lên đơn là chống thấm họa tiết kèm size giường cho em. Chống thấm họa tiết này kèm size giường cho em. Chống thấm họa tiết kèm size giường cho em. Thấy không? Không thấy đúng không? Điện lại đi, thiếu của gửi thiếu hàng rồi. Chống thấm họa đây có 10 cái chống thấm họa tiết của 2m x 2m2 thôi. Chống thấm họa tiết kèm số điện thoại cho em nhé. Dạo này gửi hàng hay bị thiếu quá. Chống thấm họa tiết kèm số điện thoại cho em. Được chưa ạ? Em bán cho mọi người với giá là bao tiền ạ? 69.000, 79.000 và 89.000 nhảy size. Lên đơn là chống thấm họa tiết kèm số điện thoại cho em. Xình lắm luôn này các chị yêu này. Chống thấm họa tiết kèm size giường cho em. 69, 79.000. Chống thấm họa tiết kèm số điện thoại cho em. Được chưa ạ? Chống thấm họa tiết thì cái hàng này nó là ly lông. Chống thấm họa tiết kèm số size giường và kèm số điện thoại cho em. Chị Dương Vũ chống thấm họa tiết này. Lên cho em là chống thấm họa tiết tối toàn bộ hàng đẹp thôi. Các chị mua ở ngoài đó là 185.000, 195.000 đồng đấy ạ. Lên đơn là chống thấm họa tiết kèm số điện thoại cho em. Được chưa ạ? 69.000, 79.000 và 89.000 đồng nhảy size giường. Lên đơn giúp em mã này là chống thấm họa tiết kèm size giường cho em nhé. Chống thấm họa tiết kèm size giường cho em, nhà nào có bé cũng cần. Nhà nào có bé cũng cần. Đúng ạ, nhà nào có bé cũng cần luôn. Không cần làm nhiều khi các con mộng du đái ra giường phát là hôm sau là phải đi giặt cả đệm. Mà giặt cả đệm nó khổ không ạ? Giặt cả đệm mất 400-500 nghìn tiền giặt đệm chứ có bị ít đâu. Đúng ạ, 200-400 nghìn tiền giặt đệm tùy đệm to đệm nhỏ. Lên đơn là chống thấm họa tiết kèm số điện thoại cho em. Toàn hình xinh thôi. Toàn hình xinh thôi. Đấy, các chị thích lấy màu tối các chị lấy kẻ đen. Chống thấm họa tiết kèm số điện thoại Kitty. Đây là hình Kitty này, em khỏi dở ra nhá các bác nhá. Chống thấm họa tiết kèm số điện thoại cho em bán cho mọi người với giá là bao tiền ạ? Bán cho các chị em nhà mình với giá là 69.000, 79.000 và 89.000. Chống thấm họa tiết kèm số giường và kèm số điện thoại cho em. Chống thấm họa tiết kèm size kèm số điện thoại nhé. Ở lồng đèn bao nhiêu chị? Chị Ánh Ngọc Lê, đồng lồng đèn nhà em nó cứ rơi động 59.000 đồng một cái. Cứ 58-59.000 đồng một cái. Đấy các chị nhìn này đẹp lắm luôn. Lên đơn là chống thấm họa tiết kèm số điện thoại cho em. Chống thấm họa tiết kèm số điện thoại cho em. Chống thấm họa tiết mét 6 ok chị Kim Liên. Áo đằng sau treo bao nhiêu? Áo đằng sau treo của em là 119.000 đồng. Áo đằng sau của em treo là 119. Chị nào chốt lồng đèn các chị lên là đèn lồng kèm số điện thoại cho em. Có hình công chúa này, hình cá này, hình siêu nhân nhá, hình lợn này, hình Mickey. Để chạm đèn lồng kèm số điện thoại cho em. Đèn lồng cái tai này đến lúc mà nó có điện nó vẩy lên vẩy xuống. Để chạm lên đơn cho em chống thấm. Ok chị gái luôn, giặt được, chống thấm họa tiết kèm số điện thoại cho em. Được chưa ạ? Mét 6, mét 8 ok. Các chị lấy mấy cái giường? Các chị nhà có bé thì các chị cứ lấy đủ cái giường của các chị cho em. Đúng không ạ? Nhà mà các chị có bé thì các chị cứ lấy đủ giường của các chị cho em. Cái màu vàng hôm nay có về không nhỉ? Mẫu này ngày hôm nay chỉ về màu hồng đậm với màu hồng đỗ thôi. Mã đây là M21 kèm số điện thoại. Size 16kg đến size 26kg. Mã hàng lên giúp em là M21 kèm số điện thoại cho em. M21 và kèm số điện thoại nhá. Em bán cho mọi người với giá là bao tiền ạ? Em bán cho các chị em mình với giá luôn là M21 đi. M21 cho em nhá. Áo gió hàng cao cấp, size từ 16-17kg đi lên. 16-17kg. Áo này là áo kiểu mặc giá ngắn ngắn thôi, không phải mặc trùm đít nhá. Chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn là xả 21 cho em. Màu hồng đỗ và xả 21 màu hồng tươi. Cho xem lại lồng đèn siêu nhân với nhá chị. Lồng đèn siêu nhân đây chị ơi. Cái này nó phải có điện thì cái này nó cánh này nó cục ra cục vào này, cánh sen này này. Đấy chứ, đây là lồng đèn siêu nhân. Lồng đèn siêu nhân kèm số điện thoại cho em nhé. Lồng đèn siêu nhân kèm số điện thoại hoặc đèn lồng siêu nhân gì đấy. Được chưa ạ? À, cho chị xem áo khoác màu hồng đây chị Xuyến Bùi ơi, lên là xả 21 đi. Xả 21 kèm màu.
màu hồng tươi và màu hồng đỗ các chị nhá. Màu hồng tươi, màu hồng đỗ, màu tím này còn, màu tím này còn có hai cái thôi, tím còn hai cái, vàng còn hai cái, mã lên đơn mà hình như là hôm nay chốt rồi, có chốt màu hà, hai màu này đã, hai màu này đang có nhiều, được chưa? Hai màu này đang có nhiều, hàng thì đẹp xịn sò luôn, được chưa? 119.000 size đến 27 cân, lên đơn cho em mã này là mở xả 21, cái này nó đẹp lắm luôn ấy, đẹp, cái khóa của nó cũng xịn luôn. Xả 21 kèm số điện thoại nhá. Xả 21 và kèm số điện thoại cho em Trang là ok lên đơn, được chưa? Giá em bán cho các bác luôn là bao tiền ạ? 119.000 đồng có hai màu, màu hồng đỗ và màu hồng tươi. Màu hồng đỗ và màu hồng tươi. Chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn cho em là xả 21 kèm số điện thoại. Chị mới vô mai chị tươi coi rồi ok chị gái luôn. Lên đơn cho em mã này là xả 21 kèm số điện thoại cho em. Nói chung là bây giờ các chị có nghe được điện thoại vào buổi tối không, để em chắc sắp tới em tuyển lại nhân viên. Em sẽ cho một bạn đi làm tối. Lồng đèn chị Phương Liễu ơi 59.000. Các chị lên đơn cho em mã này là xả 21 kèm số điện thoại nhá. Xả 21 kèm số điện thoại cho em. Size từ size 17kg đến size 30, à size 27kg. Đây cái váy này may mặc đẹp lắm này. Váy này may mặc đẹp lắm, hàng Quảng Châu. Cái váy này của em có màu đen với màu xanh. Có không? Thấy chưa? Người ta mời cái hàng rẻ. Hả? Người ta mời cái hàng rẻ. Cái hàng này lại thiếu. Thế cái chống thấm họa tiết đi, cầm vào đây đi, cầm vào đây để cho các chị xem lại. Mét 6 2m đi, mét 8 2m đi. Gọi tối ok em. Các chị có ok không, để em, để em tuyển lại các bạn nào. Sắp xếp lại. Nhà em thấy nhiều cái nó không hợp lý quá. Các chị lên đơn cho em mã này luôn này. Mã này luôn là xả 22 kèm số điện thoại cho em. Xả 22 nhá, em bán 59.000 đồng một chiếc váy này. 59.000 đồng một chiếc váy kẻ. Các chị lên đơn là xả 22 kèm số điện thoại cho em. Xả 22, size của chị em mình là nó là váy đuôi cá nhá. Size của chị em mình tầm 55kg đổ về. Xả 22 kèm số điện thoại cho em. Xả 22 kèm số điện thoại. Có áo bé trai không chị? Áo bé trai là cái mẫu gì ạ? Xả 22 kẻ xanh và xả 22 kẻ đen. Xả 22 kẻ xanh và xả 22 kẻ đen cho em. Từ lần sau thoát ra rồi thì phải vào lại để em còn đọc tin nhắn chứ. Em còn đọc comment chứ. Xả 22 cái mẫu này đẹp lắm luôn. Size này 55 cân đổ về nhá. Váy áo đuôi cá. Xả 22 kèm size kèm số điện thoại cho em. Mẫu này đẹp cực kỳ, 59k. Xả 21 là cái áo gió treo sau ấy. Xả 22 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Có kẻ đen và kẻ xanh nhá. Có kẻ đen và kẻ xanh. Các chị lên đơn cho em mã này là xả 22 cho em. Xả 22 kèm số điện thoại. Mạng hôm nay còn không vào nổi để đọc comment đây này. Xả 22 màu đen nhá. Xả 22 kèm số điện thoại cho em. Chị Lê Thị Lan vừa nhắn tin gì? Gọi tối cũng được đó em, vì ngày nhiều người đi làm ý. Ok các chị, để em xem em sắp xếp lại. Để em xem em sắp xếp lại nhá. Mã hàng xả 22 kèm số điện thoại cho em. Nếu không thì em sẽ rút đi một bạn. Còn đâu cho một bạn về gọi buổi tối. Cho một bạn về sẽ gọi buổi tối cho em. Áo gió hồng cho áo gió hồng em vừa lên rồi, 27 cân đổ về nha chị Phương Thảo. Lên đơn trên mã này là xả 22. Xả 22 kẻ xanh ok Thùy Vân. Áo khoác bé trai có nha chị ơi. Mã hàng xả 22 kèm số điện thoại cho em, váy kẻ này. Em bán 59.000. Em bán 59 đây, bây giờ em lên lại cho các chị nha, mẫu mẫu chống thấm họa tiết. Em lên lại mẫu chống thấm họa tiết cho các chị này, có đầy đủ mét 6 mét 8 nhá. Đầy đủ mét 6. Ai ôi lặng lắm. Xả 22 người lớn à? Đúng rồi, xả 22 người lớn. Nãy tầm 4 năm. Nãy giờ vô 4 5 lần mới được á. À? Không biết là hôm nay làm sao nhỉ các chị nhỉ? Mà các chị em thấy các mọi người còn bảo em nay các chị không có thông báo cơ. Xả 22 cho chị Hồng Thắm Nguyễn, chống thấm họa tiết 2 mét. Ok chị Lê Thị Lâm. Cái kéo của vợ đâu rồi nhỉ? Toàn bộ thắt nút rồi tại vì nó chắc quá. Mã này các chị lên đơn là chống thấm họa tiết nhá. Đây là mét mấy đây? Mét 6 này. Mét 6. Được chưa? Chống thấm họa tiết kèm số điện thoại cho em, đẹp lắm luôn. Chống thấm họa tiết kèm size giường kèm số điện thoại cho em, mét 6 này. Mét 6 và 2, mét 6 2m, mét 8 2m và 2m x 2m 2 đều có hàng. 69.000, 79.000 và 89.000. Mã hàng lên đơn là chống thấm họa tiết và kèm số điện thoại cho em, xinh lắm. Cái này kể cả các chị có một cái đệm mà giải ở bên dưới sàn ấy. Các chị giải cái này lên vừa đẹp vừa sang. Mà các con ví dụ như đổ nước ra lau cái là sạch. Mà kể cả các con tè ra cái ra lau cái cũng là sạch luôn.
Được chưa ạ? Lên đơn là chống thấm họa tiết và kèm số điện thoại cho em. Em bán cho mọi người với giá là bao tiền ạ? 69.000 m 6, 79.000 m 8 và 189.000 2 m x 2 m 2. 2 m x 2 m 2 thì các chị làm giường to thì bao giờ các chị mua cũng phải đắt rồi. Nó gấp đôi mới giường m 6. Mã hàng lên đơn cho em là xả. Ok, xả 22 cho chị Thiện Thế. Bộ em đang mặc hết rồi chị trai của núi ơi. Chị Nguyên Nguyên xả 22, ok chị gái luôn. Ga chống thấm xịn, ok chị Vân Mimi này. Có quần bò bé trai không ạ? Em có nha chị Ngân Đinh. Mỗi chị yêu nhấn cho em xin một luồn luật chia sẻ nữa nào. Vé gió nhân bé trai 11 cân còn nha chị Thúy Nguyễn, hôm trước mua chưa ạ? Lên đơn cho em mã này là gì ạ? Chống thấm họa tiết và kèm số điện thoại cho em, đây là mét 6 này. Tiếp tục em lên lốt chống thấm họa tiết là mét 8 cho các chị gái luôn. Được chưa ạ? Dùng các bác cứ gọi là phê lắm. Nhà nào có bé cũng cần. Nhiều khi con ra nhà em học lớp 1 rồi mà nhiều khi đá nó ngủ mê, nó vẫn còn đá ra giường ấy. Được chưa ạ? 69, 79 và 89. Các chị lên đơn cho em mã này là chống thấm họa tiết và kèm số điện thoại cho em. Chống thấm họa tiết và kèm số điện thoại cho em. Cho người gọi vào tối thì đi làm nghe được ý. Ok chị Hưng Hiền này. Ca phủ đi chị. Ok chị. Chị Mỹ Hạnh ơi, thấy chị không mà hỏi không thấy trả lời nhỉ. Có thấy chị Mỹ Hạnh nhưng mà không thấy chị comment. Không nhìn thấy comment gì của chị luôn. Mã hàng lên đơn cho là chống thấm họa tiết và kèm số điện thoại cho em. Đây có tất cần tật đây nhá. Em bán cho mọi người với giá là bao tiền ạ? 69.000, 79.000 và 89.000. Ga phủ nha các chị yêu nha. Bây giờ ga phủ ấy, anh cầm cho em mỗi màu một cái vào đây. Mỗi màu một cái ga phủ vào đây. Chứ bây giờ không thể lên được hết. Không thể dơ được quá đâu nha các chị yêu nha. Tại vì trong này rất là chật. Chị yêu nào chốt chống thấm họa tiết lên đâu là chống thấm họa tiết. Anh chuẩn bị ga phủ cho em đi. Ga satin đây, ga phủ đây. Các chị lên đơn cho em mã này là quần VIP. Chị yêu nào chốt quần VIP chưa? Chị quần VIP ngày hôm nay em có size M, size L, size XL. 43kg cho đến tầm 65kg đổ về. Các chị yêu chốt thoải mái cho em lên đây là quần VIP và kèm số điện thoại cho em. Được chưa ạ? Quần VIP nó là quần vải u mì dáng bé ghi. Quần này là quần vải u mì dáng bé ghi, hàng 9 tấc, không phải hàng đến nửa ống đồng nha chị em. Dáng bé ghi em bán 79k. Em nói luôn là không phải bán hàng đến nửa ống đồng. Nếu như bán hàng đến nửa ống đồng nó có thể rẻ hơn cho chị em mình 10 đến 20.000 đấy ạ. Lên đơn cho em mã này luôn là quần VIP và kèm số điện thoại cho em. Quần VIP và kèm số điện thoại cho em bán các chị là 79.000. Chống thấm họa tiết ok chị Hà Thu luôn. Chống thấm xịn còn nha chị Mỹ Hạnh, lên cho em là chống thấm xịn kèm số điện thoại. Chị Huyền Trang ơi, xỉ lồng đèn inbox nha. Cái này bây giờ nếu như các chị mới bán ấy, bây giờ các chị mới đi lấy hàng ấy thì đảm bảo là khó, cực kỳ khó luôn. Được chưa? Lên đơn cho em mã này là chống thấm họa tiết và kèm số điện thoại cho em là ok. Lên đơn lồng đèn lên cho em mã lồng đèn. Ok chị Kim Loan để lại số điện thoại cho em nhé. Lên cho em mã này là gì ạ? Quần VIP và kèm số điện thoại cho em. Quần VIP và kèm số điện thoại. Các chị xỉ ngày mai gọi video, các chị thích lấy mẫu nào thì lấy nhá. Xỉ gọi video, các chị thích lấy mẫu nào lấy. Tại vì em cũng chỉ có tầm 300 chiếc nữa thôi. Ship toàn quốc là 30.000 đồng một đơn hàng. Ship toàn quốc là 30.000 đồng một đơn hàng. Được chưa ạ? Bây giờ em lên cho các chị này. Ôi ôi lặng lắm luôn ấy. Chị yêu nào mình thực sự có nhu cầu mình cũng chốt nhá. Chị yêu nào mình thực sự mình có nhu cầu mình cũng chốt ga gối nha. Bởi vì ga gối nhà em hàng dày lắm. Đấy chứ ạ, hàng dày đẹp cực kỳ luôn. Một ga và hai vỏ gối nằm. Các chị em nhá, một ga và hai vỏ gối nằm cho em này. Được chứ ạ, một ga và hai vỏ gối nằm. Các chị lên đơn cho em mã này. Em xin lại cái giá đi. Mét 6, mét 8 viết ra đi. Cái mã này các bác lên đơn cho em luôn nhá. Đây, các chị nhìn này. Nó đẹp, nó xịn như thế này cơ mà. Bán cho mọi người bao tiền ạ? Comment lên đây cho em mã này. Theo em phải ra sân em mới like được cái này ấy. Chứ còn ra ngoài em mới like được cái mã này. Chứ còn ở đây thì sợ tôi không giải. Các chị không nhìn thấy được. Toàn bộ hàng là phủ bốn xung quanh như thế này. Chất liệu là hàng cốt tông satin. Được chưa ạ? Chất liệu là hàng cốt tông satin. Ngày mai em sẽ áp ảnh lên cho các bác nha. Bây giờ em sẽ like vừa vừa thôi. Còn ngày mai em sẽ áp ảnh cho các bác luôn. Mã hàng này lên đơn cho em luôn là ga phủ và kèm số điện thoại cho em. Ga phủ các chị có thể lấy cả bộ nhá, cả bộ cho em. Hoặc là các chị có thể lấy gì ạ? Quần VIP này vải u mì nhá. Ga mét 8, 2 mét đây chị Hạnh Lê ơi. Quần VIP là chị Kim Loan, quần VIP là chị Nguyễn Bánh Bèo. Ok chị gái luôn. Chị còn đơn à? Ok chị gái luôn. Lên đơn nếu mà các chị có đơn lưu comment là dồn đơn lưu nhá. Mét 6 của em bán cho các chị gái với giá bao tiền ạ? Một đôi vỏ gối bình thường em Trang bán ra cho mọi người những cái mẫu nếu như vỏ gối xịn như thế này. Không phải cái hàng giả, không phải cái hàng poly màu nhá. Lưu ý toàn bộ là hàng satin. Em bán, em chốt cho các chị với giá là bao tiền ạ? Mét 6 của nhà em sẽ có giá là 200. Lên đơn cho em mã này.
Lên đơn cho em hãng này là gì ạ? Ga ga phủ kèm sai giường, mét 8 là 280.000, mét 6 là 280.000, mét 8 sẽ là 300.000 và mẹ và 2m2 sẽ là 320.000. Lên đơn cho em mã này luôn là gì ạ? Ga phủ và kèm số điện thoại cho em. Mét 8 là 280.000. Mét 8 ngày hôm nay bán là 280.000, gồm 1 ga và 2 vỏ gối lằm nhá. 1 ga còn gối bông nha, còn gấu bông chị nhá. Lên đơn cho em mã này luôn là gì ạ? Ga giường, ga phủ và kèm số điện thoại cho em. Em có màu hồng này. Toàn bộ hàng nó đều như thế này. Được chưa ạ? Chị yêu nào mình xác định mình có nhu cầu mình cũng chốt nha mọi người nha. Lên đơn cho em mã này là ga phủ bởi vì nó dày lắm. Nó dày và nó đẹp cực kỳ luôn cho các chị em nhà mình luôn ạ. Lên đơn là ga phủ kèm màu, kèm số điện thoại cho em. Em có màu hồng này. Ủa, người ta bảo mang mỗi một bộ, một cái nguyên cái mẫu bộ ga thôi. Màu hồng cho em này, màu tím cẩm, màu xanh cốm, màu vàng đất. Các chị lên đơn cho em mã này là bộ ga phủ và kèm size giường cho em. Lấy may mét mới thì lấy nhá. Không dơ được đâu các chị yêu ạ, nặng lắm. Ở xe này, xài trong này. Em thật ra là hôm nay là em chưa được bán ga. Hôm qua các chị hỏi thì em lên thôi. Được chưa ạ? Một bộ của nó dày và đẹp cực kỳ luôn nhá. Toàn bộ là hàng trần như thế này, trần li ti luôn đấy ạ. Lên đơn cho em mã này là bộ ga phủ và kèm số điện thoại cho em. Màu này là màu cẩm nhá. Màu này của em là màu cẩm. Được chưa ạ? Màu cẩm này. Các chị lên đơn là bộ ga phủ màu cẩm kèm số điện thoại cho em này. Được chưa ạ? Màu cốm này. Ga gối thảm nhà mãi mãi không hư đấy rồi. Ôi các chị ơi, không bị hư đâu ạ. Nó giặt, nó càng giặt các chị cứ giặt xà xã cho em bởi vì nó trần li ti luôn. Em nói luôn là em bán đây nó là hàng satin chứ không phải hàng poly màu. Được chưa ạ? Lên đơn cho em mã này là gì ạ? Ga phủ và kèm số điện thoại cho em. Bộ ga phủ và kèm số điện thoại nha. Mét 6 là 280.000, gồm một bộ một chiếc ga phủ. Trần bông 3 lớp nhá và hai đôi vỏ gối nằm. Đây hàng vỏ gối của nhà em đây ạ. Cạp viền hai cạp như này, hàng chất liệu là hàng satin không phải hàng poly màu. Nha chị em nhá, các chị em phải phân biệt được là hàng poly màu và hàng satin. Được chưa ạ? Lên đơn cho em mã này ạ. Mã này lên cho em luôn, nếu các chị lấy cả bộ của nó thì là 7 món cơ. Được chưa ạ? Đây em đang bán rời nguyên ga và gối nhá, nguyên ga và gối. Còn các chị mua cả bộ thì nó sẽ là 7 món, nó dày cực kỳ luôn. Lên đơn cho em mã này là bộ ga phủ và kèm số điện thoại cho em. Màu xanh cốm này, đây màu vàng đất nữa này. Thật ra là hôm nay em chưa định like cái này đâu ạ. Chưa định like. Bộ ga phủ và kèm số điện thoại cho em nhá. Đây là màu vàng đất của em. Các chị nhá, đây là màu vàng đất. Các chị em lên đơn là bộ ga phủ kèm màu kèm số điện thoại cho em. Hồng, xanh cốm, vàng đất cho em nhá. Có chăn đi kèm đấy nhưng mà chăn của nó thì cả bộ của nó thì là 7 món cơ. Tiếp tục lên nó các bác luôn. Cái mã này em thanh lý 49.000 này. 49.000 một váy size từ 10kg đến size 16kg. 10 đến 16kg mã này lên đơn là xả 23 cách số điện thoại cho em. Xả 23 cách cân nặng cách số điện thoại cho em. Em bán cho các chị yêu với giá là 49k. Em bán cho các chị yêu với giá là 49k mã xả 23. Phải mã xả 23 không anh nhỉ? Phải mã xả 23 không anh ơi? Mã hàng hả? Xả 23 cách số điện thoại cho em. Còn có 1G thôi, còn có 1 hay 2G thôi. 49.000 nhá, xả 23 kèm số điện thoại. Đây có cả màu đỏ luôn này. Đây này cả một bộ của nó sẽ là như này. Giá nên biết là 2.550.000. Được chưa ạ? Cả một bộ thì nó sẽ là gồm hai vuông này, hai gối vuông, hai gối dài, một gối ôm, một ga và một chăn, đều tất cả đều trần bông nha mọi người nhá. Được chưa ạ? Nếu như các chị mua cả bộ thì nó sẽ là đầy đủ 7 món như thế này. Còn các chị em mình mua nguyên cả nguyên ga mấy gối, thật ra là nó là cả một bộ nhưng em tách ra em bán ấy. Tại vì nhiều chị em là mình không cần dùng đến những cái gối tựa với cả mấy cả những cái gối ôm với cả những cái gối ôm với cả những cái gì ạ? Chăn ga này thì thôi. Đấy thì là em bán tách rời cho các chị là ga gối, chứ còn bình thường đủ bộ của nó là 7 món như thế này nhá chị em. Bình thường đủ bộ là 7 món. Được chưa? Bình thường đủ bộ của em nó là 7 món như thế này. Các chị lên đơn cho em mã này là bộ ga. Ok chị, ga phủ mét 8 2m màu đỏ. Ok chị, ga luôn đẹp lắm. Em đã bảo rồi, lấy mà giải ra thì ngày mai em sẽ đăng ảnh lên cho các chị nhá. Ngày mai em sẽ đăng ảnh lên cho các chị. Lên đơn cho em mã này là ga phủ và kèm số điện thoại cho em. Ga phủ và kèm số điện thoại cho em là ok lên đơn. Chăn kèm theo thì bao nhiêu tiền chị? Nếu như lấy cả đủ bộ ấy thì giá nó sẽ khác nha mọi người ơi. Nếu lấy cả đủ bộ thì là giá nó sẽ khác các chị gái nhá. Đây cả bộ của nó dày lắm. Lên đơn trên mã này là ga phủ và kèm số điện thoại cho em. Ôi có lên đâu, ở trong này có dơ được đâu anh. Rồi các chị lên đơn cho em mã này là chip Muji kèm số điện thoại này. Chip Muji 65.000 đồng 5 chiếc chip nhá.
65.000 đồng 5 chiếc chip Muji. Đây chưa, chip Muji này chất liệu là hàng cốt tông 100% co giãn 4 chiều. 100% là chất cốt tông, co giãn 4 chiều. Lên đơn cho em mã này là chip Muji và kèm số điện thoại cho em. Chip Muji và kèm số điện thoại cho em là ok lên đơn. Được chưa? Lên giúp em mã này là chip Muji kèm số điện thoại cho em. Thêm chăn ý chị, thêm chăn, nếu mà chị lấy nguyên thêm cái chăn ấy, bỏ lại hai cái gối ôm. Bỏ lại hai cái gối ôm với cả bỏ lại cái gối tựa với cả hai cái gối ôm với mai các chị bảo em chia đơn sau nhá. Được chưa? Lên đơn cho em mã này luôn là gì ạ? Chip Muji kèm số điện thoại cho em 65.000 đồng 5 chiếc. 65.000 đồng 5 chiếc chip Muji. À, đèn lồng trung thu đi chị. Chị ơi em lên rồi đấy, chị Cẩm Giang Nguyễn ơi, em lên đèn lồng rồi, 59.000 đồng các chị lên đơn đèn lồng kèm số điện thoại cho em. Đèn lồng kèm số điện thoại cho em, ngày mai các chị thích lấy thì hình gì thì lấy. Ngày mai các chị yêu thích lấy hình gì thì lấy nhá. Lên đơn cho em mã này. Cho em xin cái áo gió đại cái đi. Anh ơi lên áo gió đại đi. Thôi nhá. Hả? Không không, hàng 74.000 này, hàng 59 tí lên sau. Được chưa? Các chị lên à mấy cả áo gió nhân bé trai. Đây này, đèn lồng này là đèn lồng siêu nhân máy bay. Đèn lồng hình con lợn này. Cái này phải lắp pin vào nó mới sáng nhá. Đèn lồng này là hình Mickey. Chứ phải lắp pin mà nó mới sáng. Lên đơn trên mã này là đèn lồng kèm hình kèm số điện thoại cho em 58-59.000 đồng. Thôi thôi, đã rút chiếc gì đâu mà treo. Mã này lên đơn cho em là đèn lồng kèm số điện thoại cho em là đèn lồng hình Kitty này. Lên trên mã này là đèn lồng kèm số điện thoại nhá. Đèn lồng kèm số điện thoại cho em. Cái con lợn còn không? Đây là đèn lồng hình siêu nhân xanh. Đèn lồng hình siêu nhân xanh, đèn lồng hình công chúa Elsa. Đèn lồng hình công chúa Elsa kèm số điện thoại cho em. Giá trị 58-59.000 đồng một chiếc. Các chị mua về tặng cho các con. Đèn lồng con cá nữa nhá. Đèn lồng con cá nữa. Được chưa? Chip Muji ok chị gái này. Lên đơn cho là chip Muji kèm số điện thoại. Ngày mai có nhớ các chị nhớ có đơn nhớ ký điện thoại nhá. Mai mùng 1. Được chưa? Lên đơn cho em mã này luôn là gì ạ? Chip Muji kèm số điện thoại. Là ok lên đơn. Mã này lên là đèn lồng kèm số điện thoại cho em. Có à đồng hồ thông minh em còn. Lên cho em đồng hồ thông minh đi. À, cả bộ thì bao nhiêu em? Chị anh Vũ ơi, cả bộ của em mét 6 của nó sẽ làm mét 6 của nó sẽ là 550.000 nha chị ơi. Mét 6 cả bộ sẽ là 550.000. Được chưa? Các chị lên đơn cho em mã này là chip Muji kèm số điện thoại cho em. Các chị tranh lên cho em 20.000 theo size, theo size. Lên xem lát xem lại áo gió hồng đằng sau ok chị Phương Thảo này. Còn quần bé con ạ. Em xem quần chị đang, quần em đang mặc là mã quần VIP đấy chị Lê Mai Phương. Quần em đang mặc là mã quần VIP đấy chị. Quần em đang mặc là mã quần VIP đấy, giá là 79k lên đơn là quần VIP và kèm số điện thoại cho em. Đây đồng hồ thông minh đây các chị nhá. 38.000 lên đơn là đồng hồ điện thông minh và kèm số điện thoại cho em. Đồng hồ thông minh và kèm số điện thoại cho em là ok. Cái này xem đề, xem ngày, xem giờ. Ngày giờ thôi. Được chưa? Đồng hồ thông minh và kèm số điện thoại cho em. Lên giúp em mã này là đèn đồng hồ thông minh và kèm số điện thoại. Em bán các chị yêu là 38.000 đồng. 38.000 đồng. Người lớn đẹp cũng được mà trẻ con đẹp cũng được. Lên đơn cho em mã này. Em bảo em không bán chiếu điều hòa đâu. À em có hai cái rồi, đúng rồi, quần này thì các chị mua nhiều lắm rồi. Lên đơn cho mọi người luôn mã này là đèn đồng hồ thông minh và kèm số điện thoại cho em. Đồng hồ thông minh và kèm số điện thoại cho em nhé. Em bán cho các chị em nhà mình với giá là 38.000. Em bán cho các chị em nhà mình với giá là 38.000. Lên đơn quần VIP hai cái ok chị gái luôn này. Chị gái họ Phúc có đơn hàng mới mà nhiều, các chị cọc thẻ giúp em nhá. Mã này lên đơn cho em luôn là gì ạ? Mã này các chị lên đơn cho em luôn là, mã này các chị lên đơn cho em là đồng hồ thông minh và kèm số điện thoại cho em. Đồng hồ thông minh và kèm số điện thoại cho em là ok. Em bán các chị yêu. Màu ghi hết rồi anh ơi. Lên đơn là đồng hồ thông minh và kèm số điện thoại. Em bán cho mọi người với giá là bao tiền ạ? 38k đồng hồ thông minh nhá. Đồng hồ thông minh kèm số điện thoại cho em 38.000. Chị yêu nào chốt mình lên đơn giúp em là đồng hồ thông minh và kèm số điện thoại cho em. Đồng hồ thông minh và kèm số điện thoại cho em 38.000. 38.000 một chiếc. Chị yêu nào mình chốt mình comment lên nhanh cho em. Cho em xin cái điện thoại để đọc comment nào. Đồng hồ thông minh và kèm số điện thoại 38.000. 38.000 đồng một chiếc. Các chị lên đơn cho em là đồng hồ thông minh kèm số điện thoại cho em. Chiếu điều hòa bây giờ em không bán nữa đâu chị ơi. Đồng hồ thông minh màu hồng ok chị Vân Limi này. Lên đơn là đồng hồ thông minh và kèm số điện thoại cho em nhé. Em bán các chị em nhà mình với giá là 38.000. Màu nào lên đẹp. Được chưa? Màu nào lên cũng đẹp. 38.000 đồng một chiếc. Các chị lên đơn là đồng hồ thông minh kèm số điện thoại cho em. Chị dồn vào tuần sau em về em qua nhà chị lấy. Các chị lên đơn cho em mã này là đồng hồ thông minh và kèm số điện thoại. Đồng hồ thông minh và kèm số điện thoại cho em 38.000. 38.000, 38.000 một chiếc nhá các chị nhá. 38.000, 49k. Lên đơn cho em mã này đồng hồ thông minh kèm số điện thoại cho em. Cho em xem quần đi chị.
Quần là cái gì ạ? Ga phủ 2m dồn đơn new. Ok chị Lê Thị Lâm, lên cho em mã này luôn là gì ạ? Chị Lê Thị Lâm lên lại số điện thoại cho em, đồng hồ thông minh màu hồng cho chị Tilly Ngọc Bích này. Các chị lên lốt là đồng hồ thông minh cho em đi, về lốt chuyến này thôi. Các chị lên đơn cho em mã này là đồng hồ thông minh và kèm số điện thoại cho em 38.000. 38.000 đồng một chiếc, 38.000 đồng một chiếc nhá. Được chưa? Có pyjama. Pyjama bé trai không còn đâu, pyjama bé gái thì trưa nay em bán hết 32.000 rồi. Được chưa? Trưa nay em bán hết 32.000 rồi, lên đơn cho em mã là đồng hồ thông minh kèm số điện thoại cho em. Đồng hồ thông minh kèm số điện thoại cho em. Đồng hồ thông minh kèm số điện thoại cho em là ok lên đơn này. Chị Kim Loan có, chị Jenny Nguyễn Pilama không có nhá. Đồng hồ thông minh cho chị Minh, chị Linh Mạnh Đoàn ok chị gái luôn. Đồng hồ thông minh kèm số điện thoại cho em là ok lên đơn. Rồi bây giờ lên cho các chị mã này lên luôn. Chị Nguyễn Thanh ok chị gái luôn. Đồng hồ thông minh này hôm trước nhiều chị chốt lắm. Được chưa? Bây giờ các chị lên lại cho em mã này luôn là áo xả bao nhiêu? Xả 24 cách số điện thoại. Xả 24 cách số điện thoại cho em nhé. Ok chưa, xả 24 cách số điện thoại cho em này. Size từ size 25 đến size 35 cân, xả 24. Xả 24 cách số điện thoại cho em 74.000 đồng một chiếc. Áo gió thêu đẹp cực kỳ luôn. 74.000 đồng một chiếc, mã hàng xả 24 kèm số điện thoại. Size này size đến tầm 35-38 cân vẫn ok nhé. Size 25 đến size tầm 38 cân. Lên đơn cho em mã này luôn là xả 24 và kèm số điện thoại cho em. Đây mặc thử cho mọi người luôn này. Các chị chốt nhanh đẹp lắm luôn. Lạnh rồi, bây giờ tối đến là lạnh rồi. Tối vào sáng ra các chị em này. Ngày sang tháng là sang tháng 8 này bắt đầu là lạnh rồi. Được chưa? Áo gió này các con mặc gọi là lâu nhất luôn. Lâu nhất là áo gió này luôn. Bởi vì sao? Từ tháng 8 cho đến qua Tết là các chị em mình gần như mặc cho bé luôn. Đúng ạ. Em chốt cho các con đến tầm 38kg nhé. Em chốt cho các bé đến tầm 38kg. Nó có size XL, 2XL và size 3XL. Size từ size 25 cân đi lên. Mã hàng lên đơn là xả 24 cách số điện thoại cho em 74.000 ạ. 74.000 luôn. Những cái hình này là theo xả 24. Em có màu hồng, em đang mặc là màu hồng nhạt này, màu hồng đậm này, chợ màu tím cho em nhé. Các chị yêu lên đơn cho em mã này là xả 24 kèm số điện thoại cho em. Đẹp dã man đẹp luôn. Thực sự các chị em đẹp dã man đẹp mà size đại như này em bán 74.000. Mã hàng xả 24 kèm số điện thoại ok chưa ạ? Ok chị Va Trương có đồng hồ thông minh. Chị Nguyễn Ngân ok chị gái để lại số điện thoại giúp em nha. Xả 23 là gì em? Xả 23 em không nhớ. À xả 23 là cái váy phải không? Cái váy 49.000 ấy. Chị yêu nào chốt cái mã này lên đâu là xả 24 màu hồng nhạt, màu hồng đậm và màu tím. Hồng nhạt, hồng đậm và tím nha. Em bán các chị yêu là 74.000. Mã hàng xả 24 cách số điện thoại. Mã giúp em là xả 24 và cách số điện thoại cho em 74k. Cho em xin cái vỏ gối hoa vào đây được không? Các chị yêu, mỗi chị yêu chia sẻ livestream lên giúp em một lần này. Mỗi chị yêu chia sẻ livestream lên giúp em một lần trên trang cá nhân nào các chị gái. Hai lần lên hội nhóm đi nào để mình bắt đầu chơi mini game thứ mấy. Vừa nãy là tặng một đèn lồng rồi đúng không? Một đèn lồng, một cặp sách rồi. Ui dồi. Mã hàng này các chị lên đơn là quần VIP nha. Quần VIP và kèm số điện thoại cho em. Em bán cho mọi người lốt là 79.000. Quần VIP dáng bếp ghi, form 9 tấc. Quần VIP kèm số điện thoại là ok lên đơn nhé. Xả 24 ok chị gái luôn. Có 3 màu luôn. Có 3 màu luôn nha các chị em nhé. Có 3 màu luôn. Chị yêu nào chốt quần VIP mình comment là quần VIP kèm số điện thoại này. Chị Kim Loan đây xả 23 đây. Em cho xem lại xả 23. À quần VIP kèm số điện thoại là 79k. Đây xả 23 của em nó là váy này. Xả 23 của em nó là váy này. Nhưng mà size đến 16kg thôi. Ok chị Cát Hoa có luôn. Mã này lên đơn cho em luôn là gì ạ? Mã này lên luôn cho em là xả 23 cách số điện thoại nhá. Em bán cho mọi người với giá bao tiền ạ? Em bán cho các chị em mình với giá là luôn là 49.000 xả 23. Xả 24 cho chị Lan Khanh. Em chào chị Bống Nhí. Xả 24 cho chị Cà Rốt này. Xả 24 cho chị Đàn Hoa. Chị yêu nào chốt mã này lên đơn cho em là xả 23. Em bán cho mọi người còn giá bao tiền ạ? Em bán cho các chị em nhà mình với giá luôn là 49k nhá. Với giá luôn là 49.000 mã hàng xả 24 cách số điện thoại. Mã giúp em là xả 24 cách số điện thoại cho em. Được chưa? Mã giúp em là xả 24 cách số điện thoại cho em là ok lên đơn. Nào lên tiếp cho các chị mã này. Em vẫn còn đến size 30kg. Mã hàng xả 25 kèm số điện thoại cho em. Để chồng em chuẩn bị cái vỏ gối này vào đây cho các chị bán cho mọi người. Vỏ gối chất cút tông. Các chị em mình đi ra ngoài mua 5-6-70 nghìn. Mua 5-6-70 nghìn luôn nhá.
chất cốt tông bây giờ em bán cho các chị chỉ có mấy chục nghìn bộ, mấy chục nghìn thôi, 20-30 nghìn đô. Em bán cho các chị yêu là em bán, em sẽ bán cho các chị với giá là 68.000 đồng hai đôi. À, các chị lên đơn cho em mã này luôn là xả bao nhiêu? Đẹp lắm luôn. Không phải đâu, xả 24 là cái áo này rồi còn gì nữa. Vừa nãy luôn là cái mã gì rồi. Áo khoác đằng sau có 35 cân, em không có cho 35 cân. Mai chốt đơn cho mình nhé. Ok chị Dương Vũ này, mai gọi lại cho bên em. À, dép đi học cho bé trai còn không, em hết hàng rồi chị Hằng Thúy nhá. Mã này lên giúp em là xả 25. Xả 25 kèm màu, kèm số điện thoại cho em, size từ 16kg đến size 30kg. Cái này em đang treo vào cái móc nó hơi bị to. Tìm cho em cái móc bé xem nào anh ơi, tìm cho em cái móc trẻ con này. Mã hàng xả 25 kết số điện thoại cho em. Xả 25 là mẫu áo ho đì cho bé gái hoặc bé trai mặc đều xinh. Em bán 49.000, xả 25 kèm số điện thoại cho em. Bộ cốt tông Hàn em không còn nhé. Chị ơi, bộ cốt tông Hàn em không còn đâu chị nhé. Xuất Hàn đấy là em hết hàng rồi. Lên đơn cho các chị luôn là mã này luôn. Áo khoác hồng của nhà em là 119.000. Chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn giúp em là xả 25 kèm số điện thoại cho em, size từ size 16 cân đến size 30 cân. Xả 25 kèm số điện thoại cho em, em bán 49.000. Xả 25 kèm số điện thoại cho em. Cái này là anh rút mỗi màu một cái đây à? Mỗi màu một đôi à? Cái này của nhà em nó là chất cốt tông nhá. Cái vỏ gối này này, đẹp lắm, size to. Các chị gối nào cũng vừa luôn, được chưa? Mã này lên đơn cho em luôn là vỏ gối kèm số điện thoại cho em. Vỏ gối kèm số điện thoại cho em này, 68.000 hai đôi. Các chị chọn màu thoải mái nhá. 68.000 đồng hai đôi. Ok chị Nguyễn Ngân có luôn. Em mới vào chị bán đèn lồng chưa? Em bán đèn lồng rồi chị ơi. Mã này lên đơn giúp em là vỏ gối kèm số điện thoại cho em. Cái này nhà giường các chị có mấy đôi các chị dùng cho em này, đẹp lắm. Được chưa? Lên đơn giúp em mã này là vỏ gối kèm màu câu cho em. Em bán cho mọi người với giá là bao tiền ạ? Cứ 68.000 đồng hai đôi nhé, 68.000 đồng hai đôi. Được chưa? Mã lên giúp em là vỏ gối kèm số điện thoại cho em. Vỏ gối kèm số điện thoại cho em. Combo còn bộ màu không chị? Còn chị ơi. Bộ màu thì em còn tầm 5 bộ ấy nhỉ anh nhỉ. Lên đơn cho là vỏ gối kèm màu kèm số điện thoại cho em. Vỏ gối kèm màu kèm số điện thoại cho em nhé. Em bán cho mọi người với giá là 68.000 đồng hai đôi. 68k hai đôi vỏ gối. Được chưa? 68.000 hai đôi vỏ gối cho em. 68.000 hai đôi vỏ gối nha. Lên giúp em mã này là vỏ gối kèm số điện thoại. Lên giúp em mã này là vỏ gối kèm số điện thoại cho em. 68.000 đồng hai chiếc. 68.000 đồng các chị yêu có hai chiếc luôn. Áo khoác từ bao nhiêu? Áo khoác của nhà em là mã lên giúp em là vỏ gối xả 25 còn bao nhiêu cân? Xả 25 chỉ còn đến 30 cân thôi. Vỏ gối cứ 68.000 đồng hai đôi. 68.000 đồng hai đôi nhá. Chị yêu nào chốt mình lên đơn là vỏ gối kèm số điện thoại cho em. Chị yêu nào mình chốt mình lên đơn. Xả 25 là còn 3 đến 30 cân thôi chị. Hôm đầu nó có đến 35 cân. Các chị lên đơn cho em mã này là vỏ gối kèm số điện thoại cho em. 68.000 đồng hai đôi, 68.000 đồng hai đôi. Được chưa? 68.000 đồng hai đôi. Chị Hải Vân có vỏ gối này, chị Lan Anh Nguyễn vỏ gối luôn này. Các chị lên đơn cho là vỏ gối kèm số điện thoại cho em. 68.000 đồng hai đôi. 68.000 đồng hai đôi, cái này giật càng sướng đời luôn. 68.000 đồng hai đôi vỏ gối nhá. Ui tông màu đẹp quá. Vỏ gối kèm số điện thoại cho em, toàn bộ hàng trần nhá. Toàn bộ hàng trần luôn, vỏ gối kèm số điện thoại cho em này, 68.000 đồng các chị có hai đôi luôn. Chị gái họ Khúc ok, chị Lê Thị Loan hai đôi hay hai chiếc chị. Khổ quá nữa. Đôi một đôi là một chiếc mà hai đôi thì là bốn chiếc chứ các chị. 68.000 đồng hai đôi. Một đôi thì là phải là hai cái chứ các chị gái, một đôi thì là hai cái chứ. Mã này lên đơn cho em luôn là vỏ gối kèm số điện thoại cho em, 68.000 đồng hai đôi là bốn chiếc. Khổ ghê. Hai đôi là bốn chiếc nhá. Các chị lên đơn cho em mã này là vỏ gối kèm số điện thoại cho em. 68.000 đồng các chị yêu có hai chiếc luôn. À có 68.000 đồng có hai đôi. Em đọc rất là rõ luôn, 68.000 đồng hai đôi nha các chị em nhé. 68.000 đồng hai đôi vỏ gối luôn, các kiểu màu luôn như này cho các chị em mình luôn. Các kiểu màu như này cho các chị em nhà mình luôn. Chà. Lên đơn cho em mã này đi ra ngoài chợ vì ít nhất cái mẫu này mua 30.000 cái. Nói luôn. Được chưa? Ít nhất những cái hàng như này mua 30.000 một cái. Mã hàng lên đơn là vỏ gối kèm màu, vỏ gối kèm số điện thoại cho em. Cứ 68.000 đồng là 4 chiếc. Thật từ lần sau em cứ đọc rõ như vậy nhá. 68.000 đồng là 4 chiếc 2 đôi. Được chưa? Lên đơn cho em mã này là vỏ gối kèm số điện thoại cho em. 68.000 đồng 4 chiếc. 4 chiếc là 2 đôi nhá. Chọn màu chứ chọn màu đi các chị. Ok chưa? Chị mà Mai Phan Thị Thanh vỏ gối luôn. Mã lên đơn cho em là vừa không có vừa nha chị Hân Nguyễn. Lên đơn cho em là vỏ gối kèm số điện thoại cho em. Được chưa? 68.000 đồng các chị em mình có 2 đôi. Màu xanh kem này, đây em đọc màu nhá. Màu vàng cho em nhá, màu vàng này. Màu xanh kem cho em này. Được chưa? Màu xanh kem cho em này. Màu vàng này, màu xanh kem này. Màu này cũng là màu, đây đâu. Màu vàng, màu xanh kem, màu này là màu xanh dương nhá. Màu xanh dương, màu đỏ hoa này. Màu đỏ hoa cho em này.
vỏ gối 68.000 đồng. Các chị em mình có 2 đôi. 2 đôi tức là các chị em mình sẽ được 4 chiếc, được chưa ạ? Một đôi thì cứ gọi là một đôi rồi, thì trước đến giờ một đôi bao giờ chả là hai, đúng không các chị? Mã lên đơn là vỏ gối kèm số điện thoại cho em. Hình này là hình xanh Doraemon, xanh Doraemon. Được chưa ạ? Vỏ gối kèm số điện thoại cho em 68.000 đồng 2 chiếc. 68.000 đồng 2 đôi, chị Hoa Trần có, chị Nguyễn Ngân có, chị Hằng Thúy ok, chị gái luôn. Ok, 2 đôi là 4 cái. Ai mà nói 2 đôi là 2 cái thì lên đơn cho em mã này là vỏ gối kèm số điện thoại cho em. Vỏ gối kèm số điện thoại cho em. Em có xem đâu? Chị Hiền Minh Nguyễn, cái gì mà em có xem đâu là như nào ạ? Lên đơn cho em mã này là vỏ gối kèm số điện thoại màu tím này, màu tím này, màu đỏ hoa này, đẹp quá luôn. Màu xanh đậm này. Được chưa? Màu xanh coban đậm. Lên đơn cho em mã này là vỏ gối và kèm số điện thoại cho em 68.000 đồng 2, 68.000 đồng 2 đôi, 2 đôi là 4 chiếc nha chị em nhá. Ok, chị Nguyễn Luyến vỏ gối luôn. Các chị comment lên đây cho em mã này là vỏ gối kèm số điện thoại cho em 68.000 đồng 2, à 68.000 đồng 2 đôi. Nãy tí nói nhầm là 2 chiếc. 68.000 đồng 2 chiếc, à 2 đôi. À ok, chị 68.000 đồng 2 đôi, lên đơn cho em mã là vỏ gối kèm số điện thoại cho em. Lên cho em mã là vỏ gối và kèm số điện thoại nhá. Được chưa? Vỏ gối và kèm số điện thoại cho em là ok lên đơn. Bây giờ lên cái gì rồi các chị nhỉ? Lên rồi các chị cái mã gì được nhỉ? Vỏ gối và kèm số điện thoại. Ok, chị Hải Vân có vỏ gối. Vỏ gối vải gì? Cái này nó là hàng cốt tông ấy chị. Chất của nó thích lắm. Cốt tông trần bông nhá mọi người nhá. Mềm, êm. Được chưa? Lên đơn cho em mã này là vỏ gối và kèm số điện thoại cho em. Nhiều khi mình đi ra ngoài chợ mua cũng khó lắm. Mã hàng lên giúp em là vỏ gối kèm số điện thoại cho em. Là ok, lên đơn cho em xin cốc nước nhá. Vỏ gối kèm số điện thoại cặp lòng cặp nếp có nó mang đây đi. Đây bây giờ em thanh lý lốt cho các chị cái còn cái gì mà tầm 35 cân nữa không nhỉ? Ôi chị yêu nào nhận cái bộ tặng bé chưa? Hôm nay nhận được một cái feedback của cái bộ tặng bé kêu là đẹp quá, biết thế mua mấy bộ xong. Mua có 3 bộ. Ít quá. Được chưa ạ? Vỏ gối ok chị Trúc Tâm này. Ok chị Hoa Trần nhá. Ok chị Tilly Ngọc Bích có luôn, còn áo gió bé 4 tuổi không có nha, áo gió luôn. Ok. Ok Thùy Vân có vỏ gối luôn, lên đơn là vỏ gối kèm số điện thoại cho em. Cái mã này các bác lên đơn cho em luôn là cặp lồng 4 tầng. Cứ để đấy đi tí em lại tuôn ạ. Cái này lên đơn cho em luôn là cặp lồng 4 tầng và kèm số điện thoại cho em này. Em bán 59k, cặp lồng 4 tầng và kèm số điện thoại cho em 59.000. 59.000 cặp lồng 4 tầng. Ok chị Dương Vũ luôn, cặp lồng 4 tầng còn áo chống nắng của người lớn không? Áo chống nắng của người lớn trưa nay xả hết 38.000 rồi các chị. Chưa đây xả hết 38.000 rồi. Váy đằng sau bao nhiêu ký vừa? Chị Nguyễn Hàng ơi, váy đằng sau em có đến 23 cân. Mã này lên đơn cho là cặp lồng 3 tầng 49k kèm số điện thoại cho em. Vỏ gối ok chị Vân Nimi. Lên đơn cho em mã này luôn là gì ạ? Cặp lồng 3 tầng và cặp lồng 4 tầng cho em và kèm số điện thoại nhá. Em bán cho mọi người với giá là bao tiền ạ? 49.000 đồng cặp lồng 3 tầng. Cái này mùa đông này em mới bán, còn mùa hè em không thích bán. Chợ cặp lồng 3 tầng 49.000, cặp lồng 4 tầng của em 59k, lên đơn là cặp lồng kèm số điện thoại cho em. Ok chị Hương Giang Võ có cặp lồng luôn. Lên đơn giúp em mã này là cặp lồng kèm số. Kèm các chị thích lấy gì thì lấy. Nói chung là mùa đông chị yêu nhà nào cũng nên có cái. Mình mang cơm đi đâu, mình mang thức ăn đi đâu nó còn ấm, nó còn sạch. Được chưa? Lên đơn cho em mã này là cặp lồng kèm số điện thoại cho em. Cặp lồng kèm số điện thoại cho em là ok lên đơn. Rồi tiếp cho các bác luôn cái mã gì nhỉ? À cái áo gió bé đấy đi anh ơi, áo gió đi. Vỏ gối cho chị Vân Ly Mi nữa. Ok các chị. Cái này lên đơn cho em là kiềng cái gì đã chặn bếp và kèm số điện thoại cho em 29k. Chặn bếp cái này thật sự là mỗi một cái được có 2.000 thôi. Mã lên đơn cho em luôn mà cái này bọc đi bọc về khó lắm. Đó, mã lên đơn cho em là chặn bếp và kèm số điện thoại cho em. Chặn bếp và kèm số điện thoại cho em. Em nhận được hàng rồi, chị nhận được hàng rồi nhé. Ưng quá luôn, em cảm ơn chị Quách Lan Anh nhá. Vỏ gối ôm không em không có vỏ gối ôm. Các chị lên đơn cho em mã này là chặn bếp và kèm số điện thoại cho em 29k. Vỏ gối 68.000 đồng 2 đôi, ok chị Nguyễn Hằng. Các chị lên đơn cho em mã này là gì ạ? Chặn bếp và kèm số điện thoại cho em bán các chị yêu là 29.000. Ok chị Huỳnh Ngọc Thúy để lại số điện thoại nhá. Ok chị Nguyễn Hằng có vỏ gối luôn. Các chị lên đơn cho em mã là vỏ gối và kèm số điện thoại cho em là ok lên đơn. Được chưa ạ? Vỏ gối cặp lồng 4 tầng để lại số điện thoại đi chị gái nhá. Cặp lồng 4 tầng em bán là bao tiền ạ? 59.000, 3 tầng là 49.000. Chợ cặp lồng 4 tầng kèm số điện thoại cho em xin bộ màu lên đây đi ngơi. Các chị ơi còn ít bộ màu, còn 5 bộ màu nữa thôi là không về hàng nữa nhá. Lên đơn là bộ màu kèm số điện thoại cho em là ok. Chờ các bác lên đơn cho em mã này đi, xả bao nhiêu này. Cái quần này của em nó là quần xéo thái của các anh nhá. Hàng này trước em bán là 49.000 đồng đấy, bây giờ họ thanh lý thôi. Bây giờ họ thanh lý mình cũng nhập được thanh lý thôi nhá.
Cái mã này lên đơn cho em là xả 26 kèm màu cho em size từ 50 cân đến size 75 cân. 50 cân đến size 75 cân, chất vải là sàng xéo thái, em bán 39k. Nên đồ về đồ ba lỗ em không có đồ ba lỗ chị nhá. Mã này lên đơn cho em luôn là gì ạ? Mã này lên đơn cho em luôn là xả 26 kèm màu, màu rêu. Đây là màu rêu, toàn bộ hàng này của em nó có size số đầy đủ nhá. Toàn bộ hàng này có size số đầy đủ cho các chị gái luôn, từ 50kg đến cho các anh, đến cho các anh tầm 75kg. Em bán cho mọi người với giá là bao tiền ạ? 39.000, có 3 màu. Ok, cặp lòng 4 tầng có chị Lê Thương. Các chị lên đơn cho em mã này này. Được chưa ạ? Màu này của em là màu tím than nhá, màu rêu này. Tím than rêu cho em này, và màu đen. Lên đơn cho em mã này luôn là xả 26 phải không anh ơi? Xả 26 và kèm số điện thoại cho em. Xả 26 và kèm số điện thoại cho em Trang. Được chưa ạ? Giá em bán cho các chị gái luôn là 39.000, vải xéo thái nhá. Hàng đầy đủ size, logo in à, logo là thêu. Được chưa ạ? Đầy đủ size nhá. Đầy đủ size cho các anh từ 50kg đến các anh tầm khoảng 75kg. Lên đơn cho em mã này là xả 26 kèm số điện thoại cho em. Có áo thun trơn của Nam không Trang? Áo thun trơn của Nam là mã gì? Xả 26 kèm số điện thoại cho em. Áo thun trơn của Nam mùa thu á. Mùa thu á chị Mèo Nguyên. Mã lên đơn cho em là xả 26 và kèm số điện thoại nhá. Nào các chị lên tiếp áo gió bé trai. Hàng gió đẹp lắm. Em bán 59.000 đi. Hôm nay em xả sấp mặt luôn. Xả 26, ok chị Phương Đỗ. Mã này lên đơn là xả 27. Size xả 26 đến 70kg. Mã này lên đơn là xả 27. Hôm nay em thanh lý luôn cho các chị yêu là 59.000. Chị yêu nào chốt thì chốt, mà không chốt thì thôi. Áo gió nhăn của bé trai, size từ size 10kg đến size 26kg. Anh ơi lên tổng hợp đi. Tay ngắn á, tay ngắn còn. Xả 27 cho chị Hứa Nhật Ánh, ok chị gái này. Cái mẫu này có mỗi một cái lên làm gì, ngày mai lại chốt. Cho em xin cái pha vệt nỏ vệt kia vào đây đi. Thì cái đấy mới có size bé đúng không? 10, từ 10kg đến size 26kg em thanh lý 59.000. Lên đơn là xả 27 kèm số điện thoại cho em. Xả 27 kèm số điện thoại, áo gió nhăn cho bé trai nhá. Áo gió nhăn nha các chị nhìn này. Form cho em này. Riêng hàng áo gió nhà em, các chị gọi là kiểm tra hàng thoải mái, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Được chưa ạ? Đẹp cực kỳ đẹp từ chất cho đến đường may. Lên đơn là xả 27 kèm màu, kèm số điện thoại cho em là ok. Em bán từ 10kg. Cái này đến 26 hay 28 cân à? Cái mẫu này có đến 30kg. Áo toàn bộ hàng gió nhăn. Em bán 59.000, lên đơn là xả 27 cách số điện thoại cho em. Like nhanh cho các bác luôn, xả 27 cách số điện thoại cho em là ok lên đơn. Cho em cái máy kia ra đây đi nha. Xả 27 và kèm số điện thoại cho em, xả 26 ok chị Ti Lê Ngọc Bích 2 chiếc, xả 267 chiếc ok chị Dân Vũ luôn. Ok chị Lê Trương có xả 26 luôn này. Các chị lên đơn cho em mã này là xả 27, 10kg đến 30kg. Em bán cho mọi người với giá là 59.000. Hoan hỉ giúp em là chọn màu thôi nha. Đây các chị nhìn này. Đẹp quá luôn. Được chưa ạ? Toàn bộ là chất liệu là gió nhăn cao cấp. Em bán các chị luôn là 59k, mã hàng xả 27. Mẫu like này, mã hàng xả 27 kèm số điện thoại cho em. Em muốn cho cái máy kia xuống đây để cho nó có cái kẹp ấy chứ. Xả 27 kèm số điện thoại cho em nhé, size đến 30kg. Ôi các chị ơi, đẹp dã man luôn. Đẹp cực kỳ luôn ạ. Xả 27 kèm số điện thoại em bán là 59.000 đồng, màu rêu này. Size đến size 30kg, các chị ơi không chốt mã này là hơi bị tiếc luôn nha. 59.000 đồng một chiếc, đầy đủ size. Ừ, nó ẩn comment đấy, em không nhìn thấy đâu. Xả 27 cho em, xả 27 cho chị Mai Phạm Thị Thanh. Xả 27, chia sẻ đi. Xả 27 kèm số điện thoại cho em, màu tím than, màu đen, màu rêu. Xả 27 kèm số điện thoại, còn cái áo này còn không? Xả 27 cho chị Trang Đoàn, xả 27 cho chị Nguyễn Ngân, ok chị gái luôn. Xả 27 kèm số điện thoại này. Cái mã này đầu like các chị chưa chốt được, các chị lên lại mã này của em là xả bao nhiêu nhỉ? Cái này đẹp lắm luôn đấy các chị yêu ạ. Cái form quần của nhà em này nó là form nhỡ nhá. Cái này là từ 22kg. Từ 22kg. Được chưa ạ? Từ 22kg cho các bé đến tầm 38kg. 22kg. Hả? Xả 20 từ 22kg đến 38kg, bé trai bé gái đều dùng được. Không thì bật cái page bên kia lên đi. Xả 20 kèm màu, kèm số điện thoại cho em. Cái logo này theo bé trai bé gái đều mặc được. Logo này theo bé trai bé gái đều mặc được. Mã hàng xả 20 cách số điện thoại. Em vừa mặc thử cho các bác đấy. Form của nó chuẩn, địch chỉ đẹp cực kỳ. Chất liệu là hàng da cá tàu nhé. Xả 20, mẫu này bé trai bé gái đều mặc xinh. Được chưa ạ? Xả 20 em bán cho mọi người với giá là 39.000. Xả 20 kèm số điện thoại cho em là ok lên đơn. Xả 20 kèm số điện thoại cho em là ok lên đơn nhé các bác nhé.
xả 20 theo logo theo, xả 27 cho chị Mai Phan Thị Thanh này, xả 27 cho chị Trang Đào này, xả 27 cho chị Nguyễn Xuân này. Ok chị gái luôn này. Lên đơn giúp em mã này là xả 20 kèm số điện thoại cho em bán cho mọi người với giá là bao tiền ạ? 39.000. Đây nhá, em mặc thử lên cho các chị yêu. Được chưa ạ? Ôi nó xịn lắm luôn. Mã hàng lên đơn giúp em là xả 30 kèm số điện thoại cho em. Xả 30 à, xả 20 kèm số điện thoại. Chưa ạ? Xả 25 chiếc, cái này các chị chốt đi cho em chục cái về mà bán cho 5 cái thì bỏ gì. Mới bán các chị cũng chốt cả chục cái về cho em, không bao giờ phải lo. Nhá, đây để em mặc thử cho mọi người luôn. Mẫu này bé trai bé gái đều mặc được, rất là dễ mặc luôn. Rất là dễ mặc luôn nhá. Em bán cho các chị luôn là 39k. Mã này nhá. Xả 37, 27, 30 cân màu rêu. Ok chị, ok chị Hải Vân có luôn. Xả 20 kèm số điện thoại cho em. Em đang không tìm được cái size to, vừa nãy em mặc đâu được, em vứt đâu được. Cái này nó đầy đủ size này. Đấy, các chị nhìn thấy không ạ? Mẫu này bé trai bé gái mặc đều xinh hết. Xả 27, chị Nguyễn Xuân có rồi chị gái nhá. Xả 27 kèm số điện thoại cho em. Được chưa ạ? À cái mã này là xả 20 chứ. Cái mã này lên là xả 20. Mẫu này bé trai bé gái mặc đều đẹp. Được chưa ạ? Mặc ở nhà, mặc ở nhà, mặc đi ngủ nó không bị xùi lông này lên đâu nha. Cái này nó là hàng da cá tàu, vừa dày vừa mịn, được chưa ạ? Vừa dày vừa mịn, không bị xù lông xù vải gì hết. Logo này thêu, những cái logo như thế này thì bé trai bé gái đều mặc ok. Mặc ở nhà, mặc đi ngủ cho em không lo bị sổ lông. Nên đơn là xả 20 kèm số điện thoại. Em bán luôn là 39, em bán luôn là 39k mã hàng xả 20. Ok chưa nào? Cho em xin cái mẫu áo gió bé gái anh vừa cầm vào đây chưa nhỉ? Áo gió bé gái anh vừa cầm vào đây chưa? Gió các mẫu ấy. Cầm cho em cái gió các mẫu bé gái đi. Còn mọi người còn muốn lên gì nữa nào? Mọi người còn muốn lên gì các chị cứ comment lên để em lên nhá. Xả 20 kèm số điện thoại cho em là ok lên đơn. Tối đến mạng nó cứ mờ mờ. Ok chị Hoa Trần. Chị ơi sao hôm bữa em đặt hàng mà không thấy gọi điện chốt đơn chị Thúy Lương Trần ấy, trừ khi các chị không nghe máy thôi. Chứ còn bên em các bạn gọi hết à. Em cứ sợ các chị không nghe máy thôi. Xả 20 kèm số điện thoại cho em. Có áo khoác bé gái 10 cân không Trang? Có không ạ? À, có nha. Các chị lên cho em mã này luôn này. Xả 20 mấy? Xả 28 kèm số điện thoại. Chọn màu giúp em nha. Được chưa ạ? Chọn màu giúp em nha mọi người ơi. Xả 28. Ok chị Nguyễn Luyến, xả 20, xả 28 kèm số điện thoại. Em bán cho các chị em nhà mình với giá bao tiền ạ? Bán cho các chị em nhà mình với giá là 59k. Xả 28, bán thanh lý cho các chị là 59k. Xả 28 kèm số điện thoại cho em. Trang ơi lên áo thun nam ngắn đi Trang. Áo thun nam ngắn chỉ còn mỗi cái mã hàng suốt thôi sao nhỉ? Lên váy đi chị. Ok chị Nguyễn Hàng này, lên gấu bông đi chị. Ôi dồi ôi. Mã hàng này các bác lên đơn cho em luôn. Đợi em lên hết từng mã một cho em lên dần dần. Ôm gấu bông ở đây cho em đi anh ơi. Mã này lên cho mọi người là xả 28 kèm size kèm số điện thoại cho em 8kg đến size 20kg. Nhanh tay em bán hôm nay xả kho cho các chị 59.000. Lên bộ thể thao 69.000 đi. Bộ thể thao 69.000 nay em xả còn 59.000. Chị nào chốt thì các chị lên luôn đi. Lên đơn cho em mã này luôn. Là gì ạ? Mã này lên luôn cho các chị yêu là gì ạ? Xả 28 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Xả 28 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Đèn lồng của nhà em là 59.000. Còn quần đũi của bé trai 34 cân không Trang em còn nha chị ơi. Mã hàng lên đơn cho em luôn là xả 28 kèm số điện thoại cho em. Ngày mai đủ size từ 8kg nhá. Đủ size từ 8kg cho các bé đến size 20kg. Các cái hình logo theo này toàn bộ theo thôi. Em nói luôn là cái chất gió của nhà em nó đẹp từ lớp lót trở ra. Nha, cái lớp lót của nhà nó đẹp từ cái lớp lót trở đi. Mã hàng xả 20. Ok chị anh Vũ này xả 20. Cái mã này lên đơn là xả 28. Cách số điện thoại cho em. Cái mẫu này size đại này. Xả 28 những cái logo con thỏ, con gấu, con ghiếc này theo 100%. Được chưa? Xả 28 và kèm số điện thoại em bán 59.000 đồng. Ồ, rẻ gọi là rẻ hơn một kéo phông. Các bác đi ra ngoài chợ mua. Xả 28 cách số điện thoại cho em là ok lên đơn này. Màu tím, màu hồng đậm, hồng nhạt. Được chưa? Xả 28 kèm size kèm số điện thoại cho em bán 59.000. Váy hồng đằng sau có size 11 cân? Có chị ơi. Váy hồng đằng sau từ 8 đến 23 cân. Váy hồng đằng sau là từ 8 đến 23 cân nhá. Đợi em tí xong em lên. Những cái hình TikTok tích tiếc này cũng theo hết luôn. Xả 28 cách số điện thoại cho em. Em xem lại cái gì ạ? Chị Phương Đỗ xả 28 hai cái. Ok chị gái họ Khúc này, bộ thể thao nam mã gì đã lên đâu chị?
đã lên đâu, em bảo tí nữa để chồng em kiếm hết cái bộ thể thao lam vào đây cho em xem có những cái bộ gì em thanh lý hết cho các chị. Mã này lên đơn cho em luôn là gấu Petty kèm số điện thoại. Hàng hè bây giờ thanh lý hết để nghỉ thôi. Mã này lên đơn cho em luôn là gấu Petty 59.000 kèm số điện thoại cho em. Gấu Petty 59k kèm số điện thoại. Gấu Petty 59k kèm số điện thoại cho em xinh cho. Gấu váy hồng ấy là 65.000, lên đơn cho em là gấu Petty 59.000 kèm số điện thoại cho em. Tí cho em xin cái hàng đại lại. Gấu Petty 59.000 kèm số điện thoại cho em là ok lên đơn nhé. Gấu Petty 59.000 kèm số điện thoại. Cái mã này lên là gấu ôm 59k hình sư tử, gấu ôm 59k hình ếch, gấu ôm 59k hình thỏ và gấu ôm 59k hình dạ hình con khỉ. Lên đơn cho em mã này là gấu ôm 59. Nó không to quá đâu nha các chị, nhìn chứ em thì biết. Nhìn em ôm là biết luôn. Không cả về đến lúc các chị này hôm như hôm nọ chị nào chốt hẳn 10 con không về không nhận hàng của em. Em đã bảo đọc luôn trên size cho các chị là bao nhiêu tiền ạ? Là bao nhiêu ạ? Size gần 60 cm. Lên đơn cho em mã này. Em có gối thơm đâu chị ơi, mã này lên đơn cho em luôn là gì ạ? Gối ôm 59.000 kèm hình cho em, gối ôm 59.000 kèm hình cho em. Ok chị Nguyễn Hằng đợi em tí ạ, tí em lên mã váy cho. Lên đơn cho em mã này là gối ôm 59.000, áo khoác đằng sau 119.000 chị nhá. Gối ôm 59.000 kèm số điện thoại cho em là ok lên đơn. Dạ rồi, bây giờ lên cho các chị luôn. Có váy hồng 11 cân đây các chị, chứ chốt hỏi mã này đúng không? Mã này các bác lên đơn luôn cho em có 3 màu nhá. Cái này có hồng, đỏ, trắng. Cái này mua cho các bé chuẩn bị đi Trung thu đúng không? Hồng, đỏ, trắng, cái này đeo lên cực kỳ xinh luôn. Mã này lên đơn cho các chị luôn là xả 29 kèm số điện thoại. 10 từ 8 kg cho đến 23 kg. Nó có đầy đủ size từ số 1 đến số 10, từ số 1 đến số 5. À từ số 1 đến số 7 đúng không? Từ số 1 đến số 7 hàng Quảng Châu nhá. Cái này chất von của nó mềm, lót cũng mềm luôn. Mã hàng xả 29 kèm số điện thoại. Gấu ôm 59 ok chị Thúy Lương Trần để lại số điện thoại nhá. Mã này lên đơn cho em luôn. Cái này phải buộc vào nó mới xinh cơ. Được chưa? Bao nhiêu tiền ạ? Xả 28 phải không? Xả 29 chứ. Xả 29 kèm số điện thoại cho em. Xả 29 và kèm số điện thoại em bán cho mọi người với giá bao tiền ạ? Xả 29 kèm số điện thoại cho em nhá. Em bán cho các chị yêu với giá là 65.000 xả 29. Em có màu trắng, màu đỏ và màu hồng. Các chị comment lên cho em là xả 29. Chị Hiền Minh Nguyễn này lên cho em là xả 29. Gối ôm 59 hình con khỉ, hình con thỏ để lại số điện thoại. Gối ôm của nhà em là 59.000 lên đơn là gối ôm kèm số điện thoại cho em. Chị Ti Ly Ngọc Bích ok, chị Thùy Vân ok, gối ôm luôn này. Gối ôm sư tử ok, chị Ti Ly Ngọc Bích, chị Đàm Hoa có luôn. Gối ôm kèm hình cho em. 100% bông của nó như này. Được chưa? 100% bông của nó là bông trắng tinh đây, em đang bị mắc vào cái bông rồi. Các chị nhá, bẩn các chị tháo bông ra các chị giặt thoải mái. Được chưa? Nó kích thước của nó chỉ gần 60 cm thôi nhá. Đây các chị nhìn này. Đó, mọi người thấy chưa? Cái này chơi cho các con cực kỳ an toàn, xả 29 kèm size. Ok chị Nguyễn Hằng xả 29, xả 29 cho chị Huyền Minh Nguyễn ok chị gái luôn. Lên đơn cho em mã này là xả 29, em thanh lý cho các chị gái còn 65.000 đồng. 65.000 đồng mã hàng xả 29 cách số điện thoại nhá. Xả 29 cộng màu cộng số điện thoại có 3 màu cho các bé lựa chọn luôn. Có 3 màu cho các bé lựa chọn trắng, hồng và đỏ. Màu đỏ cũng xinh luôn, màu đỏ này cũng xinh luôn. Trắng hồng đỏ các chị nhá. Em còn tầm khoảng 200 váy. Mã hàng xả 29 cách số điện thoại cho em. Nào tiếp tục lên cho mọi người luôn. Giày bé trai thì không biết là còn mẫu nào không ạ. Xả 29 cho em. Ok chị gái họ Khúc xả 29 này. Chị Nguyễn Hằng có rồi nhé. Mã này lên đơn là thỏ 59 kèm số điện thoại. Thỏ 59.000 đồng kèm số điện thoại cho em. Thỏ 59k kèm số điện thoại. Chị yêu nào chốt thỏ comment thỏ 59. Con thỏ này 59.000 toàn bộ hàng nông nì. Thỏ 59 kèm số điện thoại cho em. Thỏ 59.000 và kèm số điện thoại là ok nhé. Chị yêu nào mình chốt thỏ mình lên đơn là thỏ 59 kèm số điện thoại cho em. Chị thỏ 59 kèm số điện thoại. Cái này lên đơn là voi 59 kèm số điện thoại. Voi 59, gấu đội mũ 59. Gấu đội mũ 59 lên đơn là thỏ 59 này. Gấu đội mũ 59 này, voi 59 và kèm số điện thoại cho em. Chợ 59.000 đồng một chú, 59.000 đồng có một chú luôn. 59.000 đồng cứ có một chú luôn, lên đơn là thỏi voi gấu, thỏ voi gấu cho em. Đấy chợ thỏ voi gấu, gối ôm chị mới qua mẫu bao nhiêu vậy chị? Chị An Phan ơi, gối ôm của nhà em là 59.000 đồng, 59.000 đồng gối ôm. Trang ơi thỏ với Trang ơi thỏ dâu với voi nhé. Comment cho em là thỏ 59 với voi 59 giúp em với chị Hương Giang có. Lên đơn giúp em mã này là gì ạ? Gối ôm 59.000 thỏ ếch sư tử khỉ. Thỏ ếch sư tử khỉ các chị ơi. Đấy mua làm quà Trung thu cho các bé được. Các bé ngủ ôm gác thoải mái. Cái này toàn bộ hàng lông lì nha. Lên đơn cho em mã này ok chị Yến Hoàng. Mã này lên đơn giúp em là gối ôm 59 kèm số điện thoại cho em. Rồi bây giờ thanh lý các chị bộ này 49.000. Còn nguyên màu cam à? Cam đen.
nam đen, còn nguyên màu cam màu đen thôi. Mã này lên đơn cho các chị 49.000 đồng một bộ. Một bộ nam size 2XL nhưng còn toàn một size à anh ơi? Tất ở đây rồi gì? Cái này còn ở chỗ nào nữa không? Còn nguyên size 60 đến size 70. Ok chị Hương Giang Võ, thank you chị gái. Mã này lên đơn cho các chị luôn, em thanh lý luôn cho mọi người. Size từ size 60, size 60kg đến size 72kg em chốt đơn cho mọi người bộ này 49k. 49.000. Lên đơn cho em mã này. Mã này lên cho các chị gái với giá là 49.000 cả bộ luôn nhá. Mã này lên là mã gì được? Xả bao nhiêu? Hả? Xả 30. Màu đen và xả 30 màu cam. Màu cam này còn nguyên size 2X thôi, màu đen còn một bộ size 2, 1X với cả một 2 3 bộ size 3X. Xả 30 kèm số điện thoại, em bán 49.000 đồng cả bộ luôn. 49.000 đồng các chị em mình có cả bộ luôn nhá, xả 30 kèm số điện thoại cho em. Voi 59 thỏ 59 ok chị luôn. Mã lên đơn là xả 30 kèm số điện thoại, em bán 49.000 đồng cả bộ luôn. 49.000 đồng các chị em mình có cả bộ luôn. Lên đơn là xả 30, còn màu cam với màu đen thôi. Cam với đen, cam với đen các chị lên giúp em là xả 30 nhé. Xả 30 kèm màu kèm chú điện thoại cho em. Có like quần jean cho bé gái không chị? Có chị Huỳnh Ngọc không? Áo khoác hồng chị Anna Suka ơi, có 119.000 xả 30 màu đen cho chị Trang Đào một bộ. Còn có mấy bộ thôi, xả 30, 49.000 đồng. Mua cho các anh mặc quanh năm 4 mùa. Để chạy mua cho các anh mặc quanh năm 4 mùa cho em. Để chạy xả 30 kèm màu kèm chú điện thoại cho em. Còn cam, xả 30 màu đen meo nguyên mấy bộ. Meo nguyên lấy mấy bộ. Màu cam mặc thể thao cũng nhiều người mặc mà. Màu cam này dáng thể thao cũng nhiều người mặc mà. Xả 30 kèm số điện thoại cho em. Xả 30 cho chị Lê Thương một bộ luôn. Xả 30 chị Ti Ly Ngọc Bích luôn. Có 49.000 đồng bộ thôi. Có 49.000 đồng bộ thôi. Xả 30 kèm số điện thoại cho em. 49.000 đồng cả bộ nha, cả quần cả áo. Xả 30 cho meo nguyên 5 bộ luôn. Thế hết rồi. Xả 30 cho chị Tuyết Nguyễn hết rồi. Xem lại áo gió màu hồng 17 cân. Chị Thúy Triều ơi, áo gió màu hồng 59 á, 78 cân không vừa chị Đỗ Viết Thi ơi. Không vừa chị ơi, xả 30 kèm số điện thoại cho em. Em bán luôn 49k. Em bán luôn là 49k mã hàng xả 30 cách số điện thoại cho em. Rồi bây giờ lên cho các chị cái mã mà áo 59.000 đấy á chị. Áo 59.000 á chị ơi, phải xem lại áo 59 không? Phải xem mà áo 59 không? Áo khoác 27 cân có không? Có chị ơi. Cho em xem lại bộ của nam. Em vừa lên bộ nam hết hàng rồi chị ơi. Vừa lên bộ nam hết hàng rồi, thanh lý có 49.000 thôi. Còn bộ nam nào nữa không? Mã hàng này lên đơn cho em áo gió. Áo này là áo năm gió, áo gió ướt của nam. Các bác mua rồi các bác biết nha. Các bác là mua hàng rồi cho em xin một cái feedback. Lúc đầu các bác mở ra ấy thì nó sẽ có hơi mùi hôi hôi, nó giống như kiểu dạng da ướt đấy các chị em. Nhưng mà nó là gió. Gió ướt thì chị em mình giặt tay giặt máy thoải mái, các chị không như da mà các chị chỉ đi hấp được thôi nhá. Lên đơn cho em mã này luôn là xả 31 kèm màu kèm số điện thoại cho em, nhưng mà chỉ còn size từ 50 cân đến size 60 cân thôi. Còn nguyên size nhỏ em thanh lý luôn cho các bác luôn là 79.000. Mã hàng xả 31 màu da này, xả 31 màu đen này, xả 31 màu xanh và xả 31 màu đỏ này như hết hàng rồi. Màu đỏ còn một cái. Xả 30 cho chị Nguyễn Hàng ok chị gái luôn này. Xả 31 là áo gió nam ướt. Ui các chị ơi đẹp lắm luôn. Xả 31 không ở đâu bán được 79.000 đồng cái áo như thế này. Nó đẹp từ cái khóa trở đi nhá. Xả 31 màu đỏ, xả 31 màu xanh, xả 31 kèm màu và kèm số điện thoại cho em. Màu xanh này các chị yêu nhìn này. Hàng nó chuẩn chỉ từ cái khóa trở đi như này. Được chưa, em bán cho mọi người với giá là 79.000. Lấy áo khoác ok chị La Suka. Áo khoác 27 cân lấy mã này đúng không chị? Lấy mã này à? Lấy mã này đúng không chị? Mã đấy là xả bao nhiêu nhỉ? Mã này lên giúp em là xả 31 kèm màu. Em bán các chị là 79.000 đồng. Bộ bé 29.000 quần thô áo trắng sắt đấy. Còn không trang em hết hàng rồi chị ơi. Mã hàng này lên đơn là xả 31 kèm số điện thoại, em bán 29.000. Hôm nay còn nhiều chị nhận hàng đây. Các chị nhận hàng về các chị bảo ôi Trang ơi đẹp quá, biết chị mới mua có 3 bộ, biết thế chị mua 5 bộ. Không nghĩ là 29.000 nó đẹp như thế. Xả 31 màu da 60kg ok chị Lê Thị Lan. Xả 31 cho em này các chị nhìn này. Nó đẹp từ cái khóa trở đi luôn đấy các chị gái ạ. Đó, sướng lắm luôn. Xả 31 em bán là các chị yêu là 79.000 đồng cả một chiếc áo nam. Áo này là áo gió ướt của nam, mã hàng xả 31 cho em. Xả 31 cho chị Lê Thị Loan Lan này, trong chị Lê Thị Loan ok chị gái luôn. Em cảm ơn chị Nguyễn Hường. Mã hàng là xả 31 áo gió nam ướt nhá. Đẹp lắm luôn, màu đen đấy này. Xả 31 thanh lý còn 79.000 đồng.
thanh lý còn 79.000 đồng nha các chị em nhé. Lên đơn là xả 31 kèm số điện thoại cho em. Xả 31 kèm số điện thoại, em bán thanh lý 79k. Em bán thanh lý 79k nhé các chị gái nhé. Thanh lý lốt là 79.000 đồng, được chưa? Tiếp tục cho em mã này các chị gái này. Mã này lên đơn là hộp màu kèm số điện thoại cho em. Đổi lại áo kia, chồng chị mặc không vừa, ok chị gái luôn. Áo gió hồng sau lưng bao nhiêu, có size không, có size 48 cân, chị Nguyễn Duyên. Áo khoác nam đẹp quá mà không có size to, ô hết hàng, chị hôm trước có đầy size to. Chị Lan Khanh có luôn, xả 31. Các chị lên đơn cho em mã này là hộp màu. Cái này hộp màu của em là 150 chi tiết nhá, đầy đủ hết. Được chưa? Cái này các chị này, thước kẻ này, keo này, tẩy này, màu nước này, màu chì này, màu sáp này, màu bột này, gọt bút chì, kéo này, kim. Mã lên đơn cho em. Ok, chị Lê Thương không có à? Tiếc nhỉ, cho em xin cái bộ đùi thể thao đi. Ok, xả 31 cho chị Lan Khanh. Mã này các bác lên đơn cho em luôn là bộ màu kèm số điện thoại cho em 65.000 đồng một bộ. Còn 5 bộ thôi, không về hàng nữa đâu. Bộ màu kèm số điện thoại cho em 65k. Chị yêu nào mình chốt bộ màu mình comment lên cho là bộ màu kèm số điện thoại cho em. Bộ màu kèm số điện thoại, bộ bé 29.000 á. Bộ bé là lên đơn cho là bộ tặng bé 8-15kg, 29k, bộ tặng bé kèm số điện thoại cho em. Bộ tặng bé kèm số điện thoại cho em, xin cái bộ thể thao 48.000 vào đây đi. Mã lên đơn cho em, bây giờ lên bộ thể thao nữ cho chị em. À mà thôi, lấy luôn cái bộ em đang mặc kia kìa anh ơi, để ra đây em mặc luôn. Mã lên đơn cho em luôn là bộ tặng bé kèm số điện thoại đây này. Nó ẩn comment kinh khủng luôn. Hộp màu cho chị Hương Giang Võ 2 hộp luôn. Mã này lên đơn cho em còn 5 hộp các chị chốt lốt đi. Lên đơn cho em mã này luôn là bộ tặng bé và kèm số điện thoại nhá. Em bán là 29k một bộ, 29.000 đồng một bộ tặng bé kèm số điện thoại cho em. Size từ 8 cân đến size 15 cân. Ui, hôm nay các chị nhận hàng gọi là sướng luôn. Bộ màu bé thích lắm em cảm ơn chị gái luôn. Lên đơn cho em mã này là bộ tặng bé và kèm số điện thoại cho em. Em bán mọi người là 29.000 đồng, lên đơn là bộ tặng bé, bé trai hoặc bé gái cho em là ok. Hộp màu 65 ok chị Tilly Ngọc Bích luôn này, lên đơn cho em mã này là bộ tặng bé kèm số điện thoại. Bộ tặng bé kèm số điện thoại cho em 29.000, hộp màu ok chị Thúy Lương Trần, bộ màu ok Thùy Vân. Mã này lên đơn cho em luôn là bộ tặng bé kèm số điện thoại nhá. Em bán luôn mọi người là 29k một bộ tặng bé. Bộ tặng bé 29.000. Em ơi kiểm tra đơn hàng hộ chị chưa? Chị Vi Fan ok chị gái luôn này, mai em kiểm tra nhá. Ơ sao đợt này, sao cái bên này lại lâu thế nhỉ? Mã hàng lên đơn cho em luôn là bộ tặng bé và kèm số điện thoại cho em bán mọi người 29.000. Em bán cho các chị yêu là 29.000 bộ tặng bé nhá. Chị yêu, mai anh ghi mai kiểm tra đơn chị Vi Fan này, mai gọi đơn của chị Trịnh Thị Hồng này. Bộ tặng bé và kèm số điện thoại cho em nhá. Em bán cho mọi người là 29.000 đồng một bộ, 29.000 đồng một bộ tặng bé. 29.000 đồng các chị em mình có một bộ tặng bé luôn, lên đơn là bộ tặng bé ok, bộ màu cho chị Hồng Thắm Nguyễn, bộ tặng bé 29k ok Thùy Vân. Ô thế sao cái mẫu này còn nhiều thế à? Cái mẫu này mình tưởng là hết màu vàng. Mẫu này em có tím, hồng, vàng, bây giờ em lên lại nhá. Trời ơi, vừa nãy em lên có một màu này thôi à. Ủa quá các bác ơi. Bây giờ em lên thêm tím, hồng, tím, vàng. Mã này là xả bao nhiêu nhỉ? Xả 21 á. Hả? Xả 21 cách số điện thoại cho em. Xả 21 màu vàng và xả 21 màu hồng, xả 21 màu tím kèm số điện thoại cho em. 16-17 cân. Đến tặng bé gái ok chị Đỗ Hường. Có đồ chơi cho bé không? Em không có đâu chị Đức Hiếu ơi, cái này có màu tím luôn. Đẹp quá các chị em ơi. Mã hàng lên đơn cho em luôn là gì ạ? Đấy, vứt ở đấy thôi. Mã hàng này các chị nhìn cho em này, xịn quá và đẹp quá luôn. Lên giúp em mã này là xả 21 kèm màu kèm số điện thoại 17 cân đến 27 cân. Nó đẹp từ cái khóa luôn. Thực sự luôn các chị yêu nhìn này. Đây nó có cái nốt này khỏi đau cổ luôn. Mã này lên đơn là xả 21 kèm số điện thoại cho em. Xả 21 màu tím, xả 21 màu hồng em đang treo. Và xả 21 màu vàng lên đơn giúp em là xả 21. Gửi bên Super Ship tớ thấy chuyển nhanh lắm, 2 ngày đã nhận được rồi á. Ok, cảm ơn chị Lê Thương này. Nói chung là nó cũng tùy theo đấy các chị em ạ. Cũng tùy theo vùng ấy, em thì muốn đi nhanh lắm các chị yêu ạ. Thực sự luôn là muốn đi nhanh. Ok, chị Anh Vũ này, không có 18 cân nữa rồi chị nhá. Mã này lên đơn cho em luôn là gì ạ? Xả 21 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Ui dồi, em tưởng không về được màu vàng. Em tưởng không về được màu vàng. Xả 21 màu vàng 119.000 đồng, xứng đáng lắm các chị ơi. 119.000 đồng màu vàng, màu tím và màu hồng. Mã hàng xả 21 kèm số điện thoại cho em. Xả 21 và kèm số điện thoại cho em. Nói chung là bên Viettel cũng có chỗ nó nhanh, mà bên Super Ship thì chắc cũng có chỗ nhanh, cũng có chỗ chậm đấy các chị yêu ạ. Còn em thật sự luôn là không phải em mà chị nào bán hàng thế, rất muốn đơn hàng của mình đi nhanh. Mã hàng lên đơn giúp em mà xả 21 kèm số điện thoại cho em. Xả 21 kèm số điện thoại nhưng mà
Có hình con lợn đằng sau không phải à chị? Có hình con lợn đằng sau chị không phải à, là cái gì nhỉ chị Đức Hiếu? Tự nhiên hỏi thế này em không biết, xả 21 cho em. Đẹp lắm, size 27 28 cân các con vẫn vừa nhá. Tại vì nó là dáng ngắn, tại vì nó là dáng ngắn nhá chị em nhá. Lên đơn cho em mã này luôn là mũ, mũ kèm số điện thoại cho em. Mũ và kèm số điện thoại em bán cho các chị với giá là 38k mũ kèm số điện thoại cho em. Mũ màu trắng này các chị yêu nhìn này. Mũ cho em này, mũ màu trắng, cái này mùa đông chị nào cũng cần luôn. Mũ màu hồng cho em này, được chưa? Mũ màu ghi cho em này, mũ màu đen này và mũ màu da. Lên đơn cho em mã này là mũ kèm số điện thoại cho em bán là 38.000 đồng một mũ. Em bán là 38k một mũ. Chị yêu nào chốt mũ comment mũ kèm màu kèm số điện thoại cho em. Bộ tặng bé ok chị Thúy Chiều, kèm số điện thoại lên ạ. Các chị lên đơn cho em mã này là mũ kèm số điện thoại cho em nhá. Bộ tặng bé ok chị Anh Vũ này. À, chị ok chị Phương Đỗ chưa nhận được á? À, chị Phương Đỗ lại đi bên Super Ship nhiều lắm rồi. Đi bên Super Ship từ ngày bắt đầu chị mới mua hàng nhà em cơ, từ hôm bắt đầu chị mua phải không nhỉ? Lên đơn cho em mã này là mũ kèm số điện thoại, xả 21 đến từ 17, từ 16 cân đến tầm 27 28 cân nha chị Phương. Còn mũ đen cộng hồng ok chị luôn, có 38.000 đồng một cái thôi. Có 38.000 đồng một cái mũ này thôi nha các chị em nhá. Được chưa ạ? Mùa đông chị em mình đội vào cho khỏi lạnh đầu lạnh trán. Like quần jean bé gái đi chị. Ok chị Huỳnh Ngọc này, mũ là 38.000 chị Nguyễn Thị Hiền ơi. Em có đồ chơi sau lưng đẹp thế. Ô đẹp lắm chị. Đẹp lắm. Cái này là đèn lồng. Ô chị chưa chốt à? Chưa chốt đồ chơi cho bé à? Chưa chốt đèn lồng cho bé à? Anh ơi vừa hỏi cái đèn lồng kia dưới kia là hết sạch à? Mũ rẻ nhỉ. Đẹp mà, mũ đẹp lắm. Cái mã này các chị lên đơn cho em luôn là gì ạ? Mã này các chị lên đơn là xả bao nhiêu? Búp bê đằng sau có phải đồ chơi không à chị? Búp bê đằng sau là đèn lồng. Búp bê đằng sau là đèn lồng đấy ạ. Đây. Búp bê đằng sau của em là đèn lồng. Mũ đó hàng Quảng Châu, đúng rồi, mũ hàng Quảng Châu chị nhá. Cái mã này lên đơn cho em luôn. Đó là đèn lồng. Đèn lồng nhưng mà cái này các bé không hết trung thu các con để làm chơi đồ công chúa. Lên đơn là đèn lồng công chúa Elsa kèm số điện thoại 58.000 đồng. Giờ chị mới vào được á? À? Các chị lên đơn cho em mã này là đèn lồng công chúa Elsa và kèm số điện thoại cho em. Ôi này nhiều mã đẹp lắm. Nó không còn hàng đâu ạ. Đèn lồng công chúa Elsa và kèm số điện thoại cho em. Đèn lồng công chúa Elsa và kèm số điện thoại nhé. Em bán cho mọi người với giá là bao tiền ạ? 58.000 có màu. À, Trang có nhiều mũ đấy không? Mũ thì lấy bao nhiêu cũng được chị Trần Ngân Trần Nga. Xả 27 ok chị gái Thịnh Nguyễn này. À, có bộ thu đông cho bố cho em. Bộ thu đông cho bố em có bộ kéo khóa thôi chị. Mã lên đơn cho em luôn là gì ạ? Đèn lồng công chúa Elsa và kèm số điện thoại. Cái này kể cả hết trung thu các con đặt vào bàn học, đặt vào tủ. Các con tết tóc mặc váy cho búp bê xinh chưa? Có 58.000 thôi. Lên đơn là đèn lồng công chúa Elsa kèm số điện thoại cho em cùng đầy hình. Hôm nay nhiều hình lắm. Các chị lên đơn cho em là mũ kèm số điện thoại cho em nhé. Rồi bây giờ em lên cho các chị gái luôn cái mã gì nhỉ? Tất 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 này cho các bạn từ 0 tuổi. 0 tuổi cho đến 0 tuổi cho đến tầm các bé tầm 1 tuổi rưỡi 2 tuổi thôi nhá. Cái tất nó tất dày cho bé. Đây này các chị nhìn này, cái tất của nó này, tất cổ này. Chị xinh lắm, mã này lên đơn ạ. À, áo gió nam em có nha chị Nguyễn Thêm. Mã này lên đơn cho em luôn là xả bao nhiêu? Hả? Xả 32 kèm số điện thoại cho em. Em bán cho mọi người 48.000 đồng 10 đôi. 10 đôi là 5 set này, 1 này, 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. Ôi thôi chết bỏ mẹ, sao cái này lại có 6 set này anh? 1, 2, 3, 4, 5. Sao cái này có những tận 6 set? Anh xem những cái set khác có 6 set không? 48.000 đồng một set. Mã hàng lên đơn là xả 32 kèm số điện thoại cho em. Xả 32 kèm số điện thoại cho em. 48.000 đồng các chị em nhé. Hàng siêu dày, cái cổ này nó siêu bền luôn. Đó, mọi người nhìn này. Xinh lắm, tất như một cái đôi giày luôn. Tất này như một cái đôi giày luôn. Mã hàng đèn lồng Elsa ok chị Hoa Trần. Bộ thu đông cho bé 32 cân em không có đâu chị Hương Hiền. Mã hàng này lên đơn là xả 32 kèm số điện thoại nhé. Xả 32, anh xem ở ngoài đấy xem là một set của nó bao nhiêu đôi. Xả 32, hôm nay cứ lấy cả set rồi đúng không? Xả 32, 48.000 đồng một set. Nhìn hộ em ngoài đấy một set là 12 đôi hay một set 10 đôi vậy? Xả 32, 48.000. Xả 32, 48.000 đồng kèm số điện thoại cho em. Một set chắc 12 đôi rồi. Thảo nào em thấy to thế. Một set là 12 đôi ấy các chị yêu ạ. 48.000 đồng 12 đôi tất đấy.
Được chưa? Mã này lên đơn cho là tất kẻ kèm số điện thoại cho em. Cũng 48.000 đồng 10 đôi. Cũng 48.000 đồng 10 đôi nhá. Mã lên đơn là tất kẻ của bé và kèm số điện thoại cho em. Xả 32 là 48.000 đồng 12 đôi đấy. Một set là 12 đôi đấy các chị yêu ạ. Đây một set của nó sẽ như này. Một set của nó sẽ là như này. Một set là 12 đôi đấy. 2 tuổi đeo vừa nha chị ơi. Mã hàng này lên đơn cho em là diện xả 32 kèm số điện thoại cho em. Xả 32 kèm số điện thoại. Ok chị Thanh Nguyễn, Thanh Nguyễn có xả 32 này. Tất 2 tuổi đeo vừa. Chị Quách Lan Anh xả 32 48.000 đồng 12 đôi chứ không phải 10 đôi em nhầm. Em tưởng 10 đôi nhưng mà của nó một set là 12 đôi đấy. Lên đơn cho em là xả 32 cách số điện thoại cho em. Xả 32 cách số điện thoại cho em xin thêm 2 cái cuộn giấy vệ sinh nữa đi anh ơi. Xả 32 cách số điện thoại cho em là ok lên đơn. Ok chị Mỹ Hạnh xả 32 này. Chị yêu là cho xả 32 nữa không? Lên giúp em là xả 32 kèm số điện thoại nhá. Xả 32 kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Xả 32 kèm số điện thoại là ok lên đơn này. Hôm nay chị nào không chốt được cái ga chống thấm xịn kia em thấy tiếc lắm. Nhưng mà tại vì số lượng nó ít. Chị Thúy Triều có xả 32 luôn, chị Huyền Trang có xả 32 luôn. Các chị lên đơn là xả 32 kèm số điện thoại. Xả 32 kèm số điện thoại cho em bán cho các chị gái có bao tiền ạ? Em bán cho các chị gái có cho em xin 2 bịch giấy vệ sinh nữa đi. Em bán cho các chị có 48.000 12 đôi mà 48.000 12 đôi. Ok chị Trâm Nguyễn xả 32 này. Chị yêu là chốt xả 32 comment lên cho em là xả 32 kèm số điện thoại nhé. Xả 32 kèm số điện thoại cho em. Tiếp tục lên cho em giấy vệ sinh. Chị nào dùng giấy vệ sinh thì cho em xem xin một cái feedback này. Chị yêu nào dùng giấy vệ sinh rồi cho em xem xin một cái feedback lên đây nào. Mã này lên cho các chị luôn là xả 33 đi, còn đa số màu cam thôi. Xả 33 74k. Xả 33 kèm số điện thoại. Cặp lồng chị Thùy Trang Vũ, cặp lồng 3 tầng này là 49. Cặp lồng 3 tầng là 49.000, cặp lồng 4 tầng là 59.000, cặp lồng 4 tầng là 59.000, cặp lồng 3 tầng là 49.000. Lên đơn là cặp lồng kèm số điện thoại cho em. Dạ ok chị An Nguyễn có luôn. Chị Trâm Nguyễn có rồi. Mã này lên giúp em là cặp lồng 3 tầng và cặp lồng 4 tầng cho em. 49.000 và 59.000. 49.000 đồng và 59.000 đồng nhá. Chị yêu nào chốt cặp lồng lên đơn là cặp lồng kèm số điện thoại cho em. Rồi tiếp tục lên cho các chị luôn. Áo ngực còn không chị? Còn nhưng còn toàn xây nhỏ thôi. Đây các chị lên đơn là giấy vệ sinh và kèm số điện thoại cho em nhá. Bán cho mọi người với giá là 99.000 đồng 3 bịch giấy vệ sinh hàng công ty. Lên đơn giúp em mã này là giấy vệ sinh và kèm số điện thoại. Ok chị Thùy Trang cũng có cặp lồng luôn này. Giấy vệ sinh 99.000 đồng. Các chị em mình có 3 bịch như thế này. Hàng của nó cuộn của nó to như thế này các chị em nhé. Đây này. Cuộn của nó to như thế này chứ không phải cuộn bằng cái nửa cái gang tay của em đâu nhá. Được chưa? Lên đơn cho em mã này là giấy vệ sinh và kèm số điện thoại cho em. Ok chị Đỗ Hường này cho em xin lại cái tất kia nè anh ơi. Mã này lên à đây. Tất đây chị ơi. À đâu nhỉ? Cái mã này lên đơn cho em luôn. Ok chị, lên đơn cho em ạ. Ok chị Trần An Nhiên xả 32. Mã này lên đơn là giấy vệ sinh 99.000 đồng 3 bịch. Chị Hương Hiền đợi em một tí này. Lên đơn cho em mã này là giấy vệ sinh cặp lồng ga chống thấm của em là tùy theo. Giấy vệ sinh em bán là 99.000 đồng. Các chị em mình có 3 bịch luôn. To như thế này. Mà hàng này dùng dai sướng lắm nhá. Toàn bộ là hàng đặc ruột không nõi. Được chưa? Lên đơn cho em mã này là giấy vệ sinh và kèm số điện thoại cho em. Toàn bộ hàng của công ty. Được chưa? Thảm xốp đi á chị. Ok chị gái luôn này. Coi đèn trung thu ok chị Nam Khanh. Xem đèn trung thu người nhện á. Đèn trung thu người nhện là cái mã nào đấy? Là cái mã này à? Cái này lên đơn là đèn bé trai kèm số điện thoại cho em. Hình này là hình người nhện nè. Máy bay. Cái này lắp pin vào xong là nó chạy nhá. Lắp pin vào nó chạy mầm như này này. Được chưa? Lên đơn là đèn trung thu. Đèn lồng người nhện kèm số điện thoại cho em. Cái này là đèn lồng người nhện xanh. Chị em chả phân biệt được đâu. Nhắn lên đơn cho em giấy vệ sinh 99.000 đồng 3 bịch. Chị ơi 99.000 đồng 3 bịch. Thực ra là các chị đi ra tạp hóa mua một bịch này nó là 65.000, 70.000 đồng một bịch. Cho em bán 99.000 đồng 3 bịch. 99.000 đồng 3 bịch nhá các chị em nhá. Chạy số lượng thôi. Lên đơn cho em mã này là giấy vệ sinh kèm số điện thoại. Cho em xin lại cái tất kia cho chị Đỗ Hường chị xem lại này. Hả? 68 cứ 68.000 một set đấy là 12 bịch đấy. Nào các chị lên đơn cho em mã này luôn. Đây các chị ơi, đây là xả 32 của em luôn này. Là 48.000 đồng một set 12. Một set này là 12 đôi ấy. Một set này của em là 12 đôi nhá. Một set này là của em là 12 đôi để lên đơn cho em mã này luôn. Đó. Mã này lên đơn là xả 32 kèm số điện thoại.
xả 32 kèm số điện thoại. Ok chị Dung, nò giấy vệ sinh, chị Hoa Trần giấy vệ không bán một bịch. Còn tất hoa cúc không em, em còn tất hoa cúc lên đơn là tất hoa cúc kèm số điện thoại cho em 38.000 đồng 10 đô. Mã lên đơn là xả 32 nhé. Xả 32 một bịch này. Một bịch như này là 12 đôi. Một bịch như này là 12 đôi. Em bán cho các chị yêu là 48.000 12 đôi tất cho bé hàng cổ cao. Lên đơn cho em mã đấy nhá. Ok chưa nào mọi người ơi? Tất hoa cúc còn không anh ơi? Còn ít phải không? Tất hoa cúc còn ít phải không anh? Mã này các bác lên đơn cho em luôn là dầu tràm Huế nhá. Dầu tràm kèm số điện thoại cho em. Dầu tràm kèm số điện thoại cho em là 45.000 đồng một chai. Các chị lên đơn là dầu tràm kèm số điện thoại nhá. Dầu tràm và kèm số điện thoại cho em 45.000 đồng một chai. Chị yêu nào chốt tốt tất hoa cúc mình lên đơn là tất hoa cúc cho em 38.000 10 đôi tất hoa cúc. Cái này là tất cổ ngắn. Chị em mình đi 10 đôi 10 màu. 10 đôi 10 màu. Tất hoa cúc và kèm số điện thoại cho em. Tất 60 tuổi em có nha chị Dung nò. Lên đơn cho em mã này luôn là tất hoa cúc và kèm số điện thoại cho em. Tất hoa cúc và kèm số điện thoại cho em nhé. Em bán các chị là 38.000 đồng 10 đôi tất. 38.000 đồng 10 đôi tất hoa cúc. Comment lên đây cho em là tất hoa cúc và kèm số điện thoại. Comment lên đây cho em là tất hoa cúc và kèm số điện thoại cho em. Tất hoa cúc và kèm số điện thoại cho em nhé. 38.000 đồng các chị em được 10 đôi tất. 38.000 đồng 10 đôi tất. Nào lên cho các chị bộ súp này đi. Bộ súp cho bé trai. Đẹp lắm, size của nó size từ 12kg đến size 18kg. Bộ này cực kỳ đẹp luôn, em bán 74.000. 74.000 bộ này. Giấy vệ sinh ok chị Trần Thị Yến này. Các mã này lên đơn cho em luôn là cái gì nhỉ? Xả 33 kèm số điện thoại cho em. Bộ hàng Quảng Châu. Hàng Quảng Châu chất liệu là hàng da cá tàu. Lên đơn cho em mã này luôn. Cho chị xem lại tất hoa cúc được không? Em vừa lén ra ngoài đợi em tí. Áo kẻ sau lưng là 49.000 tất hoa cúc cho chị Thúy Triều. Các chị lên đơn cho em mã này xả 33 kèm số điện thoại cho em. Bán cho các chị gái với giá bao tiền ạ? Xả 33 và kèm số điện thoại cho em 74k. Ui đẹp lắm luôn các chị yêu ạ, 74.000 đồng một bộ. Lên đơn cho em mã này là tất hoa xả 33 kèm số điện thoại cho em còn nguyên màu cam thôi. Ok chị Hoa lò tất hoa cúc thì chờ Hoa Trần là gì ạ? Là dầu tràm. Xả 33 cho chị Yến Hoàng 18 cân đẹp lắm chị ơi, có 74.000 thôi. Hàng đấy là hàng gì ạ? Da cá tàu nhá. Các chị em nhìn này, hoa tất hoa cúc của em là 10 đôi là 10 màu. 10 đôi là 10 màu tất nhá. 10 đôi là 10 màu tất. Được chưa ạ? 38.000 đồng 10 đôi lên đơn cho em mã này. Rồi ok chị gái Yến Hoàng luôn. Đây em ra em lên cho các chị mã xả 34 thanh lý lốt 48.000 đồng một bộ. Xả 34 còn nguyên màu đỏ thôi, bộ này bộ của em đang mặc. Xả 34 kèm số điện thoại cho em là ok lên đơn nhá. Em bán các chị yêu là 48k. Em bán cho các chị yêu là 48.000. Chị yêu nào chốt lên đơn là xả 34 này. Xả 34 bộ này chị yêu nào mua rồi cho em Trang xin một cái feedback này. Mặc nhẹ như không luôn ý. Mặc nhẹ như không mặc luôn ý chị em ạ. Xả 34 có đủ size các chị em mình đến 63-64 cân. Được chưa ạ? Xả 34 kèm số điện thoại cho em mẫu này em còn nhiều. Em thanh lý lốt là 48k. Mã hàng xả 34 kèm số điện thoại cho em hàng thể thao. Chị yêu nào chốt xả 34 lên đơn là xả 34. Chị lại đi mới có tất hoa cúc ok chị Trần An Nhiên. Còn đồ bộ của mình mặc không đây chị Thùy Trang Vũ lên cho em ạ. Bộ em mặc còn màu em không có nha chị Nhung Vũ lên cho em mã này là xả 34. Em bán 48.000 đồng. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng cho em đẹp cực kỳ luôn. Không bai xù không dã vải mà mặc cực kỳ nhẹ nhá. Cái chỗ này nó còn có một đường đi eo này. Tạo cho bụng mình nó bé đi dáng thể thao ấy. Các chị nhá lên đơn cho em mã này là xả 34 kèm số điện thoại cho em. Tất hoa cúc chị yêu nào chốt tất hoa cúc comment lên là tất hoa cúc kèm số điện thoại. Xả 34 là bộ em đang mặc đúng không? Tất hoa cúc kèm số điện thoại cho em là ok lên đơn này. Các chị lên đơn cho em mã này tiếp này. Mã này lên cho mọi người luôn là ấm siêu tốc 79k. Comment cho em là ấm siêu tốc kèm số điện thoại. Áo kẻ đây, đây áo kẻ sau là vừa nãy là mã gì nhỉ anh ơi? Áo hoodie của bé này, bé nào cũng thích luôn. Riêng cái mẫu này bé trai bé gái mặc đều xinh. 49.000 mã này. Mã này là xả bao nhiêu anh nhỉ? Hả? Ừ. Xả 25 kèm số điện thoại cho em, xả 25 và kèm số điện thoại em bán cho các chị em nhà mình với giá là 49k, đủ size từ 17kg cho đến 30kg, mã hàng xả 23, à xả 25, xả 25 và kèm số điện thoại, bộ súp là 74.000, xả 25 và kèm số điện thoại cho em 49.000, xả 25 nhé, chị yêu nào chốt xả 25 comment giúp em là xả 25. Xả 34 ok chị gái này, khăn mặt còn không chị? Còn nha chị ơi, lên là khăn mặt hàn kèm số điện thoại 49.000 đồng 5 chiếc. Nhưng mà khăn mặt hàng nhà em là hàng loại 1 luôn, đảm bảo các chị yêu nhá. Được chưa? Dày mịn lắm luôn. Xả 25 30 cân ok chị Anh Vũ có 49.000 thôi. Không chị hỏi bộ bé trai ý, bộ bé trai của em là bộ tặng bé. Chị ơi bộ bé trai của em là bộ tặng bé nhá. Bộ tặng bé là 29k.
Bộ tặng bé của em là 29.000 đồng ạ. Các chị lên đơn cho em mã này luôn. Còn mã giày là có thể lên được không anh nhỉ? Mã này các chị gái lên đơn cho em luôn. Ôi tôi chơi tối hôm nay là cuối tháng mà quên. Xả 25 30 cân ok chị Dung Lò này, các chị lên đơn cho em mã này luôn. Là gì ạ? Ấm siêu tốc và kèm số điện thoại cho em. 79.000. Ấm siêu tốc 79k kèm số điện thoại nhá. Chị yêu nào chốt ấm siêu tốc comment lên đây cho em là ấm siêu tốc và kèm số điện thoại cho em 79.000 đồng. 79.000 đồng một ấm siêu tốc nha các chị yêu nha. 79.000 đồng một ấm siêu tốc. Lên đơn là ấm siêu tốc và kèm số điện thoại. Được chưa? Ấm siêu tốc và kèm số điện thoại cho em này. Cúp vào cho vợ đi này. Ấm siêu tốc kèm số điện thoại, khăn mặt thì các chị comment lên đây là khăn mặt hàng kèm số điện thoại cho em. Xả 25 hết size to rồi chị nhá. Chỉ còn size từ 17 đến size 30 cân thôi. Lên đơn cho em mã này là khăn mặt hàng. Đây các chị nhìn này. Toàn bộ hàng có viền nhá. Khăn mặt hàng kèm số điện thoại cho em. Ôi, khăn mặt hàn ạ. 49.000 đồng mở 5 chiếc, lên đơn là khăn mặt hàn kèm số điện thoại cho em. Khăn mặt hàn và kèm số điện thoại cho em, mua cả set khăn mặt về dùng cho cả gia đình. Khăn mặt hàn kèm số điện thoại cho em 49.000 đồng 5 chiếc hàng khăn mặt hàn. Hàng khăn mặt xếp hàng, lên đơn là khăn mặt hàn và kèm số điện thoại cho em. Đây tất cả của bé này, size này cho các bé từ 6 tuổi đến 10 tuổi dùng ok. Lên đơn cho các chị luôn là tất cả của bé và kèm số điện thoại cho em. 48.000 đồng 10 đôi. 48.000 đồng 10 đôi tất cả bé. Được chưa? Khăn mặt hàn ok chị gái luôn, xả 25 cho chị Hưng Hiền. Còn cuốn chip bé gái em còn nha. Ok chị Thủy Triều, ok chị Hiền Minh Nguyễn luôn ạ. Mã này các bác lên đơn cho em luôn là gì ạ? Tất cả bé kèm số điện thoại cho em. 48.000 đồng một set 10 đôi. 48.000 đồng một set 10 đôi. Ok chị Vi Huyền Trang này. Gộp đơn này. Gộp đơn nữa. Ok chị gái luôn nhá. Mã này lên giúp em là tất cả bé kèm số điện thoại. 48.000 đồng 10 đôi. 48.000 đồng các chị em có một lố luôn 10 đôi nhá. Lên đơn là tất cả bé kèm số điện thoại. Cái mã này các bác lên đơn là bàn chải 4K kèm số điện thoại cho em. 4.000 đồng một cái bàn chải. 4.000 đồng một cái bàn chải hàng than tre hoạt tính nhá. Ok chị Hoa Trần, tất cả bé không bán 5 đôi đâu chị ơi, tất cả bé đi 48.000 đồng 10 đôi. Ok chị hàng giàu có luôn, cho mình xem lại xét khăn mặt hàn, đợi em tí nhá. Các chị lên đơn cho em mã này. Ok chị gái Phương Thảo Tâm này, khăn mặt hàn đó chị Đỗ Hường này, các chị lên đơn cho em mã này luôn nè. Bàn chải bé, bàn chải người lớn 4K. Được chưa? Comment cho là bàn chải người lớn 4K, các chị mua bao nhiêu cũng được. Cái này giá niêm yết của nó là 32.000 đồng cơ. Cái này giá niêm yết của nó là 32.000 đồng một cái. Được chưa? Em bán cho các chị yêu là 4K một cái nhá. 4K một cái này ạ, hàng là hàng than tre hoạt tính, lông này siêu mềm, lông bàn chải siêu mềm, đánh không bao giờ lo bị chảy máu lợi, chảy máu chân răng. Ok cho mọi người lên đơn cho em mã này luôn là bàn chải người lớn và kèm số điện thoại cho em 4.000 đồng một chiếc, 4K. Bàn chải 4K kèm số điện thoại cho em cứ 4.000 đồng một cái. Đi ra ngoài tạp hóa mua rẻ nhất cũng là 33 cũng là 10 đến 15.000 đồng mà cái lông bàn chải của nó cứng nhắc ra đúng không ạ? Mà cái lông bàn chải của nó siêu cứng. Cho em xin cái áo hip hop đi anh ơi. Cái áo hip hop có size đến 35 cân đấy. Bây giờ em lên cho các chị mã này. Đơn gọi lúc trưa đã đi rồi. Chị ơi, cứ gọi rồi là đi rồi. Cứ bên em gọi rồi là bên em đi rồi. Bên em còn nhiều mã bộ lắm. Bên em còn nhiều mã bộ cho chị em lắm. Mã này lên tất cả 17 cân vừa không? Tất cả 17 cân này sợ hơi rộng. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là chip. Chip 3D kèm số điện thoại cho em. Chip 3D. Chip 3D của bé nhá. Size từ size 10kg đến size 30kg. Chip 3D kèm số điện thoại cho em. 95.000 đồng 10 quần. 95.000 đồng 10 quần chip 3D. Comment cho em là chip 3D. Cái này là dạng chip đùi, các con mặc được 4 mùa quanh năm. Mặc trong làm quần váy cũng được. Mua đèn trung thu đi. Cảm ơn chị Minh Đạt. Bàn chải 4K ok chị gái. Bộ em mặc có quần không có quần ngố á. Còn hộp màu mượt có nha chị Hoa Nò. Lên cho em là hộp màu kèm số điện thoại cho em. Hộp màu kèm số điện thoại. Ok chị An Nguyễn năm bàn chải bé. Ok chị Huỳnh Ngọc Thúy xả 32. Lên cho em mã này là hộp màu kèm số điện thoại 65.000 đồng ạ. Bàn chải ok chị Thiện Chế luôn ạ. Cái mã này các bác lên đơn là chip 3D kèm số điện thoại 10 cân đến 30 cân. 10kg đến size 30kg. Mã lên đơn cho em là chip 3D và kèm số điện thoại cho em. Chip 3D cho em xuống chặt cho em cốc sữa đi. Chip 3D kèm có ok chị. Ok chị Hiền Minh Nguyễn nhá. Lên cho em là chip 3D kèm số điện thoại cho em. 95.000 đồng 10 quần, hàng chất cốt tông 100%. Chip 3D và kèm số điện thoại cho em này. Bàn chải bé lên rồi. Bàn chải bé 4K. À bàn chải người lớn 4K. Hả? Hả? Chưa gì đâu. Ở trong tủ em mua cái sữa gì này. Sữa lọ đấy. Chip 3D kèm số điện thoại cho em. Các chị mua dùng cho các con dùng mùa hè, mùa thu, mùa đông. Cái này mùa hè các con không cần phải mặc quần váy nữa. Cái này mùa hè mặc làm gì quần váy nữa. Mặc cái chip đùi này rồi. Mà nói chung ấy, các con dưới tầm dưới 25-30 cân thì các chị lên mặc cho bé chip đùi. Đừng mặc chip tam giác làm gì nó ôm nó sát.
được không ạ? Đừng mặc cho em chip đùi, đừng mặc cho em chip kia làm gì. Cứ lên đơn cho em là chip 3D kèm số điện thoại cho em chip đùi. Được chưa ạ? Chip 3D kèm số điện thoại, khăn mặt hàn, ok chị Trần Thị Yến, ok chị Hiền Minh Nguyễn này. Có cây lau nhà không chị? Cây lau nhà như em không nhớ là còn không ạ? Chip 3D ok, hộp màu cho chị Hoa Lò, ok chị gái luôn. Cho chị coi áo khoác, ok chị Trần Niềm, đợi em tí, áo khoác em vừa lên xong. Có đủ màu luôn đấy chị. Áo khoác đấy có hồng, có tím, có vàng. Chip 3D và kèm số điện thoại cho em là ok lên đơn nhá. Bây giờ em lên cho các chị một cái mẫu áo này gọi là siêu đẹp luôn ấy. Thực sự luôn. À đây là bộ hip hop à hay là áo đây không biết này. Áo hip hop. Anh ơi đây không phải là mẫu đại đâu, hôm nọ còn có một mẫu hip hop đại nữa cơ. Mẫu hip hop, áo hip hop chip 3D 30 cân có size. Cặp lồng đằng sau chị Hoàng Nga, cặp lồng đằng sau là 49.000 và 59.000. Ok chị nhím xù có chip 3D, nhớ để chế độ theo dõi page. Ê em nhìn thấy nhiều chị mình chưa có logo là người chia sẻ quá. Mình quay ra chia sẻ để em xin phép gửi tặng đến các bé một gì ạ? Em xin phép gửi tặng đến các bé một chiếc váy tiếp theo. Các chị yêu mình chia sẻ livestream để em tặng quà tiếp nào. Đơn chiều nay gọi đi chưa? Chị ơi hình như em không biết được, chị Thanh Lượng không nhớ là đơn của chị đã đi chưa nhỉ? Chị cứ để lại số điện thoại đi, ngày mai bên em gọi điện lại nhá. Nếu mà chưa đi, các bạn trừ khi các bạn gọi muộn thì chưa kịp đi thôi. Còn đâu mà các bạn gọi sớm rồi là các bạn nhặt đơn đi luôn ạ. 10 cái giá bao nhiêu? Chị Kim Thanh ơi hỏi cái gì 10 cái nhỉ? Chip 3D là 95.000 đồng 10 chiếc, 95.000 đồng 10 chiếc chị nhá. 95.000 đồng 10 chiếc chip 3D. 95.000 đồng 10 chiếc chip 3D có khoác mũ người lớn không chị? Em có nha chị ơi. Số ok chị Hoa Lò có chip 3D luôn này. Các chị vừa nãy chị yêu nào mình hỏi lại cái mã này, em lên lại xong em xin qua mã khác nhá. Cho em xin cái mã này đi. Cái áo gió này này, hai mẫu đấy. Hai mẫu hai lần. Mỗi chị yêu nhấn cho em xin một lượt chia sẻ nữa nào. Em tặng váy cho bé nhá. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là gì nhỉ? Xả bao nhiêu nhỉ? Chưa bao giờ em tặng ảo một cái gì đâu ạ. Ok chị gái luôn nhá. À, bên trong inbox không thấy trả lời vậy chị Hoàng Nga. Chị vừa inbox cho em bấm cho chị như thế là chị phải biết là em đang like chứ chị. Các chị ơi bây giờ các chị vừa inbox cho em như thế là em đang like, em không trả lời được đâu. Các chị nhá, mà tối không nhà em không có ai làm. Cái mã này lên ok chị Kim Thanh được nha chị ơi. Mã này lên đơn cho em luôn là gì nhỉ? Mã này lên đơn cho em là xả bao nhiêu? Màu tím. Màu tím, màu hồng không đẹp các bác trả về 119.000 đồng một chiếc. 119.000 đồng một chiếc, mã hàng này lên đơn cho em luôn. Xả bao nhiêu đây? Xả 21 kèm số điện thoại cho em. Xả 21 17 đến 27 cân. Xả 21 17 đến 27 cân nha. Chị yêu nào chốt xả 21 lên đơn là xả 21. Màu này của em là màu vàng nha. Màu vàng, màu tím và gì ạ? Màu hồng có từ 17 đến 27 cân. Mã hàng xả 21. Xả 21 áo này đẹp cực kỳ luôn, 119.000. Mã hàng xả 21 kèm số điện thoại cho em. Xả 21 và kèm số điện thoại nào. Tiếp tục lên cho các chị áo hip hop cho bé trai. Size từ size 27 cân. Cái này là hai mẫu nha. Size từ size 27kg đến size 35kg. Size từ size 27kg đến size 35kg lên đơn cho em mã này. Mình đang hỏi cặp lồng bên trong có. À có chứ, có inox đây. Đây mọi người ơi. Nhựa thì làm sao các chị để đồ ăn nóng được. Nhựa làm sao để đồ ăn nóng được mọi người. Được chưa? Lên đơn cho em là cặp lồng kèm số điện thoại cho em nha. Cặp lồng kèm số điện thoại cho em. Bán cho các chị yêu là 49.000 cặp lồng 3 tầng, 59.000 cặp lồng 4 tầng. Lên đơn là cặp lồng và kèm số điện thoại cho em là ok. Áo hip hop ok chị Lan Anh Nguyễn. Áo hip hop có size 18, không có size 18. Áo hip hop từ 25 đến 35 cân. Em bán 85.000 đồng. Cái hàng này là hàng đắt nha. Nói luôn hàng này nó hơi đắt một chút. Em nhập vào em cũng đắn đo. Anh ơi cho em xin một cái móc kia đi anh ơi. Áo hip hop kèm số điện thoại cho em. Lên cho các chị luôn là áo hip hop đi. Áo hip hop kèm số size, kèm số điện thoại cho em. Đang thử quần áo, vừa mua nhà bác Trang cho bọn trẻ con. Thế à chị Đỗ Hường. Inox đúng rồi. Lên đâu là áo hip hop kèm số điện thoại kia kìa. Áo hip hop kèm số điện thoại cho em. Ôi đẹp quá. Size từ 25 đến size 35 cân. Em treo lên cho mọi người một cái cho các chị mê nhá. Có cái móc gỗ cái đây. Anh, đây. Áo hip hop kèm số điện thoại cho em. Đấy chứ là 85.000 đồng. Hàng da cá tàu size đại cổ nên nó đắt. Mẫu này đúng là nó hơi đắt một chút nha. Chợ lên đơn cho em luôn là áo hip hop. Cái mẫu này thì đảm bảo các bé 100% các con rất là thích luôn. Áo hip hop kèm số điện thoại cho em. Cho mình một cặp lồng 4 tầng 59 nhé. Ok chị Hoàng Nga. Áo hip hop cho chị Lan Anh Nguyễn. Ok chị gái luôn này đẹp quá. Áo hip hop màu xanh, màu đỏ, màu cam, màu ghi, màu lâu. Xanh, đỏ này, ghi, cam, lâu. Ghi
màu ghi màu xanh, màu xanh nhạt, ghi xanh đỏ này, cam này. Các chị lên đơn là áo hip hop kèm số điện thoại cho em xem một cái mẫu thôi nhá. Lên đơn giúp em là áo hip hop và kèm số điện thoại cho em. Báo cho các bác luôn này, màu lâu nữa này. Áo hip hop và kèm số điện thoại cho em nhá. Size từ size 25 cân cho đến size 35, cho đến size 35 cân. Bán cho mọi người với giá là bao tiền? 37 cân, nếu mà cao thì vừa chị ơi. Áo hip hop này đẹp lắm luôn. Màu nào lên cũng đẹp. Ok, áo hip hop cho chị Hưng Hiền, áo hip hop cho chị Hoa Trần. Đây em đặt thử một cái xem nào. Áo hip hop kèm số điện thoại cho em. Bình thường cứ em chốt đến các bé 35, 37, 35, 37 cân này. Đó, mọi người nhìn này. Là em phải mặc vừa em mới dám chốt đến 35, 37 cân đấy các chị tưởng này. Đó. Đó, mọi người thấy chưa? Áo hip hop và kèm số điện thoại cho em 35, 36 cân đổ về nhá. Các chị yêu nhá, 35, 36 cân đổ về. Chưa? Áo hip hop và kèm số điện thoại cho em 85.000 đồng một chiếc. Áo khoác mỏng có không chị? Có nha chị Kim Thanh. À còn cái áo nào à? Chị yêu nào chốt áo hip hop lên lên đơn là áo hip hop và kèm số điện thoại cho em. Áo hip hop và kèm số điện thoại cho em nhá. Áo hip hop kèm số điện thoại cho em. Ok chị Dung nào áo hip hop và chị yêu nào chốt áo hip hop nữa không? Lên là áo hip hop kèm số điện thoại cho em. Rồi bây giờ em tặng quà cho các bé nhá. Bây giờ xin phép là chị yêu nào chưa chia sẻ mình quay ra mình chia sẻ cho em. Thật ra em cũng chẳng biết là sẽ bán thêm cho các chị cái gì đâu, nhưng mà em vẫn cứ tặng quà thôi nhá. Vẫn cứ tặng quà thôi. Hôm nay là tặng hai chị rồi. Đầu like là tặng gì? Cặp sách này, tặng đèn lồng rồi. Bây giờ xin phép tặng một cái váy. À, áo hip hop này đẹp quá mà lại của con trai. Đúng rồi, của con trai chị ơi. Của con gái có mẫu đấy mà. Của con gái có mẫu mà. Mỗi chị yêu nhấn cho em xin một lượt chia sẻ lên trang cá nhân, hai lần lên hội nhóm cho em nhá. Chị yêu nào chia sẻ rồi các chị comment lên đây để em tặng cái váy này cho các bé luôn. Tặng váy này giá 0 đồng cho bé luôn nhá. Tặng váy giá 0 đồng cho các bé. Cho em xin cốc nước, à cốc sữa gì đấy anh ơi. Áo hip hop ok chị Toàn Nguyễn luôn này. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Chị Toàn Nguyễn hôm nay chốt cái quần này chưa? Cái quần này chốt được này, xả 20 này này. À xả 2 mấy nhỉ? Cho em xin quần jean của bé đi anh ơi. Cho em xin quần jean của bé. Chị nào chia sẻ rồi các chị chấm bài đi để các chị chơi chuẩn bị chơi mini nhận mini game. Chuẩn bị nhận mini game cho em. Ok chị Hoàng Lan đã chia sẻ này, chị Ba Trương đã chia sẻ, chị Ngọc Lam đã chia sẻ. Ok chị yêu luôn này. Chị yêu nào chia sẻ rồi các chị chấm bài lên giúp em. Chị Tuyết Nguyễn đã chia sẻ này, chị Lê Thương đã chia sẻ. Ok này, các chị chấm bài trước khi chơi mini game cho các chị khỏi bị ăn comment nhé. Chấm bài trước khi chơi mini game. Ok chị Tuyết Nguyễn có, chị Tuyết Nguyễn đã chia sẻ này. Chị Trần An Nhiên ok chị gái luôn này. Ok chưa ạ? Rồi, bắt đầu tặng quà nha các bác ơi. Chị yêu nào may mắn thì nhận quà thôi nhá. Chị yêu nào mình may mắn thì mình nhận quà thôi nhá. Cái này ấy, còn có các chị không may mắn thì mình hoan hỉ nhá. Các chị không may mắn thì mình hoan hỉ. Được chưa? Cái mã này các chị lên đơn cho em luôn là gì ạ? Mã này các chị lên đơn cho em luôn là cái mã này lên đơn cho em là yêu yêu em Trang gạch ngang số điện thoại cho em. Yêu em Trang, quần mã bao nhiêu shop đợi em tí. Yêu em Trang gạch ngang số điện thoại game chị yêu thứ 2. Em xin phép hôm nay là ghim chị yêu thứ hai mã yêu em Trang gạch ngang số điện thoại cho em. Yêu em Trang gạch ngang số điện thoại. Anh ơi cái quần này là mã bao nhiêu nhỉ? Quần cốt tông này này. Yêu em Trang gạch ngang số điện thoại ghim chị yêu thứ hai luôn. Hả? Xả 20 kèm số điện thoại. Cái này nó có mấy kiểu logo theo nhá. Xả 20 kèm số điện thoại cho em. Yêu em Trang gạch ngang số điện thoại. Chị Linh Lan lên đầu tiên. Ok chúc mừng chị gái Huyền Trang lên thứ hai. Anh Hùng ghi tặng cho chị Huyền Trang. Tất cả quà tặng nhà em đều được ghi tên trực tiếp nha các bác nha. Đây cái mẫu này em có size đến 37 cân này. Mẫu quần này em có size từ 20 cân đến 37 cân. Lên đơn cho em mã này luôn. Mã này lên thôi đừng lên bộ đấy nữa. Mã này lên cho mọi người luôn là gì ạ? Mã này các bác lên đơn cho em luôn là xả 20 kèm cân nặng kèm số điện thoại nhá. Xả 20 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em.
xả 20 kèm cân nặng kèm số điện thoại. Em bán cho mọi người với giá là bao tiền ạ? 39k. Chị Duy Tông comment cái gì kia? Ơ sao chị Duy Tông trên kia thấy nhảy mà ở đây không thấy nhảy comment này. Ở trên máy chủ có thấy comment của chị Duy Tông viết dài dài. Hôm nay bị ẩn comment lắm. Em đọc ở trên máy này bị ẩn comment lắm mọi người ạ. Em gửi áo hip hop chưa? Ok chị Duy Thông ơi, cứ gọi điện chốt đơn rồi là đi đơn rồi ạ. Mã này lên giúp em là xả 20. Em bán là 39.000. Size đại cho bé. Mẫu này bé trai bé gái mặc đều yêu cả luôn. Được chưa? Mẫu này bé trai bé gái mặc đều yêu cả. Mã hàng xả 20 kèm số điện thoại nhá. Xả 20 và kèm số điện thoại cho anh. Em bán cho mọi người với giá là bao tiền ạ? Xả 20 39k. Hàng này là hàng da cá tàu đấy ạ. Dày, mịn. Vừa nãy rơi hết rồi. Xả 20 kèm số điện thoại cho em. Vừa nãy em lên rồi. Cái mẫu công chúa biết múa đấy thì xả 20 kèm số điện thoại này. Cái kia công chúa chào đấy. Em vừa rơi một lần rồi. Xả 20 kèm số điện thoại cho em. Cho em xem lại đèn lồng nhé. Chị Tha Hương thanh toán ok chị gái luôn. Xả 20 cho chị Toàn Nguyễn. Áo khoác đi chị Kim Thanh ơi, áo khoác gió của mình hay của bé. Mã hàng xả 20 giờ mới xem được. Ok chị gái luôn này. Đèn lồng của nhà em các chị lên đơn cho em luôn này. Nhiều mẫu đèn lồng lắm. Đèn lồng công chúa Elsa kèm số điện thoại có hồng xanh. Đèn lồng công chúa Elsa kèm số điện thoại cho em. Đèn lồng công chúa Elsa và kèm số điện thoại nhá. Em lên đơn cho mọi người 59k. Đây thôi bỏ, cứ bỏ cái dây lên được. Đèn lồng công chúa Elsa kèm số điện thoại cho em. 58k hay 59k thì đấy. Lên đơn là đèn lồng công chúa Elsa kèm số điện thoại này. Cái này lên là đèn lồng siêu nhân bé trai nhá. Đèn lồng siêu nhân bé trai kèm số điện thoại cho em. Thật ra cái này phải lắp pin mà nó mới yêu. Bé gái 30 cân ok chị này. Có quần size 26 cân không chị? Có quần. Chị Đỗ Hương cái quần xả 20 vừa nãy có đây chị. Lên là đèn lồng bé trai kèm số điện thoại cho em này. Đây là đèn lồng Elsa có màu xanh với màu đỏ nhé. Đèn lồng Elsa có màu xanh với màu đỏ. Đấy chạm. Đèn lồng Elsa có xanh có đỏ luôn. Đấy chạm. Lên cho em mã này là đèn lồng kèm số điện thoại cho em. Không có đồ chơi bé đâu chị ơi. Em chỉ có đèn lồng thôi. Em chỉ có đèn lồng phục vụ trung thu các con thôi nhé. Chỉ có đèn lồng phục vụ trung thu các con thôi. Mã lên đơn là đèn lồng Elsa màu xanh và đèn lồng Elsa màu đỏ. Xinh lắm. Cái này lắp pin vào nó cũng chạy như vậy nhá. Lắp pin vào nó cũng chạy như thế này. Nhiều mẫu quá đẹp lắm. Chợ đèn lồng Elsa kèm số điện thoại cho em. Cái lạo còn không? Hả? Đưa xem cái màu xanh kia. Rồi, anh ơi ghi tặng cho chị Huyền Trang kia đi để em bỏ ghi đi nào. Nào tiếp tục lên cho các chị mã này luôn này. Mã này xả bao nhiêu nhỉ? Xả 36 cách số điện thoại. Xả 36 cách số điện thoại cho em. Cái này là quần Becky. Ok chị Đỗ Hường. Cái mã này lên cho các chị luôn là quần Becky nhá. Form là form Becky, chất là chất bò giấy. Em có size từ 16 đến size 30 cân. Mã hàng này xả bao nhiêu nhỉ? Xả 36 kèm size kèm số điện thoại 66.000 đồng một chiếc. Cái này là chất bò giấy nhá. Xả 36 kèm số điện thoại cho em. Xả 36 và kèm số điện thoại cho em. Chị yêu là chốt xả 36 lên đơn giúp em là xả 36. Đèn đồng Elsa đỏ dùng đơn ok chị Hoa Lò. Có 59.000 thôi, 59 đến 58.000 thôi. Mã này lên giúp em là xả 36 kèm số điện thoại. Xả 36 kèm số điện thoại cho em. 66k nhá, 66k. Được chưa? Đây này còn cái đèn lồng này là đèn lồng. Đấy, khi mà các chị muốn nó đứng im thì các chị đừng có tháo. Còn nếu như các chị tháo cái này ra này, thì là nó sẽ đi. Nó sẽ đi. Đi tít lắm. Lên đơn cho em mã này là đèn lồng. Đèn lồng bé trai. Màu xanh kèm số điện thoại cho em. Đèn lồng bé trai màu xanh kèm số điện thoại cho em là ok lên đơn nhá. Rồi còn bác là muốn hỏi thêm gì không? À xem áo bé gái 30 mấy cân đấy còn không? Lên quần bò bé trai đi chị. Chị Kim Phạm có đơn chưa nhỉ? Mã này các bác lên đơn là tẩy lồng giặt và kèm số điện thoại cho em. Một gói tẩy lồng giặt của em là 12 viên nhá. Một gói tẩy lồng giặt này là 12 viên.
Đèn lồng là 59.000 chị ơi. Lên đơn cho em mã này là gì ạ? Lên đơn cho em mã này là tẩy lồng giặt và kèm số điện thoại cho em. Tẩy lồng giặt và kèm số điện thoại cho em. Đèn lồng xinh đấy. Thực sự khi mà các con không còn chơi trung thu nữa thì các con để ở tủ ấy, các con để đâu cũng đẹp luôn đó chứ ạ. Lên đơn cho em mã này là đèn lồng công chúa Elsa và kèm số điện thoại nhá. Đèn lồng công chúa Elsa và kèm số điện thoại cho em. Dạ, còn chị yêu nào chốt cái mã này thì lên giúp em là. Mã này các bác lên là tẩy lồng giặt và kèm số điện thoại cho em, 29.000 đồng một gói nhá. 29.000 đồng các chị em mình có một gói tẩy lồng giặt luôn. Lên giúp em mã này là tẩy lồng giặt và kèm số điện thoại cho em. Tẩy lồng giặt và kèm số điện thoại 29k nhé, 29k một gói tẩy lồng. 29.000 đồng một gói tẩy lồng giặt. Chị yêu nào chốt tẩy lồng giặt lên đơn là tẩy lồng giặt. Đây em còn tầm khoảng mấy cái nồi đất điện xanh này nữa. Cái này này, các chị yêu này, nhà nào có áo phao bé gái có chị ơi. À áo phao cho bé 20 cân gái thì em chưa có, em chỉ có áo gió thôi. À, chợ còn quần dài cho bé gái lớp 1 không em? Em có chị Thảo Linh. À, quần đen à chị? Ok, đôi đấy tưởng hết hàng, hôm nọ hết. Cái mã này các bác lên đơn cho em luôn này. Là nồi điện xanh và kèm số điện thoại cho em. Xem bộ thu đông cho bé gái 10 cân nha chị. Mã này lên đơn cho các chị luôn là nồi điện xanh và kèm số điện thoại. Các chị nhá, nồi điện xanh cho em và kèm số điện thoại này. Nồi điện xanh của nhà em là size là nồi điện này là dùng để nấu gì ạ? Kho cá này, kho thịt này, nấu cháo này. Nó có mấy lớp nhá, cái này là dùng bằng điện. Các chị lên đơn cho là nồi điện xanh và kèm số điện thoại cho em ạ. Quần đen dài. Quần đen của bé gái à chị? Quần đen của bé gái lớp 1 này, còn đâu nhỉ? Ok, đôi đẹp. Có nhiều không? Mã này các bác lên đơn cho em luôn. Ok chị Ngọc Lam. Các chị lên đơn cho em mã này là nồi điện xanh và kèm số điện thoại cho em nhé. 185.000 đồng ngày mai lại vào nha chị ơi. Nồi điện xanh và kèm số điện thoại cho em 185.000 đồng. Ôi anh ghi cái tặng quà cho chị Huyền Trang kia chưa? Lên đơn cho em mã này luôn là gì ạ? Nồi điện xanh và kèm số điện thoại cho em 185.000 đồng nhé. 185.000 đồng. Bây giờ em có một cái sản phẩm này, em chiên cuối live cho các chị, tại vì là đầu live không dám lên, có mỗi một di thôi, mỗi một di dày này thôi. Ok chị Thảo lên tùy các chị gái thôi nhá. Mã này lên đơn cho em luôn này. Nồi điện xanh và kèm cái điện thoại cho em là ok lên đơn này. Tiếp tục em lên, hôm nay lên cho các chị một mã này đẹp lắm luôn, chuẩn bị xị nha. Size thì bao nhiêu, size bao nhiêu? Các chị lên giày dép cho các bé một chút này. Chợ lên giày dép một chút cho các chị gái luôn. Nồi điện xanh. Chợ xin cái thảm lông cho xuống đây nữa anh ơi. Mệt quá. Cái này hình như là em chỉ còn size còn một di thôi, còn một di duy nhất thôi các chị nhá. Quần bò đẹp lớp 5 vừa không chị ơi, nó có đến 30 cân thì vừa. Đây các chị em ơi, nhìn cho em đôi này này. Xịn. Đẹp. Xịn. Đẹp chưa ạ? Hỏi thật sự các chị thấy xịn đẹp chưa ạ? Đó, mọi người nhìn thấy chưa ạ? Ôi cái này không phải là loang loang đâu nha, mà nó là vân như vậy nha. Trời ơi các bác ơi. Các chị nhìn thấy rõ không? Các chị nhìn thấy rõ không ạ? Có đúng một di duy nhất size bao nhiêu? 35 đến 39. Giày của chị em mình nhá. Giày thể thao của chị em mình. Size 35 đến size 39. Một đôi duy nhất thôi, 49.000, chị nào nhanh tay thì có. Hôm qua em lấy mền chiếu xốp mà không thấy ai gọi điện chốt đơn vậy chị á? Chị Vọng Minh Khang không thấy ai gọi điện chốt đơn á? Để mai bảo các bạn gọi lại nhá, lên lại số điện thoại mai bảo các bạn gọi lại cho. Hay là hôm nay là gọi điện không nghe máy nhỉ? Mã hàng em sắp tới chắc là em sẽ chuyển nhân viên đấy. Em sẽ chuyển nhân viên là một hai bạn sẽ làm tối. Còn một hai bạn sẽ làm buổi ban ngày. Mã này lên đơn cho em ạ. Ngày mai mấy giờ em like chị Lê Ngọc Bích ơi. Cố giờ cố định của em là sẽ là tầm 1 rưỡi chiều và tầm 8 giờ tối nha các chị yêu nhá. Lên đơn cho em mã này luôn. Trời ơi, đẹp lắm luôn. Size 35 đến size 39 ạ. Các chị yêu nhìn cho em này, đằng sau này.
không diễn tả được cái nồi này nó đẹp như thế nào. Chưa, mọi người nhìn thấy không? Cái này phải đeo lên căng lên chân lên như này thì xinh dã man luôn nhá. Để chạ đôi giày này của em luôn là cái mã giày này giày gì nhỉ? Giày bé trai thật ra em còn hàng đấy nhưng em chưa lên được đâu ạ. Mã này các bác lên đơn cho em luôn là cái gì nhỉ? Xả bao nhiêu rồi anh ơi? Đẹp lắm mọi người ơi, 49.000 đồng một đôi. Xả 37 cách số điện cách size cách số điện thoại có đúng 1G thôi nhá. Xả 37 kèm size và kèm số điện thoại cho em, xả 37 kèm size và kèm số điện thoại. 49k. Xả 37 kèm size kèm số điện thoại, giày bé trai thật ra là còn nhưng mà chắc nó còn lệ size lắm nhỉ. Xả 37 kèm size kèm số điện thoại cho em, 35. Size 35 đến size 39, chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn em chắc chắn là phải để lại một đôi đi. Lên giày không có đâu chị ơi. À, giày của bé gái ngày mai chị cứ gửi về đây đi, em gọi lại cho, tại vì em còn không dám lên sợ là các chị được đổi hàng về nó không có hàng để chốt cho các chị. Xả 37. Đẹp lắm luôn. Mọi người ơi đẹp thật sự luôn ạ. Đây các chị nhìn cho nó cái phần kết của nó này. Cái phần kết của nó này. Siêu đẹp luôn, em nói thật đôi này quá đẹp luôn. Bình thường em không hay đi thôi đây giày thể thao nào nhưng mà em cũng sẽ để lại một đôi này để em đi. Xả 37 kèm số điện thoại cho em. Còn giày nào của bé trai hay bé gái gì không anh ơi? Xả 37 cho chị Hoàng nhỏ, size 37. Size 39, xả 37 cho chị Hải Vân có 49.000 đồng một đôi thôi. Có 49.000 đồng một đôi thôi. Tiếp tục lên xả 38 cho các bác luôn. Giày bò cho bé trai. Đôi này size 36, đẹp quá. Ok chưa mọi người ơi, mã này lên giúp em là xả bao nhiêu? Xả bao nhiêu anh? Xả 38 kèm số điện thoại. Khi nào lên giày bé, đây 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 chị ơi. Mã này lên luôn cho các chị luôn này. Xả 38 cách số điện thoại cho em, size từ bao nhiêu đây? Xả 37, ok chị Lê Thương. Em bị dịch vào cây rồi đúng không? Mã hàng này lên đơn cho em luôn là xả 38 à. Size bao nhiêu? 34, 35, 36, 37 và 38. 34 đến 38 đúng không? 34 đến size 38, hàng nhỡ size của bé. Các chị yêu nhá. 34 đến size 38 lên đơn cho em 49.000. Mã hàng này lên cho em luôn là xả 38. Xả 38 kèm số điện thoại cho em, nhìn đẹp lắm luôn. Xả 38 kèm size kèm số điện thoại. Xả 38, xả 37 cho chị Hoàng Minh đạt hết rồi chị ơi. Xả 38 kèm số điện thoại, xả 37 em có đúng 1G thôi mà. Cái này lên là xả 38 nhá. Cái này chốt hôm nọ đóng cho chị Tuyết Thắm chưa? Vẫn còn bị tòi ra hai bộ à? Đây là bom về này các chị yêu này. Méo hộp nhưng mà trong không bận gì. Méo hộp thôi nhưng trong không bận gì. Lên đơn cho là bộ đựng thức ăn inox. Em thanh lý luôn cho các chị yêu này. Bộ này là bị bom đây phải không? Chị nào chốt thì có nhá. Có hai bộ này bị bom. Thanh lý giải vía luôn. Thanh lý giải vía bộ đựng thức ăn 5 món. Bộ đựng thức ăn inox để tủ lạnh. Hoặc để cái gì thì để. Lên đơn cho là bộ đựng thức ăn. Em có hai bộ. Em có hai bộ có của bé gái chị ơi. Lên đơn cho em mã này là bộ đựng thức ăn. Em thanh lý luôn 30.000. 30.000 một bộ đựng thức ăn inox 5 món như này. Lên đơn cho em. Lên đơn là bộ đựng thức ăn. Cái này là bị bom nha. Cái này là bị bom. Bộ đựng thức ăn kèm số điện thoại. Có đôi giày nào của bé gái còn nhiều mẫu nào còn nhiều nhiều không anh? Bộ đựng thức ăn và kèm số điện thoại cho em. Bộ đựng thức ăn và kèm số điện thoại cho em. Bộ đựng thức ăn inox và kèm số điện thoại cho em. Em thanh lý 30.000. Bộ đựng thức ăn ok chị Nguyễn Thanh. Có giày của bé gái size 33 cân không? 33 không trang. Có giày bé trai 3 tuổi á? Có chứ. Giày bé trai 3 tuổi nào. Nào nào lên cho em ít giày bé gái bé trai đi. Lên cho các chị luôn là bộ đựng thức ăn inox em bán 30.000. Alo chị. Bộ đựng thức ăn cho chị Dung nò một bộ nữa là hết. Hai bộ bị bom. Các chị yêu nhìn này, nước giặt. Ui dồi ôi, nước giặt của nhà em là hàng nước giặt 5 trong 1. Hàng sản xuất tại Việt Nam nhưng mà sản xuất theo công nghệ của Thái. Cái này các chị ơi nó đặc lắm. Được chưa ạ? Cái mã này lên đơn cho em mã là nước giặt và kèm số điện thoại cho em. Một can của nó là 3.8 lít. Một can này của nó là 3.8 lít và em bán cho mọi người là 75.000 đồng một can. Được chưa ạ? Chị yêu nào mình mua rồi mình có thể chốt cả thùng. Chị yêu nào mình đã dùng rồi thì các chị chốt cả thùng. Em hết bộ đựng thức ăn rồi. Em hết bộ đựng thức ăn nha chị Thúy Hương Trần, chị Lê Thương em hết rồi. Em chỉ có hai bộ bị bom về thôi. Mã này các chị lên đơn cho em là gì ạ? Nước giặt và kèm số điện thoại cho em bán cho mọi người với giá là bao tiền ạ? 75k, một can 3.8 lít. Đôi giày này còn hai đôi ạ. Size bao nhiêu đây? Hai đôi size 28. Size 27 và size 28. Một đôi size 27, một đôi size 28 lên đơn cho em mã này là xả 39 kèm số điện thoại cho em.
À đâu, size 28 mà size 29 chứ. Lại nhầm rồi. Size 28 và size 29, mã này lên đơn cho em luôn. Xả 38 là cái gì nhỉ? Ok chị nhím xù ngày mai xem còn không nhá. Mã này lên đơn là xả 39 à. Xả 39 kèm số điện thoại. Đôi giày của các bé size 28 và size 29 này. Còn đúng 2 đôi thôi. Nước giặt cho chị Hoa lò. Nước giặt dùng không cần phải giả vải nữa nhá. Nước giặt này là nước giặt 5 trong 1 rồi. Nói chung em không cần phải quảng cáo quá nhiều đâu. Tại vì cái mã này em bán rất là nhiều rồi. Lên đơn cho em mã này luôn là xả 39, cách size, cách số điện thoại cho em. Size 28 và size 29 nhé. Size 28 và size 29 đẹp chưa? Em bán 49.000 lốt này, có 2 đôi thôi. Bán lốt 49k. Xả 29, cách số điện thoại cho em. Xả 39 chứ đúng không? Xả 39. Chị Võ Minh, chị Vọng Minh Khang lên là xả 39 kèm số điện thoại cho em. Tại sao đôi này hôm trước lại có chị lại bị sượt ra được nhỉ? Ok, xả 30, xả 39 đi chị ơi. Xả 39 kèm size. Cái đôi này đẹp chưa? Size nhỏ tí, siêu xinh xinh. Đôi này đẹp lắm, xinh lắm. Đôi này em có size 25 này. Size 25 này. Xả 40, size 27 này. Size 25, 26, 27. 25, 26, 27. Đôi này em có size 25, 26, 27. Xem còn 26, 28 không? 25, 26, 27 thôi. Đôi này em chỉ còn size 25, 26, 27 thôi. 25, 26, 27 lên đơn là xả 40 kèm số điện thoại. Xả 40 kèm số điện thoại cho em. Xả 40 kèm số điện thoại 49.000. Chị Lâm Quỳnh ơi, không có. Mã hàng xả 40, size 25, 26 và size 27. Rồi em nghỉ like thôi. Anh ơi, thôi đừng lấy hàng nữa anh ơi. Xả 40 kèm số điện thoại cho em. Nước giặt là 75.000 đồng một can. Một can là 3,6 lít nhá. Chị yêu nào chốt cái mã này lên là xả 40, xả 39. Ok chị giả luôn. Mã này lên là xả 40, cách size, cách số điện thoại cho em. Xả 40, cách size, cách số điện thoại. Em bán cho mọi người với giá là bao tiền ạ? 49.000 đồng một đôi. Nước giặt của nhà em thơm cực kỳ luôn. Còn mẫu nào size 33 cơ nó? Còn giày mẫu nào size 33 không nhỉ? Anh nhỉ, sợ hết hàng rồi chị. Bán giày dép này em thật là thôi hết lô này thôi. Chắc em thôi rồi. Em hết lô này em thôi thôi, tại vì là nhiều quá. Nhiều lắm luôn. Tồn toàn những cái size chả đi được, chả biết làm nào. Vì tồn. Đấy, im, chồng em vẫn đang tìm xem là còn cái nào size 33 không đấy. Chồng em vẫn đang tìm đấy. Chồng em vẫn đang tìm cho chị đấy, chị Hoàng nhỏ. Hàng thì vẫn còn hàng. Rồi tiếp lên cho các chị một cái mã tiếp theo đi. Cái mã xả 39 size 29. Chị Huỳnh Ngọc Thúy xả 39 size 29. Hết rồi sao chị ơi? Cái mã này đẹp lắm chưa? Cái mã này size bao nhiêu? Size 37, 38 và size 39. Chị yêu nào mình chưa chốt được đôi kia, mình chốt sang đôi này, đẹp này. Đôi này đeo nhẹ, em nói luôn này, đôi này nhẹ tênh luôn nhá. Nhẹ, cảm giác như nhẹ như không cần đeo, như kiểu không phải đeo giày thể thao ấy. Nó không phải cái đôi chỉ lặng chỉnh chịch ra đâu nhá. Các chị nhìn gần cho em này. Mã hàng này lên đơn cho em. Ok, nước giặt cho chị Trần Thị Yến. Nước giặt này các chị đi ra ngoài mua 120 đến 150 nghìn một chai luôn, một can luôn ấy. Nước giặt và sản xuất theo công nghệ của Thái nhưng mà sản xuất tại Việt Nam nha các chị em nhá. Các chị em lên đơn cho em mã này luôn. Em không còn giày lam rồi chị ơi. Mã này lên đơn là xả 41 ạ. Size 37, 38, 39 à. Size 37, 38 và size 39 các chị em lên đơn là xả 41 cho em. Còn 33 cân không để chị, không còn. Kia kìa, xả 40 là đôi giày Chanel kìa. Đấy, xả 40 đôi giày Chanel đấy, 49. Xả 4, nước giặt ok chị Thúy Triều có đơn. Nước giặt này là chị em mình không cần phải dùng nước xả đấy nhá, thơm lắm. Có những chị mà đã mua rồi thì các chị toàn chốt cả thùng thôi. Nhưng mà chị nào mình chưa giặt thử bao giờ thì mình giặt thử cho em. Đấy, lên đơn cho em mã này là gì ạ? Xả 41, cách size, cách số điện thoại 49k. Xả 41, cách size, cách số điện thoại cho em. Giày thể thao bé trai size 34. Không còn. Không còn đúng không anh? Giày thể thao bé trai size 34 ấy.
không còn rồi chị ơi. Mã hàng cái còn mà cái đôi giày mà kia không? Cái đôi giày mà có khuy tròn tròn này. Đợi em tí em kiểm tra lại xem còn không nào. Các chị lên đơn cho em mã này là xả 41 cho em đi size 36, 37, 38, 39. À size 37, 38, size 39. Size 37, 38 và size 39. Đây đợi em cho em lên giày bé trai cho. Xả 41 đẹp quá luôn mọi người ơi. Đây này, nhẹ như không đeo luôn. Các chị đi ra ngoài các chị sẽ phải mua 150 đến 180. Em nói thật luôn, các chị nhận hàng các chị mới biết là em đẹp, mà cái đôi này đẹp như thế nào. Bật đèn lồng Kitty đi chị, em có lồng pin đâu. Đang lắp pin vào đâu chị. Má này lên đơn cho là xả 41 cho em đẹp lắm luôn. Em bán cho các chị là 49.000 nhá, 49k má là xả 41 này. Anh ghi cái này xả 41. Nước giặt cho chị Huỳnh Ngọc Thúy này. Đẹp như mỗi đôi một size, mỗi đôi kiểu. Còn cái giày sao này size 3 mấy đây? Giày sao này cổ chun. Giày sao này cổ chun còn có 2 đôi thôi. Mã hàng xả 42. Nước giặt cho chị Phượng Nguyễn luôn. Một bèm. Các chị lên đơn cho em mã này luôn này. Các chị lên đơn cho em mã này là gì nhỉ? Xả 42. Nước giặt dùng thích lắm. Mùi thơm nhẹ. Xem đi. À, em xem đi nhà chị tốn tiền. Em cảm ơn chị Hiền Minh Nguyễn nhá. Nước giặt cùng mấy hàng công ty đấy thôi. Mùi. Nhưng mùi này nó lại dịu dịu hơn một chút. Mùi này thì em thấy mọi người, em bán qua 3 mùi thì thấy các chị phản feedback là mùi dùng màu trắng này dùng thích. Thì là em lại lấy tiếp màu trắng. Được chưa? Các chị lên đơn cho em mã này luôn. Nhưng mà nó còn tùy theo các chị. Nói chung là nó lên đơn cho em mã này luôn là gì ạ? Ok. Mã này của em là có size 38. Size 38 và có 2 đôi thôi. Size 37, size 38. Mã này lên đơn cho em luôn là size 37, 38, cái này của bé nhỡ size, hàng mà hàng chấm 5 ấy. Cái này của bé nhỡ size ấy, cái này lên là xả 40 mấy nhỉ? Xả 42 kèm số điện thoại, cái đôi giày này xả 41 phải không? Xả 42, size 37 và size 38, 49.000. Cái này là cổ len, tí rất là đẹp luôn. Xả 42 kèm số điện thoại nhá. Cái này của bé trai đấy, cái này của bé trai. Size 37 và size 38. Rồi thôi nghỉ like nha các bác ơi. Những cái mẫu này đẹp lắm nhưng mà mỗi mẫu còn size. Mỗi mẫu còn đôi em khổ lắm. Đấy em bảo rồi, bán giày này xong bây giờ em thấy em khổ quá. Mỗi mẫu còn đôi, trừ các bạn lại đi nó lại còn sứt nữa này. Không phải đi nó lại còn là cái kiểu. Rồi em nghỉ like đây. Bye bye tất cả chị em mình nha. Chúc tất cả chị em mình ngủ ngon. Ngày mai bắt đầu sang tháng mới rồi. Chúc tất cả chị em mình có một tháng mới nè. Sức khỏe và hạnh phúc. Rồi em đi ngủ đây. Bye bye tất cả chị em. Ngày mai mùng 1 các chị em mình hoan hỉ cho em nhé. Chị yêu nào có đơn mình nhớ chú ý điện thoại nhé. Ok chưa các chị gái. Bye bye tất cả chị em. Chúc tất cả chị em mình ngủ ngon nhá. Bye bye mọi người.